Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 53. Khi Mạc Phàm mở mắt ra, đã là 6 ngày sau. Hắn nhìn xung quanh, linh hồ giống như khối hổ phách lớn đã không khác gì tiểu hồ bình thường, thổ nhưỡng màu vàng cũng biến thành màu xám, không còn chút linh khí. Không chỉ như vậy, trường sinh linh thụ vốn ký gửi trên cổ tay hắn cũng rời khỏi tay hắn, đứng thẳng ở sau lưng, tung ra từng phiến khí thể lục sắc, cung cấp không ít linh khí cho hắn. Nhưng vì thời gian cung cấp linh khí quá lâu, lá cây trường sinh linh thụ hơi nhạt màu, cây không ngừng lung lay, giống như đứa bé ngủ gật. Xem ra mình vẫn xem nhẹ nguy hiểm của nhất nguyên cửu phân rồi. Mạc Phàm nhìn trường sinh linh thụ nói. Nếu không đủ linh khí, cho dù hắn hoàn thành mấy bước phía trước, cuối cùng vẫn không thể ngưng tụ cửu nguyên, có khả năng mấy nguyên trong đó vì không đủ linh khí mà vỡ ra. Hắn tưởng rằng linh hồ cộng thêm linh thổ thì dư giả, bây giờ ngay cả trường sinh linh thụ đều đi ra, phần lớn là không đủ linh khí, hắn xoát hiện dị thường được trường sinh linh thụ cảm nhận thấy. May mà hàng phục cái cây nhỏ này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Hắn vươn một tay ra, khí thể màu tím xuất hiện trong tay hắn. Cây nhỏ ngẩng đầu, giống như người đói bụng mấy ngày nhìn thấy đồ ăn, toàn bộ lá cây đều vươn về phía tử khí. Mạc Phàm ra lệnh với cái cây nhỏ cuốn lấy tử khí quay về cổ tay Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn trong cơ thể hắn, tam nguyên tinh khí thần mỗi cái có 9 cái, vây thành vòng tròn ở đan điền, khí hải và linh đài, nhỏ hơn trước một chút, nhưng tinh nguyên và thần nguyên to hơn khí nguyên, chuyển động đâu vào đấy, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. Nhìn thấy những thứ này, Mạc Phàm cười khẽ. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công. Kế tiếp hắn chỉ cần thiên tài địa bảo, đẩy tam nguyên tinh khí thần tới viên mãn là được. Không biết cảnh giới cửu nguyên như vậy có thực lực thế nào? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chờ mong, tò mò nói. Kiếp trước khi ở tu chân giới, bởi vì lúc hắn tu luyện đã qua tuổi thời cơ tốt, lại có máu lười trong người, thực lực chỉ đến kim đan ngưng luyện viên mãn, hiện giờ hắn ngưng tụ cửu nguyên, coi như là bán viên mãn, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực hắn cũng không biết. Có lẽ phải thử mới biết được. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, mật thất do cửu u cung làm thành quanh hắn lập tức mở ra, chớp lóe hắc quang rồi biến mất trong tay hắn, toàn bộ trong sơn động xuất hiện trong mắt hắn. Lúc này sơn động không thể nói là sơn động nữa, đại sơn vốn cao cây số, vạn mét vuông, lúc này tựa như một đống đất rỗng bên trong, không chỉ thấp hơn rất nhiều, cỏ cây trên sơn bích và trong sơn động giống như bị phơi nắng. Hết sạch linh khí. Rõ ràng là hắn hấp thu linh khí không chỉ nhiều như lúc trước suy đoán, linh khí tích lũy dần dần trong sơn động cũng tiến vào trong cơ thể hắn hết. Trong sơn động, Trần Phàm Không và những người Trần gia đã mang linh thảo linh dược đi, chỉ còn lại Trần Huyền Phong và mấy võ sĩ Trần gia đứng ở cửa động. Hắn mới xuất hiện, Trần Huyền Phong nhíu mày vội vàng đi tới. Mạc, lão đại, cuối cùng cậu cũng đi ra rồi. Trần Huyền Phong nói với vẻ gượng gạo. Bọn họ ở cùng ký túc xá, rõ ràng nhìn không bắt mắt, thực ra là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới, đổi lại là ai đều cảm thấy không được tự nhiên. Đến thời gian đàm phán với Nguyệt Hạ Chi Dực rồi à? Mạc Phàm hỏi. Hắn đã đồng ý với Trần Phàm Không giải quyết chuyện này giúp Trần gia, tuy Charlison và Rudy đã bị giết, nhưng đàm phán này vẫn tiếp tục. Đúng vậy. Trần Huyền Phong gật đầu. Chúng ta qua đó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hình như Âu Dương Nhược Tuyết rất sợ Nguyệt Hạ Chi Dực, nhìn xem thế lực này sẽ phái người như nào tới. Phi cơ trực thăng đã ở bên ngoài, chúng ta, mời. Trần Huyền Phong hơi sợ hãi nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, vừa nhấc chân đã tới bên cạnh Trần Huyền Phong. Không cần câu nệ như vậy. Hắn vỗ vai Trần Huyền Phong nói. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Trần Huyền Phong nhíu mày. Cuối cùng không nhịn được nói. Hỏi đi, nếu có thể trả lời cậu, tôi chắc chắn sẽ trả lời. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, cười nhạt nói. Vì sao cậu lại giúp tôi? Trần Huyền Phong nói. Lẽ ra anh ta không nên suy đoán tâm tư người giống như Mạc Phàm. Dù sao đối với một cường giả mà nói đây là một nghi ngờ một cường giả, không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu là một số cao thủ tính tình kỳ lạ, hoàn toàn có thể giết anh ta. Nhưng anh ta không thể không hỏi, trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rơi một bánh nhân thịt xuống, tuy anh ta ở cùng phòng ký túc xá với Mạc Phàm,
nhưng so với những người khác chỉ gặp mặt vài lần, ăn cơm vài lần, không còn tiếp xúc gì khác, quan hệ cũng rất bình thường. Mấy ngày nay anh ta luôn điều tra hội Ngũ Lão và Nguyệt Hạ Chi Dực, kết quả không tra được gì. Như vậy chỉ có một khả năng, người bên cạnh anh ta không có tư cách tiếp xúc với hai thế lực này. Trần gia bọn họ xảy ra chuyện, Mạc Phàm không chỉ tự mình tới, còn không tiếc đắc tội hai thế lực là hội Ngũ Lão và Nguyệt Hạ Chi Dực. Chuyện này đúng là không bình thường, khác thường là ma quỷ, chắc chắn bên trong còn nguyên nhân gì đó mà anh ta không biết. Chuyện này sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Có thể trả lời tôi không, Mạc tiên sinh? Trần Huyền Phong nghiêm túc nói. Sở dĩ tôi sẽ giúp cậu, nhất định là trước kia hoặc sau này cậu từng làm chuyện gì đó, để tôi có lý do nhất định phải giúp cậu. Bây giờ cậu không thể biết những chuyện này, nếu cậu rảnh rỗi thì tới Mạc gia chúng tôi với Sử Hàng. Tiểu Phương lựa chọn một bộ công pháp trên bia luyện công, đợi cậu tu luyện tới cảnh giới của tôi, tất nhiên sẽ hiểu, ngoài ra tôi không có toan tính gì với Trần gia cậu. Mạc Phàm giải thích, một đời này hắn tiếp xúc với Trần Huyền Phong rất ít, nhưng không phải chưa từng tiếp xúc. Trước kia hoặc sau này, Trần Huyền Phong lặp lại những lời Mạc Phàm nói, giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này. Nhưng anh ta không truy hỏi tiếp nữa. Mạc Phàm đã nói mình không có ý đồ gì với Trần gia, nếu anh ta lại hỏi tiếp thì đúng là không biết điều, chỉ cần Mạc Phàm không có ác ý với Trần gia là được. Củi mục như tôi còn có thể tu luyện sao? Trong mắt Trần Huyền Phong lóe lên chờ mong, hỏi. Anh ta là phế thiếu của Trần gia, cả thủ đô đều biết chuyện này, từ nhỏ đã bị không ít người đùa giỡn. Nếu có thể tu luyện công pháp, anh ta đã không bị ép tới Giang Nam học đại học. Cậu đến đó thì biết. Chúng ta đi thôi, giải quyết chuyện của Trần gia trước rồi nói sau. Mạc Phàm ra vẻ thần bí nói. Quả thật cơ thể Trần Huyền Phong khác với người thường, nhưng không phải không thể tu luyện, chỉ là công pháp Trần gia không thích hợp với Trần Huyền Phong, hay là nói công pháp trên địa cầu không thích hợp với anh ta. Trên bia luyện công của Mạc gia hắn, ít nhất có mấy chục công pháp để Trần Huyền Phong tu luyện. Nếu hắn muốn có thể nhiều hơn nữa, mấy chuyện này làm khó được hắn sao? Được rồi. Lúc này vẻ mặt Trần Huyền Phong mới tốt hơn. Hai người cùng tiến lên phi cơ trực thăng, lái về phía Lỗ Châu. Thanh thành Lỗ Châu nằm ở ven biển phía Đông Hoa Hạ, tất cả như long đầu duỗi vào trong biển. Bởi vì ba mặt đều là biển, liếc mắt một cái là thấy Bích Hải Kim Sa, cho nên cũng có danh xưng Hải Thành. Một tiếng sau, phi cơ trực thăng chở Mạc Phàm và Trần Huyền Phong tới một làng du lịch gần biển tên là Thiên Nhai Hải Giác. Làng du lịch này vừa vặn ở ngay chỗ cao nhất Long Đầu, tuy chiếm trên vạn mét vuông, nhưng bên trong ngoại trừ một số cơ sở giải trí cao cấp, thì chỉ có một tòa biệt thự theo phong cách châu Âu, bình thường để một số phú hào ở hay nói chuyện làm ăn. Giá thuê căn biệt thự này cao thì không nói, có thể ở hay không phải xem bản lĩnh, có không biết bao nhiêu người muốn thuê căn biệt thự này để khoe khoang về mình. Nghe nói mỗi người chỉ thuê một ngày, đặt chỗ trước đã đẩy tới 3 năm sau. Địa điểm Trần Gia và Nguyệt Hạ Chi Dược đàm phán được định ở đây. Mạc Phàm và Trần Huyền Phong mới hạ phi cơ trực thăng, hai mỹ nữ mặc bikini đi tới. Hai mỹ nữ này đều cao hơn 1m7, dưới mái tóc quăn màu nâu là một gương mặt tuyệt mỹ, không chỉ bao gồm tinh xảo của mỹ nữ Hoa Hạ còn có cảm giác lập thể của mỹ nữ châu Âu. Theo hai người bước từng bước tới, cơ thể nóng bóng như gợn sóng xuất hiện trước mặt Mạc Phàm và Trần Huyền Phong. Tuy hai mỹ nữ này không thể so được với Tiểu Tuyết, Dạ Tình, nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có, chắc chắn để trên đường có thể khiến không ít người tăng hormone. Trái lại Mạc Phàm còn tốt, 500 năm qua hắn từng thấy đủ loại mỹ nữ, huống chi bây giờ hắn đã có Tiểu Tuyết, những người phụ nữ khác đẹp tới mấy cũng không lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy Trần Huyền Phong là thiếu gia Trần gia, có kiến thức và tu dưỡng nhất định, nhưng dù sao mới chỉ 16 tuổi, đúng là lúc tuổi trẻ khí thịnh. Anh ta nhìn thấy mỹ nữ như vậy thì lập tức nhìn chằm chằm. Trần thiếu gia phải không, mời đi bên này. Một mỹ nữ trong đó mở miệng, giống như không quan tâm lắm, lễ phép nói. Đúng vậy. Lúc này Trần Huyền Phong mới phản ứng kịp, hơi xấu hổ đáp. Hai người theo sau hai vị mỹ nữ này vào biệt thự, đi thẳng tới đỉnh chóp biệt thự, trong quán Ba Lộ Thiên. Trần Phàm không mang theo mười mấy người đã đợi ở đây. Trong mười mấy người này, ngoại trừ một lão già tóc bạc, những người khác đều là người Mạc Phàm từng gặp ở trong sơn động. Trần Phàm không vốn vô cùng lo lắng,
nhìn thấy Mạc Phàm đã đến, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, ông vội vàng chạy tới nghênh đón Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Trần Phàm không thở phào nhẹ nhõm, nói. Chuyện này chỉ có Mạc Phàm mới giải quyết được, nếu Mạc Phàm không đến, những chuyện trước đó càng khiến Trần gia nguy hiểm hơn. Ông vốn lo lắng Mạc Phàm vì bế quan mà bỏ lỡ chuyện này, bây giờ không có gì phải lo lắng nữa rồi. Nếu cháu đồng ý với chú Trần, tất nhiên sẽ tới, bọn họ còn chưa tới sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Vẫn chưa, nhưng sắp tới thời gian hẹn rồi, hay là uống chút đồ trước, đồ uống ở Bích Hải Kim Sa này không tệ đâu. Trần Phàm không nhìn đồng hồ nói. Mạc Phàm không từ chối, thản nhiên nói. Trần Phàm không liếc mắt ra hiệu với mỹ nữ mặc bikini đứng sau Mạc Phàm, người kia liền đi tới quầy bar. Chỉ trong phút chốc hai mỹ nữ mặc bikini mỗi người bưng một ly cocktail nửa vàng nửa lam đi tới. Mạc Phàm nhìn lướt qua ly cocktail kia, nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Chú Trần, cháu đi uống với Huyền Phong vài chén, mọi người cứ tự nhiên đi, cháu sẽ xử lý chuyện này giúp mọi người. Mạc Phàm cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, nói. Trần Phàm không gật đầu, còn chưa mở miệng lão giả tóc bạc bên cạnh ông liếc Mạc Phàm một cái, lạnh lùng xen miệng. Phàm không, đây là người cậu nói có thể giải quyết vấn đề giúp Trần gia à, đúng là buồn cười. Ông ta biết Trần gia mời được Mạc gia, mời một người Mạc gia tới giải quyết chuyện này. Nhưng Mạc Phàm là một đứa bé mười mấy tuổi, có thể làm được chuyện gì? Cho dù những người này e sợ cường đại của Mạc gia, nhưng đừng quên nơi này là Lỗ Châu, cách Giang Nam hơn ngàn dặm, Nguyệt Hạ chi dực lại là thế lực châu Mỹ. Những người đó giết người Mạc gia xong, hoàn toàn có thể rời khỏi Hoa Hạ quay về châu Mỹ. Cho dù Mạc Phàm rất quan trọng với Mạc gia, đợi người Mạc gia đuổi tới, người của Nguyệt Hạ chi dực đã rời đi từ lâu rồi. Chú Bảy, Tiểu Phàm là. Sắc mặt Trần Phàm không thay đổi, vừa định giải thích. Ông chưa nói thân phận của Mạc Phàm cho lão giả này, là không muốn bại lộ thân phận của Mạc Phàm, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn lướt qua lão giả tóc bạc. Ông là. Tuy khí huyết của lão giả này đã khô kiệt, nhưng cũng là Tiên Thiên Tông sư đỉnh phong. Cao thủ như vậy trước đó Trần Huyền Phong không gặp chuyện không may, cũng không thấy mặt người này, trái lại bây giờ lại xuất hiện. Ông ấy là ông Bảy của tôi, lúc trước không thèm nhìn nhất mạch chúng tôi vào mắt, thấy cha tôi mang linh thảo linh dược về, lúc này mới thèm liếc mắt nhìn nhất mạch chúng tôi một cái, lần này tới là giúp giải quyết vấn đề. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói. Trần gia có rất nhiều chi, nhà bọn họ chỉ là nhất mạch trong đó. Chính là ông già này vì anh ta là củi mục võ đạo, Trần gia mới cho cha mẹ anh ta một công ty nhỏ, rồi nhất mạch bọn họ ra ngoài. Lúc trước biết nhà bọn họ vì trường sinh linh thụ mà bị Nguyệt Hạ chi dực và Mộ Dung Sùng Đức để mắt, lão già này còn yêu cầu bọn họ sửa họ, đừng dùng họ Trần nữa, tránh để gây họa cho Trần gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày nay nếu không phải thấy nhất mạch bọn họ bám vào hội ngũ lão và Mạc gia, chắc chắn lão già này không tới. Cho nên tuy lão già này là ông Bảy của anh ta cũng không có bất luận hảo cảm gì, chỉ có chán ghét. Huyền Phong, im miệng, không được vô lễ với ông Bảy của con. Sắc mặt Trần Phàm không hơi khó coi, quát lớn. Chú Bảy, Huyền Phong không hiểu chuyện, ông đừng chấp với thằng bé, Trần Phàm không vội vàng giải thích với lão giả tóc bạc. Không sao, các người bám được thuyền Mạc gia rồi, tâm cao khí ngạo chướng mắt lão già này tôi có thể hiểu, lát nữa người của Nguyệt Hạ chi dực tới, các người sẽ biết Mạc gia phái một đứa bé tới là sai lầm. Lão giả tóc bạc không thèm nhìn Trần Huyền Phong, lườm Mạc Phàm âm dương quái khí nói. Chuyện này, Trần Phàm không nhíu chặt mày, khó xử nói. Một bên là trưởng bối của ông, một bên là Mạc Phàm, ông nói cho lão giả tóc bạc Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, có lẽ có thể giải quyết. Nhưng bại lộ thân phận của Mạc Phàm, trong lúc này ông không biết nên làm gì cho phải. Hả? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Lão giả này là người của Trần gia, hắn cũng không có hứng thú gì. Hắn chỉ tò mò vì sao lão giả này không xuất hiện ở Thịnh Yến Thiên Tứ, hiện giờ hắn biết đại khái nguyên nhân là gì rồi. Ông nói Mạc gia nhầm sao? Mạc Phàm hỏi. Không dám. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc gia cường đại như vậy, những lời không có đầu óc kia, ông ta còn lâu mới nói. Tôi cảm thấy ông không dám thật, chúng ta đi uống rượu đi, lão Tam.
Mạc Phàm cười khẽ, lạnh nhạt nói với Trần Huyền Phong. Trong lòng Trần Huyền Phong cảm thấy sảng khoái, hai người đi tới một khu sân rộng. Lão già tóc bạc nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén, ông ta muốn mở miệng khiển trách. Người Mạc gia thì thế nào, không biết lớn nhỏ gì cả. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Đến rồi. Một hạ nhân của Trần gia kêu lên. Những lời này vừa vang lên, không ít người vội vàng nhìn theo âm thanh, chỉ thấy hai nam một nữ mang theo mấy người đi tới. Ba người đều gần 30 tuổi, người đàn ông đi giữa để tóc ngắn màu nâu, trên gương mặt anh Tuấn có để râu, mặc trên người một bộ tây trang, đeo kính, cầm trong tay một cây gậy bảo thạch màu hồng, không ngừng vũ động trong tay anh ta. Một người đàn ông khác là đại hán cao lớn khôi ngô, cao khoảng chừng hơn 2 mét, cơ thể khổng lồ đứng ở đâu, thì có thể ngăn cản một vùng trời chỗ đó. Đại hán này mặc áo ba lỗ màu đen, phía dưới là quần ngụy trang, cánh tay trần trụi ở bên ngoài cỡ đùi không ít người, bắp thịt giống như do hợp kim dán lên, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không rét mà run. Cuối cùng là mỹ nữ tóc vàng, vị mỹ nữ này mặc bikini màu sáng giống mấy thị nữ bên cạnh, nhưng bất luận là dáng người hay diện mạo đều mạnh hơn những mỹ nữ mặc bikini nhiều. Nhất là đôi mắt màu lam, như nước biển trong suốt ở đảo Bali, chỉ nhìn một cái khiến người ta không tự chủ được muốn nhìn thêm vài lần nữa. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người đàn ông khác đều bị mỹ nữ mặc bikini này hấp dẫn. Một tay vị mỹ nữ này nắm chặt eo, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ, trong đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía Mạc Phàm. Những người khác đều bị tư sắc của cô ta mê hoặc, vậy mà vẻ mặt tiểu tử này không đổi. Cô ta cũng không để ở trong lòng, rời mắt nhìn Trần Phàm Không và lão giả tóc bạc. Trần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, an bài ở đây có khiến Trần tiên sinh hài lòng không? Người đàn ông để râu nói tiếng Hoa Hạ không thuần thục lắm, cười hỏi. Sắc mặt Trần Phàm Không thay đổi, lúc này mới rời mắt khỏi mỹ nữ tóc vàng kia. Ôn tiên sinh khách sáo quá rồi, vậy mà an bài ở đây. Trần Phàm Không lại nhìn thoáng qua mỹ nữ tóc vàng đứng bên cạnh Pôn, hơi xấu hổ nói. Người này không phải ai khác, đúng là Pôn thành viên của Nguyệt Hạ Chi Dực bàn bạc với ông từ đầu. Hai người bên cạnh Pôn thì ông mới gặp lần đầu, nhưng có thể đứng cạnh Pôn, phần lớn là thành viên tứ cấp. Cùng có ba thành viên tứ cấp của Nguyệt Hạ Chi Dực tới, trong mắt ông hiện lên chút lo lắng. Lúc trước Mạc Phàm chưa khôi phục hoàn toàn, đối phó Charlison và Rudy đều nhờ trường sinh linh thụ, tuy bế quan 6 ngày, nhưng không biết khôi phục hay chưa. Trong ba người này Pôn có dị năng gì ông cũng không thăm dò được, ngay cả Âu Dương Nhược Tuyết cũng không biết, càng không nói tới đại hán và mỹ nữ bikini bên cạnh. Trần tiên sinh thích là được rồi, vậy chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Pôn mỉm cười, cầm gậy bảo thạch trong tay gõ nhẹ lên đất một cái. Một chiếc bàn dài trải khăn màu trắng như tuyết được di chuyển tới, để giữa bọn họ. Ghế cũng bay tới vây quanh cái bàn này. Lúc dọn bàn xong, cộp cộp cộp, giá cắm nến, rượu, hoa quả, điểm tâm và mấy thứ rơi lên bàn. Pôn chỉ gõ nhẹ cái gậy một cái là bố trí mọi thứ xong, cả quá trình chưa tới 10 giây, giống như có ma thuật, đám Trần Phàm Không nhìn mà trợn mắt há miệng. Chỉ cần ngự vật chi thuật tới cảnh giới tiên thiên tông sư đều có thể làm được. Nói trắng ra là dùng khí vô hình khống chế vật phẩm. Nhưng ông không cảm nhận được chút linh khí nào, vậy mà cái bàn bố trí xong hết rồi. Chuyện này, Pôn hơi nhếch miệng cười, gậy trong tay chỉ về phía mấy cái ghế, tất cả ghế được kéo ra. Các vị, mời ngồi. Nói xong anh ta ngồi giữa hàng ghế đối diện Trần Phàm Không, mỹ nữ tóc vàng kia và tráng hán một trái một phải, ngồi bên cạnh anh ta. Những người khác đặt một đống thùng vô cùng hoa lệ lên bàn. Mỗi cái thùng có vẻ rất nặng. Đám Trần Phàm Không do dự một lát, bảo những người khác cũng ngồi xuống. Mạc Phàm thì làm như không thấy ba người, vừa nhấp một ngụm rượu vừa nhìn cảnh biển ở phía xa. Trần Huyền Phong thấy Mạc Phàm không rời đi, thì vẫn đứng bên cạnh Mạc Phàm, nhìn chằm chằm đám người trước bàn. Lần này bọn họ gặp Nguyệt Hạ Chi Dực liên quan tới tồn vong của Trần gia, nếu xảy ra vấn đề gì, có khả năng bọn họ đều chết ở đây. Pôn thấy Mạc Phàm và Trần Huyền Phong không ngồi, cũng không để ở trong lòng. Hai đứa bé mà thôi, căn bản không ảnh hưởng tới đại cục. Trần tiên sinh, những thứ này là chúng tôi dựa theo ước định lúc trước, đồng ý đưa cho Trần gia các ông, bây giờ Trần tiên sinh có thể cho chúng tôi xem cái cây kia rồi chứ. Pôn không quanh co lòng vòng, chỉ vào những cái dương nói thẳng vấn đề.
Trần Phàm không nhíu mày, ông còn chưa mở miệng. Ôn đúng không, tôi là chú của Phàm không, trước khi giao dịch, tôi muốn các cậu xem hai thứ này trước. Lão già tóc bạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hóa ra là Trần Lão Tiên Sinh, thứ gì lại có thể khiến Trần Lão Tiên Sinh đại giá tới đây vậy? Ôn cười khẽ nói. Vẻ mặt lão già tóc bạc sắc lạnh, vốn lấy ra một lệnh bài thanh mộc, sau đó lại lấy lệnh bài bạch ngọc ra. Trên lệnh bài thanh mộc không có gì khác, chỉ có một chữ mạc theo chữ triện cổ. Lệnh bài này là trước khi Mạc Phàm bế quan đưa cho Trần Phàm không, là lệnh bài Mạc gia mới phát hành gần đây, có tổng cộng mấy cái, người cầm lệnh bài này trong tay sẽ được Mạc gia bảo vệ. Lệnh bài bạch ngọc tương tự với ngũ lão lệnh của Âu Dương Nhược Tuyết lúc trước, nhưng nhỏ hơn một vòng, lệnh bài này tương tự với lệnh bài của Mạc gia, bảo vệ. Đây là... Ôn nhớn mày tò mò hỏi. Đây là lệnh bài của Mạc gia Hoa Hạ chúng tôi, còn đây là lệnh bài của hội ngũ lão Hoa Hạ chúng tôi. Có hai lệnh bài này thì đại biểu Trần gia chúng tôi được Mạc gia và hội ngũ lão che chở, cho nên có khả năng chúng tôi không giao dịch cái cây kia với các cậu rồi. Lão già tóc bạc cười lạnh lùng nói. Có hai thứ này thì sợ gì Nguyệt Hạ Chi Dực, cũng không cần Mạc gia phái người tới, chỉ cần ngả bài với Nguyệt Hạ Chi Dực là được. Hả? Ôn cũng không tức giận, trái lại khóe miệng hơi nhếch lên. Ý của Trần lão tiên sinh là bây giờ Trần gia có chỗ dựa, cho nên muốn hủy giao dịch trước đó với Nguyệt Hạ Chi Dực tôi sao? Hán ngữ của Pôn tiên sinh đúng là không tệ, ý của lão phu là như vậy đó. Trước đó Nguyệt Hạ Chi Dực ỷ thế hiếp người, dùng chút đồ đó đã muốn mang linh thụ của Trần gia bọn họ đi, bây giờ bọn họ có chỗ dựa rồi, căn bản không cần phải sợ. Ông ta không tin Nguyệt Hạ Chi Dực không sợ bọn họ, cũng không sợ Mạc gia và hội ngũ lão. Hóa ra là như vậy. Pôn hơi nhếch miệng, cười tương đối có thâm ý. Mỹ nữ tóc vàng và đại hán kia cũng lắc đầu cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Một lát sau Pôn nheo mắt, đôi mắt như rắn độc nhìn về phía Trần Phàm không, Trần tiên sinh, ông còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước không, nếu Trần gia không đưa cái cây nhỏ cho Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi sẽ thế nào? Sắc mặt Trần Phàm không khó coi, sao ông không nhớ hậu quả sẽ là gì? Nếu như Trần gia bọn họ không bán trường sinh linh thụ cho Nguyệt Hạ Chi Dực, sẽ diệt Trần gia bọn họ, bởi vì câu này mà các nhánh Trần gia khác muốn đuổi bọn họ khỏi Trần gia. Nhớ rõ. Trần Phàm không gật đầu. Chắc Trần lão tiên sinh cũng biết chuyện này, như vậy đi, tôi kể cho ông nghe một chuyện xưa, có lẽ Trần lão tiên sinh sẽ thay đổi chủ ý. Ôn cười nói. Chuyện xưa gì mà có mị lực như vậy, lão phu rất muốn nghe. Lão già tóc bạc không sợ hãi, đầy hứng thú nói. Ôn nheo mắt lại, mỉm cười, một tay anh ta vươn ra, một ly rượu màu bạc bay vào trong tay anh ta. Trước đây có một tộc vương người lùn chiếm được một viên bảo thạch chí tôn, trên thế giới không có khối bảo thạch nào thuần khiết, tôn quý, lóe sáng hơn thứ này, khối bảo thạch này đặt ở nơi nào, nơi đó giống như được mặt trời chiếu rọi, hết ngày dài lại tới đêm thâu đều có ánh sáng chói mắt, quốc vương rất thích bảo thạch chí tôn nà. Liền khảm lên vương miện của mình. Rất nhanh ánh sáng trên viên bảo thạch chí tôn chiếu vào trong mắt cự long ngủ say trong bóng đêm, cự long không do dự chạy ra khỏi vùng tối tăm, đến hoàng cung của quốc vương này muốn 3 ngày sau quốc vương giao chí tôn bảo thạch ra, nếu không sẽ lấy máu nhuộm cả vương quốc. Ôn lấy một cái giá cắm nến tới. Sau đó thì sao? Lão già tóc bạc hỏi. Quốc vương thật sự rất thích bảo thạch này. Nên tốn một số tiền lớn tìm tinh linh nhất tộc và thú nhân nhất tộc có sức chiến đấu rất mạnh, cùng đối phó cự long này, hơn nữa 7 ngày sau sẽ từ chối yêu cầu của cự long. Ôn khẽ vươn tay lấy lệnh bài của Mạc gia và hội ngũ lão, để lên trên ly rượu. Cự long này bị giết rồi sao? Lão già tóc bạc hỏi. Không có, quốc vương rất thông minh, ông ta biết mình không thể giết cự long nên tìm giúp đỡ, nhưng thực ra ông ta cũng rất ngu ngốc. Bởi vì tuy tinh linh nhất tộc có thể bay lượn, còn có xạ thuật cường đại, nhưng sức mạnh quá nhỏ bé, căn bản không đủ để phá vỡ hộ giáp của cự long, thú nhân chiến lực vô song trên mặt đất, nhưng không là gì đối với thiên không, cho nên khi cự long phun long viêm, tinh linh và thú nhân đều rời bỏ tộc người lùn, chỉ để lại tộc người lùn hét thảm thành tiếng dưới hỏa diễm của cự long. Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, chỉ để lại một viên bảo thạch chí tôn không thuộc về bọn họ. Khi Pôn nói chuyện thì hơi nghiêng giá cắm nến, ngọn lửa theo sáp nến chảy lên trên rượu, ly rượu lập tức được đốt lên. Lệnh bài của Mạc gia và hội ngũ lão theo hỏa diễm thiêu đốt, lùi trở về trước người lão già tóc bạc. Chuyện xưa kết thúc,
đầu Trần Phàm không đầy mồ hôi lạnh. Ôn nhìn giống như đang kể chuyện xưa với bọn họ, thực ra là đang báo cho bọn họ biết. Nguyệt Hạ Chi Dực vốn không sợ Mạc Gia và Hội Ngũ Lão, quả thật hai nhà này rất cường đại, nhưng đều có nhược điểm chí mạng, Mạc Gia có hoa không quả, chỉ có mình Mạc Phàm, giới hạn của Hội Ngũ Lão chỉ ở Hoa Hạ, ra khỏi Hoa Hạ thì bất lực, Nguyệt Hạ Chi Dực không cần phải sợ hai nhà này. Nếu không thực hiện ước định lúc trước, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới này như quốc vương tộc người lùn. Bốp bốp bốp, lão giả tóc bạc vỗ tay, giống như không bị chuyện xưa này dọa sợ. Chuyện xưa của Pôn tiên sinh đúng là khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng mà chuyện xưa này có thể quay thành bộ phim điện ảnh Hollywood rồi đó, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa mà thôi, không phải là chuyện thực. Cự Long không sợ tinh linh và thú nhân, nhưng ít nhất ở địa bàn Hoa Hạ, Nguyệt Hạ Chi Dực không thể lật nổi gợn sóng gì, cũng không làm gì được Trần gia bọn họ. Hô hô, xem ra Trần lão tiên sinh cũng không nghe kỹ, vậy tôi nói cho Trần lão tiên sinh biết, thực ra chuyện xưa này là chuyện thật xảy ra ở một vùng Bắc Âu, không chỉ ghi lại bên trong pháp điển tinh linh, ở trong trí nhớ truyền thừa của thú nhân tộc cũng có chuyện này, Trần gia coi như là võ đạo thế gia ở Hoa Hạ, hẳn là không hoài nghi tinh linh, thú nhân và cự long tồn tại như người bình thường đúng không? Trên mặt Pôn không có chút tức giận, mỉm cười nói. Tất nhiên tôi biết tinh linh, thú nhân và cự long có tồn tại, nhưng Pôn tiên sinh cảm thấy tinh linh nhất tộc và thú nhân nhất tộc có thể so được với Mạc Gia và Hội Ngũ Lão Hoa Hạ sao? Tôi cũng nói cho Pôn tiên sinh nghe này, các cậu có thể giết chúng tôi, nhưng nếu một tiếng sau chúng tôi không rời khỏi đây an toàn, người của Trần gia chúng tôi sẽ nói chuyện này với Mạc Gia và Hội Ngũ Lão. Pôn tiên sinh cảm thấy Mạc Gia và Hội Ngũ Lão sẽ mặc kệ à? Người Hoa Hạ chúng tôi không lật lọng như dị tộc tinh linh và thú nhân kia. Lão giả tóc bạc bưng một ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, cười khinh thường nói. Nếu bọn họ tới nơi này, sao có thể không chuẩn bị gì? Lão giả tóc bạc vừa nói những lời này, sắc mặt Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong không chỉ không tốt hơn chút nào, trái lại còn khó coi hơn. Từ đầu tới cuối Pôn đều không tức giận, thân là người biến dị tứ cấp, anh ta hoàn toàn không để chú bảy bọn họ vào mắt. Chỉ đang chơi với chú bảy mà thôi. Ông nhìn thoáng qua Mạc Phàm đã uống một nửa ly cocktail, vẫn đang thưởng thức cảnh biển, lo lắng trên mặt ông càng dày đặc hơn. Ôn cảm nhận được toàn thân Trần Phàm không được tự nhiên, anh ta cười khẽ. Vậy mà Trần lão tiên sinh so sánh Mạc gia và Hội Ngũ lão với tinh linh và thú nhân, xem ra Trần lão tiên sinh đã kéo mình vào trong, được rồi, nói thật cho ông biết, quả thật tinh linh, thú nhân và cự long có tồn tại. Nhưng mà chuyện tôi vừa nói đúng là chuyện xưa, vốn dĩ chưa từng xảy ra, cho nên Trần lão tiên sinh không cần hoảng sợ, cũng không cần chiếu theo số mà vào ngồi. Lão giả tóc bạc nhíu mày, khuôn mặt vô cùng âm trầm. Ôn tiên sinh, cậu đang chơi lão phu sao? Nếu Trần lão tiên sinh cảm thấy mình có tư cách này, thì cứ coi là vậy đi, nhưng thực ra tôi chỉ muốn làm bầu không khí trở nên sinh động hơn thôi, tránh để thẳng thắn quá dọa đến Trần lão tiên sinh. Pôn cười đùa. Nhàm chán, Trần gia chúng tôi đã nói xong những lời muốn nói rồi, nếu Pôn tiên sinh không có ý kiến gì, vậy chúng tôi đi trước đây. Đôi mắt lão giả tóc bạc âm u, nói. Xem ra Trần lão tiên sinh không thích nghe chuyện xưa lắm, chẳng trách Trần lão tiên sinh đã qua tuổi nghe chuyện xưa, nếu như vậy chúng ta vào thẳng chủ đề chính đi. Pôn dừng một lát, trong chớp mắt tươi cười nhu hòa trở nên lạnh lẽo, giống như biến thành một người khác. Thực ra sống chết của các người không quan trọng đối với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi, nếu giết các người có thể lấy được linh thụ kia, chúng tôi sẽ không để lại một người, sở dĩ các người từ chối mà chưa giết các người, cũng là vì các người vẫn còn tác dụng, thấy ông nói những lời vô ích ở đây cũng hơi thú vị, ngoài ra tuy nơi này là Hoa Hạ, nhưng tông môn ẩn thế đã xuống dốc, đừng mở miệng nói Mạc gia và Hội Ngũ lão trước mặt chúng tôi nữa, vô ích thôi, bây giờ tôi cho các người lựa chọn, giao linh thụ hay là chết. Pôn cao giọng nói, hơi lạnh lan tràn ra bốn phía. Nếu Hoa Hạ vẫn còn là Hoa Hạ trước đây, đừng nói là Mạc gia và Hội Ngũ lão cùng liên hợp, một Mạc gia hay một Hội Ngũ lão, bọn họ sẽ lập tức rời đi, bởi vì Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ biết rõ tông môn ẩn thế đáng sợ cỡ nào. Nhưng trong cuộc chiến ở cửa địa ngục, tông môn ẩn thế bị Mạc Phàm đánh bại, có thể nói là vận số đã hết. Đã không còn tông môn ẩn thế, hiện giờ có không biết bao nhiêu người rộn rạo. Muốn phân chia miếng thịt béo là Hoa Hạ. Trần gia dùng Mạc gia và Hội Ngũ lão uy hiếp anh ta, trái lại không chọn sai người, nhưng chọn sai thời điểm.
Sắc mặt lão giả tóc bạc hơi khó coi, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt ông ta đã không còn bình tĩnh nữa. Ôn tiên sinh, cậu chắc chắn phải như vậy sao? Sở dĩ ông ta cứng như vậy, là vì cảm thấy Nguyệt Hạ Chi Dực sẽ kiêng kỵ Mạc gia và hội ngũ lão, bây giờ xem ra sự thật không như ông ta nghĩ. Như vậy đi, chúng ta đánh cược nhé. Ôn cười nói. Đánh cược gì? Đánh cược đầu ông, xem Ôn tiên sinh bên cạnh tôi có dám kéo xuống làm cầu đá hay không? Lão giả tóc bạc nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Cậu! Ông ta còn chưa nói xong thì cảm thấy cuồng phong nổi lên, sau lưng phát lạnh, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng khó coi. Đại hán tên Ôn ngồi đối diện ông ta đã không thấy nữa, mà ông ta đang bị Ôn xách trong tay như xách con gà. Sắc mặt đám Trần Phàm không ở bên cạnh thay đổi. Ôn tiên sinh, cậu có ý gì đây? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, hình như Trần tiên sinh không hiểu ý của chúng ta, cô giải thích cho Trần tiên sinh giúp tôi với. Ôn hơi nhếch miệng cười nói. Nguyệt thần mỹ nữ tóc vàng cười quyến rũ, ngón tay trắng nõn bưng ly rượu trước mặt lên khẽ bóp một cái, ly rượu lập tức biến thành một mảnh nhỏ sắc bén. Cùng lúc đó, đôi mắt u lam của cô ta trở nên sáng lên. Những mỹ nữ mặc bikini ở xung quanh nhoáng lên một cái liền đến trước mặt đám Trần Phàm không, mảnh thủy tinh sắc bén để ngang huyệt thái dương, mi tâm, trái tim và chỗ hiểm của bọn họ. Ngay cả hai mỹ nữ mặc bikini bên cạnh Mạc Phàm và Trần Huyền Phong cũng vậy. Choang, vẻ mặt một người Trần gia sửng sốt, ly rượu trong tay rơi xuống đất, rượu văng tung tóe. Bây giờ Trần tiên sinh đã hiểu chưa, mặc kệ các người bám vào thuyền nào, chỉ có hai lựa chọn. Giao linh thụ kia ra những cái dương này sẽ là của ông, hoặc ông nhìn người Trần gia ông bị giết chết, mãi đến khi giao linh thụ ra mới thôi. Ôn cười nói, trên mặt không có ý vui đùa. Ôn, cậu đúng là kẻ điên. Trần Phàm không hơi híp mắt, sắc bén tỏa ra. Kẻ điên, tôi rất thích hai chữ này, nếu ông đã nói như vậy, tôi có thể điên hơn chút nữa, hai vị kia hẳn là quý công tử và bạn của cậu ấy đúng không? Ôn nhìn Mạc Phàm đang vô cùng bình tĩnh, hỏi. Cậu muốn làm gì? Trần Phàm không lạnh giọng hỏi. Nguyệt thần, hình như Trần tiên sinh vẫn cảm thấy Nguyệt Hạ Chi Dực chúng ta chỉ dọa thôi, cô giết bạn của Trần công tử trước đi, nếu Trần tiên sinh vẫn không hiểu Nguyệt Hạ Chi Dực chúng ta, vậy giúp Trần tiên sinh giết Trần công tử, thôi, giết cả hai người đi. Ôn lạnh nhạt nói, Nguyệt thần liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong đôi mắt mị nhãn như tơ chớp lóe lam quang. Không đợi đám Trần Phàm không nhắc nhở. Hai mỹ nữ đứng sau Mạc Phàm và Trần Huyền Phong nhanh chóng đâm vào sau gáy và mi tâm Mạc Phàm và Trần Huyền Phong. Chỉ trong chớp mắt đã cách hai người chưa tới một ngón tay. Mạc Phàm vẫn nhìn biển như cũ, đồng tử Trần Huyền Phong thì càng ngày càng to, bên trong đều là vẻ bối rối. Thấy thủy tinh sắp đâm vào trong cơ thể bọn họ, đúng lúc này tay hai mỹ nữ mặc bikini dừng lại, không có biện pháp tiến thêm nữa. Giọng nói lạnh nhạt của Mạc Phàm cũng vang lên theo. Các người muốn giết ai? Hửm. Tươi cười trên mặt Ôn, Os và Nguyệt Thần cứng đờ, trong mắt lóe lên chút dị dạng, nhìn về phía Mạc Phàm đang cầm ly xoay người lại. Qua, nơi này ngoại trừ Trần lão tiên sinh ra, vậy mà còn che giấu một cao thủ, hai người không nhanh lui xuống đi. Nguyệt Thần cười quyến rũ nói. Cô ta vẫn luôn chú ý tới Mạc Phàm, trong suốt quá trình Mạc Phàm sóng nước chẳng sao, giống như xung quanh không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, lại khiến hai phân thân của cô ta dừng lại, thực lực không đơn giản. Cô ta vừa nói xong, thủy tinh trong tay hai mỹ nữ kia biến mất, hai người liếc nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ lùi sang một bên. Không sao chứ. Mạc Phàm uống sạch rượu trong tay, liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong một cái nói. Không sao. Trần Huyền Phong hít sâu một hơi lau mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt anh ta xuất hiện vẻ phức tạp, nói. Nếu Mạc Phàm không ra tay, có khả năng anh ta đã bị đâm thủng. Mạc Phàm đáp đưa ly rượu cho một mỹ nữ mặc bikini trong đó, lúc này mới nhìn về phía đám Ôn. Những phân thân của cô tự mình lui ra, hay là tôi diệt sạch cho cô? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần chăm chú, thản nhiên nói. Những mỹ nữ bikini này đều có chút tương tự, không giống hệt nhau. Nhưng lúc hắn mới tới nhìn những mỹ nữ mặc bikini này đã nhận ra. Những mỹ nữ mặc bikini này đều là phân thân. Tiểu ca ca, cậu hung dữ với phụ nữ như vậy, khó mà tìm được bạn gái đó. Nguyệt thần cũng không tức giận, trái lại cười mị hoặc nói.
Cô ta từng gặp rất nhiều đám phú thiếu, đệ tử quý tộc, vương tử, nhưng ít ai giống như Mạc Phàm, nếu gặp được một người thì phải chơi đùa thật tốt. Ý niệm của cô ta vừa động, tất cả mỹ nữ mặc bikini đều lui ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, rời mắt nhìn Pol. Hình như anh rất thích đánh cược, vậy tôi cũng đánh cược với anh, ở đây ngoại trừ lão nhân tóc bạc anh có thể giết, những người còn lại anh không giết được một ai đâu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Pol một cái nói. Đám Pol vốn có ý giết lão giả tóc bạc kia, mà hắn thì chẳng muốn cứu. Pol hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm với vẻ đầy hứng thú. Vậy sao, vậy chúng ta đánh cược thế nào? Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho Oz để lão giả tóc bạc xuống. Lão giả tóc bạc ho khan, lúc này mới khôi phục lại. Mạc Phàm cười khẽ còn chưa kịp mở miệng. Tiểu tử cậu không thể quản chuyện ở đây được đâu, nhanh rời đi. Lão giả tóc bạc ôm lấy cổ mình quát to. Ông ta đã lấy lệnh bài của Mạc Gia ra, Pol vốn dĩ không thèm quan tâm lệnh bài này, đừng nói là Mạc Gia phái đứa con nít tới, cho dù là Mạc Phàm tới cũng không có tác dụng gì. Tiểu tử này mở miệng, chỉ sợ sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phiền phức hơn. Phàm không, cái cây nhỏ kia ở đâu, nhanh đưa cho Pol tiên sinh. Lão giả tóc bạc lại quát trần Phàm không. Bọn họ muốn còn sống rời khỏi đây, chỉ có thể dựa vào cái cây nhỏ này. Sắc mặt Trần Phàm không khó coi, không để ý tới lão giả tóc bạc, trái lại ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy lão giả tóc bạc không mở miệng nữa, mới nói tiếp. Đánh cược đầu anh có còn trên người anh nữa không, thế nào? Đầu Pol sao? Lão giả tóc bạc vốn sửng sốt, sau đó sắc mặt khó coi hơn nhiều. Pol có thể dùng đầu ông ta làm đánh cược, nhưng sao Mạc Phàm có thể dùng đầu Pol để đánh cược? Ông ta chỉ lắc đầu, không mở miệng nhắc nhở nữa. Không phải vừa rồi Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, ỷ vào mình là người Mạc gia, không chỉ không thèm để ý tới ông ta, thậm chí còn không muốn cứu ông ta, xem lát nữa tiểu tử này chết thế nào. Phàm không, cậu còn thất thần làm gì, tiểu tử này điên rồi, các cậu còn muốn điên cùng cậu ta à, nếu cậu vẫn coi tôi là chú bảy của cậu, thì nhanh giao linh thụ ra đây, nếu không nhất mạch các cậu bị giết còn chưa tính, tất cả Trần gia chúng tôi cũng phải chết theo. Cho dù cậu có ý kiến với tôi, các cậu cũng phải suy nghĩ cho hậu bối Trần gia còn chưa trưởng thành nữa chứ. Lão giả tóc bạc nói với Trần Phàm không, giống như ông ta một lòng suy nghĩ cho Trần gia. Trần Phàm không nhíu mày, ông có thể từ một công ty nhỏ phát triển nhất mạch bọn họ tới bây giờ, tuyệt đối không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra tâm tư của lão giả tóc bạc. Vừa rồi lão giả này cường thế như vậy, bây giờ lại vô cùng thấp kém, chỉ vì mạng sống của mình mà thôi. Vốn dĩ không nghĩ tới người Trần gia. Chú Bảy, tôi lại gọi chú một tiếng chú Bảy, cái cây đó đã không ở trong tay tôi, cho dù ở trong tay tôi cũng không giao cho ba người của Nguyệt Hạ Chi Dực. Trần Phàm không lạnh lùng nói. Nguyệt Hạ Chi Dực vốn lấy sinh tử ra uy hiếp, ở trên đảo Bồng Lai lại phái người tới để cướp đoạt, không có Mạc Phàm cái cây này đã sớm rơi vào tay Nguyệt Hạ Chi Dực rồi, Trần gia bọn họ sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Nguyệt Hạ Chi Dực giết người đoạt bảo là thật, bây giờ lại muốn tới đàm phán, bọn họ nghĩ Trần gia là quả hồng mềm có thể nắn bóp tùy ý à. Quả hồng cũng biết tức giận, cầm không cẩn thận sẽ bị bắn đầy mặt. Sắc mặt lão giả tóc bạc khó coi, gần như là có thể vặn ra nước, trong mắt tràn đầy lửa giận như sắp bùng nổ. Được lắm, cánh cậu cứng lắm rồi, cả đám đều có thể chống đối trưởng bối, được lắm, Trần gia không nuôi nổi các người rồi. Pol tiên sinh. Những người này không còn là người Trần gia nữa, nếu bọn họ có gì không phải với ba vị, không cần ba vị ra tay, Trần gia thủ đô chúng tôi sẽ đại nghĩa diệt thân giúp các cậu, Trần gia chúng tôi có tài liệu về người nhà bọn họ, chúng tôi nguyện ý giao cho Nguyệt Hạ Chi Dực. Lão giả tóc bạc xoay người cúi đầu với Pol, nói. Nếu những người này không nghe lời, vậy thì chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân. Vẻ mặt những người Trần gia ở xung quanh khó coi, trên mặt đều lộ vẻ tức giận. Bọn họ vào sinh ra tử quen rồi, nhưng người nhà bọn họ thì không. Lão giả tóc bạc này một lời không hợp thì giúp đỡ Nguyệt Hạ Chi Dực diệt bọn họ, còn giao thông tin về bọn họ ra, đây là muốn diệt cả nhà bọn họ. Thất trưởng lão, ông có ý gì đây, cho dù chúng ta có mâu thuẫn nhưng đều là người Trần gia, không đến mức tuyệt tình như vậy chứ. Đại hán mặt sẹo ở trong đó trầm giọng nói. Không sai, thất trưởng lão, ông như vậy hơi quá đáng rồi. Những người khác cũng tức giận bất bình nói. Quá đáng,
nếu bây giờ các cậu đoạn tuyệt quan hệ với cha con Trần Phàm không, sau đó ép cậu ta giao linh thụ ra, nể mặt chúng ta huyết mạch tương liên, tôi có thể cho các cậu một con đường sống, sống hay chết các cậu nhìn mà làm đi. Lão già tóc bạc cười âm hiểm nói. Vừa rồi còn ăn nói khép nép, lúc này lại vênh váo đắc ý, quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đám Pôn ở phía đối diện thấy lão già tóc bạc chủ động đứng về phía bọn họ như vậy thì mỉm cười, nhìn một đám người Trần gia như xem trò hay. Chuyện này, không ít người nhìn về phía cha con Trần Phàm không, trên mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ đều vào sinh ra tử với Trần Phàm không, không chỉ có quan hệ huyết thống, cũng từng có giao tình liên quan tới mệnh. Nhưng một bên khác là tính mạng già trẻ nhà bọn họ, nếu lão già tóc bạc thật sự đưa thông tin cho Nguyệt Hạ Chi Dực, mà Nguyệt Hạ Chi Dực lại không thể lấy được linh thủ, tao ương là bọn họ. Trần Phàm không và Trần Huyền Phong nắm chặt tay, nhìn chằm chằm lão già tóc bạc với vẻ hung dữ, ước gì có thể chém lão già tóc bạc ra làm hai. Thất trưởng lão Lục Đục ở trong Trần gia còn chưa tính, không ngờ khi đối đầu với kẻ địch mạnh, thất trưởng lão không đoàn kết nhất trí, trái lại còn phản chiến, một đao này còn đau hơn bị những người khác đâm. Ông chiếm được ủng hộ của Mạc gia và hội ngũ lão, vậy mà còn mang một lượng lớn linh thảo linh dược về gia tộc như vậy. Lão già kia, ông dám giao thông tin bất luận người nào ở đây, tôi sẽ giết ông. Trần Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nghiệp chướng, chỉ dựa vào một tên phế vật như cậu cũng muốn giết tôi, kiếp sau cũng không có khả năng. Lão già tóc bạc cười mỉa nói. Một tên phế vật ở Trần gia, có thể sống tới bây giờ là Trần gia bọn họ quá nhân từ. Ông, cơ thể Trần Huyền Phong run lên, giống như bị sét đánh. Nếu không phải anh ta là phế vật, trời sinh không thể tu luyện, anh ta đã sớm giết lão già này rồi. Cho dù anh ta là phế vật vẫn luôn là cái gai trong tim anh ta, bị thất trưởng lão nói như vậy, sao anh ta có thể nhẫn nhục chịu đựng? Anh ta cầm lấy một cái ghế muốn xông lên. Anh ta còn chưa ra tay, đã bị Mạc Phàm ngăn cản. Đừng sốt ruột, sau này cậu sẽ có cơ hội ra tay. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy những lời lão già tóc bạc nói. Một lão già chỉ biết nịnh nọt, quả thật bây giờ lợi hại hơn Trần Huyền Phong nhiều, nhưng hắn muốn giết lão già này thì không cần phải động một ngón tay. Sở dĩ lão già này còn chưa chết, là vì có một số gai không cần hắn kéo ra, người nào đâm thì người đó tới nhổ. Trần Huyền Phong chỉ thiếu một bộ công pháp, mà hắn thì không thiếu công pháp. Nhưng mà, Trần Huyền Phong nắm chặt tay kêu răng rắc, trên mặt đều là không cam lòng. Có tôi ở đây, không có nhưng mà. Mạc Phàm cười khẽ nói. Trần Huyền Phong lạnh lùng liếc lão già tóc bạc một cái, lúc này mới buông cái ghế kia ra, lùi sang một bên. Trong mắt lão già tóc bạc lóe lên thất vọng, ông ta vốn định chọc giận Trần Huyền Phong nữa, sau đó bắt Trần Huyền Phong để lấy linh thụ. Tiểu tử, cho dù cậu là người Mạc gia, nhưng tôi khuyên cậu đừng dây vào chuyện này thì hơn. Lão già tóc bạc cười nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, cũng không để ý tới lão già tóc bạc, rời mắt nhìn Pôn. Anh muốn đánh cược không? Người Mạc gia, chẳng trách lại có bản lĩnh này, nể mặt cậu là người Mạc gia, dùng đầu của tôi đánh cược cũng được, nhưng nếu tôi thắng thì sao, tôi có thể giết người ở đây không? Pôn hơi lộ ra chút bất ngờ, hỏi. Anh ta không ngờ Mạc gia lại phái người tới. Nếu cậu không thể ra giá xứng với cái đầu của tôi để đánh cược, có khả năng tôi không thể đánh cược với cậu, đúng rồi, tôi quên nói với cậu, cái đầu của tôi có giá 100 triệu. Pôn chỉ đầu mình nói tiếp. 100 triệu. Xung quanh ầm ĩ hẳn lên. Một cái đầu có giá 100 triệu, phải là người khủng bố cỡ nào mới có giá này? Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Chỉ có 100 triệu, có lẽ đầu của anh quá rẻ, không đáng để tôi đánh cược. Hắn mới mở miệng, xung quanh lập tức sửng sốt. Đầu Pôn có giá 100 triệu, vậy mà tiểu tử này còn nói quá rẻ, không thể khiến hắn đặt cược. Vậy đánh cược cái gì? Pôn nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức biến mất. Đầu của anh ta có giá 100 triệu, không phải anh ta mở miệng nói linh tinh, quả thật có một quốc gia khoáng sản dùng 100 triệu mua đầu anh ta, cũng vì anh ta ngủ với đám vợ, em gái quốc vương này. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, không có mấy ai có giá trị như vậy, vậy mà tiểu tử này còn nói hắn rẻ. Os và Nguyệt Thần cũng nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Pôn tiên sinh, chắc chắn tiểu tử này đang nói linh tinh, cho dù Mạc tiên sinh Mạc gia cũng không có giá trị như vậy.
Lão giả tóc bạc mỉm cười nói. Một tiểu tử Mạc gia, có thể lấy ra thứ gì ngang với giá đó? Đặt cược của cậu là gì, nếu thật sự cao hơn đầu của tôi, cậu cứ thoải mái nói điều kiện. Ôn lạnh lùng nói, giọng điệu không còn ung dung như vừa rồi. Các người sẽ biết đặt cược của tôi nhanh thôi, nhưng nếu muốn đánh cược với tôi không chỉ muốn đầu anh, cơ thể anh, còn cả huyết dịch toàn thân anh nữa. Mạc Phàm chỉ lần lượt Bôn, Nguyệt Thần và Os, thản nhiên nói. Os nhíu mày, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm xuất hiện hung quang. Nguyệt Thần cười quyến rũ, một tay lướt qua người mình từ dưới lên trên, tư thế chọc người khiến ánh mắt rất nhiều người di chuyển theo tay cô ta. Cơ thể của tôi, tiểu ca ca đúng là có mắt nhìn, cơ thể của chị đây làm được rất nhiều chuyện, nhất là đối với đàn ông. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt không thay đổi. Quả thật Nguyệt Thần rất gợi cảm mê người, nhưng chuyện này không quan trọng, cũng không phải thứ hắn muốn. Hắn chỉ muốn một thứ trong cơ thể Nguyệt Thần huyễn hóa ra phân thân không phải dùng ngoại vật luyện chế, mà tách ra từ người cô ta. Có thể làm được như vậy, chỉ có huyết mạch liệt không thú mới được. Os thì có huyết mạch cự nhân. Đồ trên người huyết mạch liệt không thú và cự nhân, vừa vặn là nguyên liệu chủ yếu tạo ra một loại đan dược. Còn đầu Pôn, đơn thuần là vì Pôn đáng chết. Có thể, chỉ cần cậu lấy ra được thứ có giá trị tương đương với ba chúng tôi. Pôn đầy hứng thú nói. Vậy mà một thứ đặt cược lại có giá trị tương đương với mệnh ba bọn họ, anh ta muốn xem thứ gì quý như vậy. Dùng thứ này đặt cược thế nào? Trên cổ tay Mạc Phàm chớp lóe thanh quang, trường sinh linh thụ biến thành một thụ nhân huyền ảo xuất hiện trên vai hắn, đôi mắt có thần cảnh giác nhìn chằm chằm đám Pôn, linh khí nồng đậm lan ra bốn phía. Tiểu Phàm, người muốn đưa ta cho bọn họ sao? Giọng nói non nớt như đứa bé truyền từ miệng thụ nhân ra. Không ai có thể mang ngươi đi, chỉ dùng ngươi lấy vài thứ, đợi ta lấy được mấy thứ này, điều kiện lúc trước tăng gấp đôi. Mạc Phàm nhìn cái cây nhỏ cười nói. Nếu dùng trường sinh linh thụ làm đặt cược, tất nhiên không thể thiếu phần cái cây nhỏ này. Như vậy còn tạm được. Cái cây nhỏ ngồi trên vai Mạc Phàm, dáng vẻ như ngồi chờ đợi. Chỉ nói mấy câu đơn giản, ngoại trừ đám Trần Phàm không ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Đây là thứ gì, vậy mà có thể nói chuyện. Đây là... Nhất là đám Pôn, trước mắt bọn họ sáng lên. Đây là linh thụ kia. Pôn tò mò hỏi. Thụ nhân mở miệng nói chuyện không kỳ lạ, trong 8 cái cây của Charlison có mấy cái có thể mở miệng nói chuyện. Tuy cái cây này hơi nhỏ, nhưng có thể thấy đám cây của Charlison không thể so được. Đúng vậy, cái cây này đặt cược với 3 người, các người thấy buôn bán lời chưa? Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Trường sinh linh thụ rất hiếm thấy ở tu chân giới, loại cây này chỉ có linh thực sư cấp cao mới có thể phân trồng, hơn nữa xác suất phân trồng rất thấp. Có rất ít người bán đấu giá thứ này, xuất hiện một cây non đều bán với giá trên trời. Trường sinh linh thụ này tồn tại ngàn năm, hình như còn chưa từng phân trồng, giá trị lại càng cao hơn trường sinh linh thụ bình thường gấp mấy trăm lần, bán linh thạch thượng phẩm mấy trăm vạn đã vô cùng bình thường, càng không nói mạng đám Pôn. Dùng trường sinh linh thụ làm đặt cược, nếu bọn họ có thể thắng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Tuy chỉ là một thân cây, quả thật giá trị của nó đủ để đặt cược với mạng ba chúng tôi. Nhưng cậu chắc chắn muốn đánh cược cái cây này sao? Pôn nhìn chằm chằm trường sinh linh thụ hỏi. Linh thụ này có giá trị bao nhiêu tiền thì hắn không biết, nhưng dựa theo kết quả phân tích khi bọn họ đạt được một nhánh cây này, hình như bên trong cái cây này có thứ gì đó khiến người bình thường biến thành người biến dị, thậm chí còn khiến một người biến dị biến hóa theo trình tự thâm sâu hơn. Thứ này cao cấp hơn những dược vật biến dị khác mà bọn họ đạt được tới này, đối với người biến dị bọn họ mà nói. Không có thứ gì chân quý hơn thứ này. Thế nào, các người không dám nữa à? Mạc Phàm hỏi, chúng tôi không dám sao? Từ nãy tới giờ Os không mở miệng lắc đầu cười nói. Tiểu ca ca đúng là biết nói đùa. Nguyệt Thần cười nói theo. Hiện giờ Hoa Hạ tứ phía là địch, còn có gì mà chúng tôi không dám, huống chi là có ba chúng tôi, bây giờ tôi chỉ tò mò một chuyện. Ôn nói với vẻ khinh thường. Với thực lực của ba bọn họ, bất luận là ai đều có thể giết sạch người ở đây, càng không nói tới cả ba cùng ra tay. Đánh cược này bọn họ thắng chắc rồi, còn thắng rất dễ dàng, Mạc tiên sinh đến đây cũng không thể làm gì được, đánh cược như vậy vì sao bọn họ lại không chơi? Tò mò chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Tò mò thứ chân quý như vậy, sao Mạc gia có thể để cậu mang theo bên người,
chắc là cậu có địa vị không thấp ở Mạc gia. Paul hỏi, cái cây nhỏ này chân quý như vậy, vậy mà để một đứa con nít như Mạc Phàm mang theo, chắc chắn thân phận không đơn giản. Ở Mạc gia có địa vị như vậy, trên là mấy trưởng bối và huynh đệ, dưới cũng có nhiều đồ đệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Mạc Phàm vừa nói như vậy, tươi cười trên mặt Paul cứng đờ. Cậu là? Paul hỏi tiếp. Nếu Mạc Phàm nói địa vị của mình rất cao thì không có gì phải sợ, đệ tử quần áo lụa là phần lớn chỉ biết khoác loác. Mạc Phàm nói địa vị của hắn nửa vời, nhưng có thể đạt được cái cây nhỏ này, chuyện này không đơn giản. Paul, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì, mặc kệ cậu ta là ai, thắng còn sợ không lấy được linh thụ, chẳng lẽ anh không tin tưởng ba chúng ta? Oz nhếch miệng cười nói. Cũng phải, vậy chúng tôi sắp ra tay đây, Mạc công tử phải cẩn thận. Paul mỉm cười. Trái lại anh ta không có động tác, Nguyệt Thần cười mị hoặc, hồng quang như hoa hồng nở rộ trên người cô ta và trên người những mỹ nữ mặc bikini ở xung quanh. Hồng quang này vừa sáng lên, ngoại trừ đám Paul ra, những người khác như bị đóng đinh tại chỗ. Oz thì nổi giận thét lên một tiếng, giống như cự nhân viễn cổ gào thét, âm thanh đùng đùng phát ra từ cơ thể anh ta, cơ thể vốn cao lớn của anh ta lập tức tăng lên gấp 3 lần. Đại thủ của anh ta như tràn đầy trời đất, bay thẳng đến chỗ đám Trần Phàm không thể nhúc nhích. Áp lực cường đại giống như trời sắp sập xuống, kình phong đè mạnh xung quanh. Chuyện này, sắc mặt đám Trần Phàm không lập tức khó coi, muốn tránh đi nhưng cơ thể không nghe mình sai bảo, không thể nhúc nhích được. Tiểu tử, cậu thua rồi. Paul nâng ly rượu lên, mỉm cười nói. Mạc Phàm đều bị khống chế rồi, có khả năng thắng được sao? Anh không ra tay à, không ra tay các anh không có một chút khả năng thắng đâu. Mạc Phàm lắc đầu hỏi. Hửm, Paul nhíu mày, cơ thể vẫn không hề động. Thấy đại thủ của Oz sắp đánh lên người đám Trần Phàm không, Mạc Phàm hơi nhếch miệng nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới bên cạnh Paul, một tay đè lên người Paul, một tay ấn lên vai Nguyệt Thần. Tay hắn nhấn lên người hai người một cái, cơ thể Paul chấn động giống như bị sét đánh, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ly rượu để sát bên miệng dừng lại. Hồng quang trên người Nguyệt Thần và phân thân của cô ta tối đi, những người khác lập tức khôi phục lại bình thường. Cùng lúc đó, một bóng dáng giống hắn như đúc xuất hiện phía sau hắn, bóng dáng này nhoáng lên một cái liền đến trước người Oz, một tay không có chút linh khí dao động, không do dự nghênh đón đại thủ của Oz. Rầm, một tiếng thật lớn, vết rách như mạng nhện xuất hiện dưới chân hắn. Nhưng tiếng xương gãy lại truyền từ đại thủ của Oz tới. Oz kêu lên đau đớn, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, luôn lùi tới quầy ba, quầy ba bị anh ta va nát bay về phía sân rộng mới dừng lại. Sắc mặt đám Paul cùng thay đổi, trong đôi mắt đều là vẻ thận trọng. Trong ba người bọn họ, Oz có huyết mạch cự nhân, cho dù cơ thể không đứng đầu thế giới, nhưng không khác mấy. Nguyệt Thần ngoại trừ có thể phân thân được nhiều, thật giả khó phân biệt ra, còn có năng lực khống chế người khác, tên là Nguyệt Quang. Nguyệt Thần từng dùng năng lực của mình khiến cơ quan tình báo một quốc gia tự giết lẫn nhau, đến nay cơ quan tình báo quốc gia đó vẫn chưa tra ra được nguyên nhân. Mà anh ta thì có tốc độ nhanh nhất, ngoại hiệu là tia chớp. Vừa rồi nhìn anh ta như không hề động, thực ra là đang ở xung quanh Mạc Phàm đoạt linh thụ kia. Đối với anh ta mà nói khỏi cần đánh cược làm gì, cái cây nhỏ kia mới là mục đích của bọn họ. Nhưng anh ta không chỉ không thành công, trái lại còn bị Mạc Phàm ấn một cái. Đây là lực lượng gì của Mạc Phàm? Vì sao có thể không bị Nguyệt Thần khống chế tinh thần? Vì sao tốc độ còn nhanh hơn anh ta? Sốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại có thực lực như vậy? Paul lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm buông Paul và Nguyệt Thần ra, không trả lời. Tuy khống chế của liệt không thú nhất tộc rất mạnh, nhưng so với diễn thiên thần quyết của thần nông tông bọn họ, căn bản không đáng nhắc tới. Lực lượng, hắn đã thành thần thể. Bây giờ lại có 9 tinh nguyên, mạnh hơn trước không ít. Đối với hắn mà nói huyết mạch cự nhân không đáng là gì, từ lúc ở chúng thần sơn cơ thể hắn đã có thể biến thành cự nhân, bây giờ lại càng không tính là gì. Còn tốc độ của hắn kém Paul rất nhiều, nhưng so về bí pháp ai có thể so được với hắn. Các người còn thử nữa không? Mạc Phàm hỏi. Nguyệt Thần nhíu chặt mày, sau đó cô ta khôi phục như thường, khẽ nhếch miệng nở nụ cười quyến rũ. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Mạc tiên sinh đích thân tới, vừa rồi đúng là mạo phạm. Tuổi như vậy lại có thực lực cỡ này,
cũng là người Mạc gia, có thể áp trụ bọn họ chỉ có một, đó chính là Mạc Phàm Mạc Tiên Sinh. Mạc Tiên Sinh, Mạc Phàm, Paul và Oz nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Mặt lão giả tóc bạc kia lập tức xám như cho tàn, bắp thịt trên mặt không ngừng co giật. Tiểu tử mà ông ta luôn khinh thường, thực ra là Mạc Tiên Sinh chủ nhân của Mạc gia. Chẳng trách vừa rồi ông ta bị ổi như vậy mà Mạc Phàm không có một chút phản ứng, việc này hoàn toàn không thể lọt vào mắt Mạc Tiên Sinh. Chuyện này, nghĩ như vậy, cơ thể ông ta không tự chủ được run rẩy. Những lời ông ta vừa nói với Mạc Phàm đủ để ông ta chết vạn lần. Chỉ trong phút chốc Paul cười thoải mái. Hóa ra là Mạc Tiên Sinh, chẳng trách hơn tôi mọi phương diện. Tuy anh ta nói vậy nhưng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Anh ta chỉ biết Mạc Phàm rất lợi hại, gần đây cao thủ toàn bộ thế giới đều không ngừng nghe thấy cái tên này. Tuy vừa rồi anh ta hơi khinh thường, cũng không dốc hết toàn lực, nhưng anh ta thật sự không ngờ thực lực của Mạc Phàm lại mạnh đến vậy. Nguyệt Hạ Chi Dực, các anh còn muốn linh thụ này không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chúng tôi chắc chắn phải lấy được cái cây này, nhưng có khả năng phải đổi phương pháp một chút. Ôn cũng không sốt ruột, đặt ly rượu xuống nói. Cái cây nhỏ này rất quan trọng với bọn họ, cho dù ở trong tay tiểu tử Mạc gia hay trong tay Mạc Tiên Sinh đều như nhau, Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ đều phải đạt được, vậy sao, vậy các người không định tiến hành đặt cược tiếp à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạc Tiên Sinh có danh tiếng lớn như vậy, sẽ để ý một đánh cược nho nhỏ sao? Nếu Mạc Tiên Sinh thật sự để ý, cơ thể của tôi mặc Mạc Tiên Sinh xử trí, tính là trừng phạt chúng tôi đánh cược thua, cậu nói xem thế nào? Nguyệt Thần đứng dậy, một tay đặt lên vai Mạc Phàm lướt xuống dưới. Dáng vẻ chọc người khiến người ta không tự chủ được nuốt nước bọt. Tay Nguyệt Thần vừa tới ngực Mạc Phàm, đã bị Mạc Phàm bắt được. Phệ tâm thuật của liệt không thú nhất tộc, có tổng cộng 99 người từng dùng với tôi rồi, những người này đều chết cả, cô định làm người thứ 100 sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nguyệt Thần này nhìn như đang dụ dỗ hắn, thực ra là đang thi triển phệ tâm thuật. Pháp thuật này phải tiếp xúc vị trí trái tim con người, một khi chúng pháp thuật này sẽ thành con rối của Nguyệt Thần. Diễn Thiên Thần Quyết của hắn có thể chống đỡ được một lát, nhưng sẽ khiến thực lực của hắn bị hao tổn. Dùng kỹ xảo loại này để đối phó hắn, chỉ có thể nói là muốn chết. Tay hắn hơi chấn động, cơ thể Nguyệt Thần nổ tung, hóa thành một vùng huyết vụ. Huyết vụ này còn chưa tản ra đã biến mất không thấy. Cách đó không xa. Một phân thân biến thành dáng vẻ của Nguyệt Thần. Mạc Tiên Sinh đúng là có trái tim lạnh, vậy mà ra tay với người ta nặng như vậy. Nguyệt Thần cũng không tức giận, vẫn là dáng vẻ phong tình vạn chủng như trước. Cô còn muốn thử trái tim tôi nóng hay lạnh nữa à? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nguyệt Thần này nhìn rất được, chỉ kém Tuyết Nhi, giả tình một chút, nhưng một số thời điểm mỹ lệ có độc. Lúc ở tu chân giới, người như vậy chết trên tay hắn không 1.000 cũng phải mấy trăm. Người ta không dám. Nguyệt Thần cười lùi ra xa. Mạc Phàm là một trong những người đàn ông có lực tinh thần rất mạnh mà cô ta từng gặp. Lực tinh thần của Mạc Phàm giống như một ngọn núi cao. Cô ta không có biện pháp với tới. Người như vậy cô ta nên tránh ra xa thì hơn. Mạc Phàm thấy Nguyệt Thần không tới gần nữa. Hắn lập tức đi tới gần sân thượng nhìn biển rộng phía xa. Các người không giết được người ở đây. Tôi. Các người cũng không giết được, các người định cướp cái cây nhỏ này thế nào? Mạc Phàm thản nhiên hỏi, giống như không để đám Paul vào mắt. Dầm, Oz phung tay lên, quầy ba đè lên người anh ta bay ra ngoài rơi lên trên bãi cát ở phía xa, tiếng thét chói tai vang lên. Oz đứng dậy đi tới một góc khác, tạo thành hình tam giác với Nguyệt Thần và Paul, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Đám Trần Phàm không khỏi nuốt nước bọt, vội vàng lùi sang một bên nhìn đám Mạc Phàm. Nếu người của Nguyệt Hạ Chi Dực ra tay, trái lại không là gì đối với Mạc Phàm, nhưng đối với Trần gia bọn họ thì có ý nghĩa chuyện này giải quyết thế nào? Mạc Tiên Sinh, bất luận ai trong số chúng tôi chưa chắc đã là đối thủ của Mạc Tiên Sinh, đến lúc đó chỉ có thể là cả ba cùng tiến lên, như vậy có vẻ Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi quá bị ổi, hay là thế này đi, chúng ta hợp tác với nhau, thế nào? Ôn tự mình rót hai ly rượu, bưng ly rượu mỉm cười chậm rãi đến bên cạnh Mạc Phàm. Đưa một ly cho Mạc Phàm hỏi. Tuy vừa rồi ba bọn họ không dùng toàn lực, nhưng đến tình trạng này của bọn họ, ngoại trừ liều mạng để đao liếm máu ra, ít khi liều mạng với người khác. Liều mạng là hành động của mãng phu, nếu có thể đàm phán,
vì sao phải ra tay? Hợp tác gì? Mạc Phàm không xoay đầu hỏi. Ôn cũng không tức giận, đặt ly rượu đưa cho Mạc Phàm lên trên lan can sân thượng. Mạc tiên sinh có biết hay không, Mạc tiên sinh chiến đấu ở cửa địa ngục dọa sợ rất nhiều người, cũng cho rất nhiều người mơ ước Hoa Hạ cơ hội, có thể nói Hoa Hạ hiện giờ như một miếng thịt béo, bị vô số sói đói như hổ rình mồi. Bỗng nhiên Mạc tiên sinh chiếm sơn phong, dưới chân núi có không biết bao nhiêu người muốn kéo cậu xuống ngựa, nếu có một số sói đói cùng tiến vào Hoa Hạ, Mạc tiên sinh sẽ thành tội nhân, đến lúc đó Mạc tiên sinh sẽ bị rất nhiều người chỉ trích, không bằng Mạc tiên sinh hợp tác với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi. Tông môn ẩn thế không còn, hiện giờ có không ít thế lực đang rộn rạo, có một số đã bắt đầu thăm dò, toàn bộ chuyện này đều do Mạc Phàm mà ra, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng trở thành người thanh toán chuyện này. Trừ phi Mạc Phàm cường đại tới mức chấn áp được tất cả thế lực, nếu không chỉ có chết. Nhưng Mạc Phàm không có thực lực này. Nếu Hoa Hạ không bảo vệ Mạc Phàm, vũ khí tiên tiến trên đỉnh đầu Mạc Phàm đã hạ xuống từ lâu rồi. Thì sao? Mạc Phàm cười khẽ nói. Chúng tôi giúp Mạc tiên sinh chèn ép những người bất kính với Mạc tiên sinh ở trong Hoa Hạ, không để những con sói đói đối phó Mạc tiên sinh tiến vào Hoa Hạ. Như vậy Mạc tiên sinh không chỉ không phải là tội nhân, cũng không thành người bị mọi người chỉ trích, trái lại là đại anh hùng của Hoa Hạ. Ôn chậm rãi nói. Mạc Phàm hợp tác với bọn họ là biện pháp tốt nhất để xử lý chuyện này. Điều kiện là gì? Mạc Phàm hỏi. Điều kiện là Mạc tiên sinh có thể định kỳ đưa cho chúng tôi một số nhánh cây lá cây gì đó từ cây nhỏ này. Ôn nói. Bọn họ có khả năng đạt được cái cây nhỏ này từ tay Mạc Phàm, nhưng khả năng này hơi khó. Không bằng lấy lui mà tiến, đạt được một số thứ bọn họ cần. Các người muốn luyện chế thiên khải đan sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở tu chân giới có người biến dị, loại người này tu luyện công pháp và đan dược bao nhiêu thì khai phá cơ thể mình bấy nhiêu, càng đạt được lực lượng cường đại, không giống với tu sĩ Hoa Hạ, bình thường đều hấp thu linh khí để mình dùng. Thiên khải đan là một loại đan dược vô cùng nổi tiếng trong đám người biến dị, thuốc chính là trường sinh linh thụ. Đám Nguyệt Hạ Chi Dực này muốn trường sinh linh thụ, có khả năng liên quan tới đan dược này. Có phải thiên khải đan hay không tôi cũng không biết, Mạc tiên sinh biết thì quá tốt rồi. Trước mắt Pôn sáng lên, hơi bất ngờ cười nói. Phương thuốc kia được phát hiện trên một sách cổ, cụ thể là gì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là hiệu quả rất tốt, còn cần linh thụ này. Người phát hiện sách cổ này dựa vào đan dược, lúc này mới thành người biến dị ngũ cấp duy nhất của Nguyệt Hạ Chi Dực. Tốt sao, tôi cảm thấy có phần hơi sớm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh yên tâm, nếu Mạc tiên sinh hợp tác với chúng tôi, chuyện này chỉ có Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi và Mạc tiên sinh biết, sẽ không còn ai biết nữa, những người này thì tôi sẽ bảo Nguyệt Hạ Chi Dực xóa trí nhớ của bọn họ, sau này Nguyệt Hạ Chi Dực sẽ là bạn tốt của Trần gia, còn người này, nếu Mạc tiên sinh không có ý kiến, tôi có thể giết ông ta giúp cậu. Ôn vươn tay ra, lão giả tóc bạc bị kéo lên. Mạc tiên sinh tha mạng. Sắc mặt lão giả tóc bạc thay đổi. Hai tay cầm lấy đại thủ vô hình trên cổ, chân không ngừng lắc lư trong không trung, hối hận đến mức ruột sắp nứt rồi. Nếu ông ta cứng rắn hơn nữa, không cúi đầu với Nguyệt Hạ Chi Dực, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng quá muộn rồi. Ôn tiên sinh, tha mạng. Lão giả tóc bạc vội vàng kêu lên. Mạng của ông không ở chỗ tôi, mà ở chỗ Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh, cậu xem giết ông ta hay là giữ ông ta đây? Ôn nhìn về phía Mạc Phàm hỏi. Đừng tin lời anh ta đang dẫn cậu đi trên con đường tà đạo đó. Trần Huyền Phong nhíu mày, mở miệng ngăn cản. Nếu Mạc Phàm thật sự hợp tác với Nguyệt Hạ Chi Dực, có lẽ nhất thời sẽ bảo vệ Mạc gia bình an, Mạc Phàm cũng thành quân bán nước bán đứng Hoa Hạ, trên người Mạc Phàm sẽ không thể lau sạch vết bẩn. Ha ha, Trần Công Tử, cậu nói chuyện như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Ôn nhíu mày, lạnh lùng nói. Vậy mà một tên tiểu tử dám cản trở chuyện tốt của anh ta, cho dù là bạn của Mạc Phàm, anh ta cũng có biện pháp khiến tiểu tử này chết thần không biết quỷ không hay. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ với Trần Huyền Phong, ý bảo Trần Huyền Phong yên tâm đi, lúc này hắn mới rời mắt nhìn Pôn. Pôn đúng không? Có thể khiến Mạc tiên sinh nhớ rõ tên tôi, đúng là vinh hạnh của tôi rồi. Pôn hơi cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói. Nguyệt Hạ Chi Dực các anh có người biến dị Phượng Hoàng cấp không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Pôn một cái, hỏi. Ở tu chân giới,
Người biến dị chia làm Nguyệt Cẩu, Thiên Lang, Phi Long, Cự Hải, Phượng Hoàng tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Quả thật Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi có cao thủ cấp bậc Phượng Hoàng, Ôn cũng không giấu giếm nói. Vậy các anh cảm thấy thực lực của tôi thế nào? Mạc Phàm bưng ly rượu kia lên, hỏi. Thực lực của Mạc Tiên Sinh hẳn là trên Cự Hải và trong Phượng Hoàng. Ôn nhíu mày, nhưng anh ta vẫn trả lời. Anh ta đang ở cảnh giới Cự Hải, người biến dị tứ cấp, thực lực của Mạc Phàm trên anh ta rất nhiều, nhưng vẫn có chút khác biệt với Phượng Hoàng, hẳn là đang ở trong cấp này. Vậy ba người cộng lại có thực lực gì? Mạc Phàm lắc ly rượu nói. Ba chúng tôi sao, vẫn cách Mạc Tiên Sinh một chút. Ôn do dự nói. Tuy anh ta không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Mạc Phàm trên bọn họ. À, các người đã biết thực lực của mình, cũng biết thực lực của tôi, các người chỉ có cấp bậc này thì có tư cách gì bàn chuyện hợp tác với tôi, anh nói chuyện như vậy cũng rất nguy hiểm đó. Mạc Phàm nói, trả lại những lời Pôn vừa nói với Trần Huyền Phong cho Pôn. Đám Pôn nhíu mày, sắc mặt khó coi. Bù, một cơn gió lạnh không biết từ đâu tới thổi qua, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Không ít người không tự chủ được dùng mình một cái, có một số người nước mũi đã chảy ra. Phải biết rằng bọn họ đều là võ giả, bình thường cho dù dội nước lạnh giữa trời đông giá rét cũng không sinh bệnh. Ý của Mạc Tiên Sinh là muốn từ chối yêu cầu của chúng tôi sao? Ôn nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Khi nói chuyện, anh ta cũng ném lão giả tóc bạc trong tay sang một bên như chó chết. Để Phượng Hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực các anh tới nói với tôi đi. Nếu là Phượng Hoàng đến đây nói chuyện, có lẽ có thể nói một lát, chỉ mấy người này cũng muốn nói chuyện hợp tác với hắn, bọn họ coi trọng mình quá rồi. Muốn nói chuyện hợp tác, cũng phải xem mình có bản lĩnh này, có tư cách này hay không. Đám Pôn hoàn toàn không có tư cách này, sao có thể nói chuyện hợp tác với hắn? Nếu muốn nói chuyện hợp tác, vậy phải sửa lại điều kiện. Thay đổi thế nào? Pôn nhíu mày hỏi. Có rất nhiều thế lực mơ ước Hoa Hạ đúng không? Nguyệt Hạ Chi Dực các anh đối phó giúp tôi, chuyện bên trong Hoa Hạ tôi sẽ tự mình giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống như ký kết hiệp ước chưa bao giờ là kẻ yếu định ra, mà do người mạnh định, cũng chưa bao giờ là người mạnh cắt đất đền tiền với kẻ yếu. Vậy mà đám Pôn muốn hắn cắt đất đền tiền, nghĩ hay quá nhỉ. Bảo Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi ngăn cản đám người này, độ khó cũng không nhỏ, vậy chúng tôi có được cái gì? Nguyệt Thần vặn vẹo vòng eo như rắn nước, nói. Các người sao, các người có thể còn sống rời khỏi Hoa Hạ? Mạc Phàm liếc mắt nhìn ba người, thản nhiên nói. Đúng là Mạc Tiên Sinh không có ý định hợp tác với Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi thật. Trong mắt Pôn lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói. Đây đã là điểm mấu chốt lớn nhất của tôi rồi. Mạc Phàm nghiêm túc nói, trên mặt không có chút ý nói đùa. Mạc Tiên Sinh, cậu đây là đang nhục nhã Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi. Pôn trầm giọng nói. Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ đối phó những thế lực này giúp Mạc Phàm chỉ không giết bọn họ, đây đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Mạc Phàm, rõ ràng không chỉ không muốn hợp tác, còn khinh thường Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ. Nguyệt Hạ Chi Dực các anh còn chưa tới mức cần tôi cố ý nhục nhã, thế nào, các anh còn hợp tác không? Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, người cần nhục nhã ít nhất phải như Ngạo Nhật Sơn Tông và Võ Đế Quân Khương Lâm, chỉ là Nguyệt Hạ Chi Dực, một tiểu liên minh người biến dị trên địa cầu cũng đáng để hắn nhục nhã sao? Mạc Tiên Sinh, cậu! Sắc mặt Pôn khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Được lắm! Vậy có một ngày Phượng Hoàng ngũ cấp của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi sẽ tới tìm Mạc Tiên Sinh, mong Mạc Tiên Sinh chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có khả năng Phượng Hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi sẽ không khách sáo giống như Mạc Tiên Sinh, chúng ta đi. Anh ta ném ly rượu đi, cầm gậy xoay người rời đi. Nguyệt Thần và Oz lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, cũng rời đi theo Pôn. Ba người mới đi được hai bước, giọng nói của Mạc Phàm vang lên ngay sau lưng bọn họ. Tôi có nói sẽ để các người đi sao, các người đã không đồng ý hợp tác, hôm nay các người đừng nghĩ tới chuyện còn sống rời đi. Mấy người này tới đây là muốn cướp đoạt trường sinh linh thụ, nếu hắn không tới, đám Trần Phàm không giao trường sinh linh thụ ra, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ba người này không lấy được trường sinh linh thụ đã muốn đi, bọn họ nghĩ đàm phán hôm nay đơn giản như vậy, cũng nghĩ hắn quá đơn giản rồi. Không phải Nguyệt Hạ Chi Dực thừa dịp tông môn ẩn thế bị hắn phong ấn hư mà vào sao,
vậy thì hắn sẽ để bọn họ biết không có tông môn ẩn thế không phải ai cũng có thể tiến vào Hoa Hạ. Hắn cũng muốn biết cảnh giới cửu nguyên của hắn có uy lực mạnh cỡ nào, cứ thử với ba người này trước đã. Ý niệm của hắn vừa động, ngoại trừ lão già tóc bạc ra, trên người đám Trần Phàm không xuất hiện ánh sáng chói mắt như hình quả trứng gà, bao bọc đám Trần Phàm không ở bên trong. Nếu ba người chắc chắn mình sẽ sống rời đi, thì có thể thử một lần. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Đám Pôn nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Mạc tiên sinh chắc chắn muốn vậy sao? Pôn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như xác nhận lại. Thế nào, có vấn đề gì à? Mạc Phàm hỏi. Chúng tôi không phải là đối thủ của Mạc tiên sinh, có khả năng sẽ có một người chết trong tay Mạc tiên sinh, cũng có thể là tất cả, nhưng Mạc tiên sinh phải nghĩ cho kỹ, Nguyệt Hạ chi dực chúng tôi không chỉ có người biến dị ngũ cấp, còn có số lượng đáng sợ người biến dị với đủ loại dị thường, chưa từng có người giết được người của Nguyệt Hạ chi dực chúng tôi mà còn sống. Pôn cảnh cáo, Nguyệt Hạ chi dực bọn họ là ngoại tộc trong nhân loại, bình thường đều là quái vật trong mắt người bình thường. Cũng chính vì như vậy mà Nguyệt Hạ chi dực bọn họ là liên minh vô cùng đoàn kết. Phàm là những người giết người của Nguyệt Hạ chi dực bọn họ, người kia không chết Nguyệt Hạ chi dực sẽ không bỏ qua. Vậy sao, một tuần trước có người có thể khống chế thụ mộc và một người có thể khiến người ta biến thành tảng đá, khống chế sơn thạch muốn lấy trường sinh linh thụ đi, bị tôi giết, các người cảm thấy tôi sẽ sống được bao lâu? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Charlison và Rudy chết trên tay cậu sao? Pôn hơi híp mắt, lạnh lùng nói. Bọn họ phái hai người đi, vẫn luôn ẩn nấp ở trên đảo Bồng Lai để tìm nơi có cây nhỏ. Khi đến đó vẫn thường xuyên báo cáo tình hình, nhưng gần đây hai người mất đi tin tức hoàn toàn, bọn họ tìm kiếm trên đảo Bồng Lai rồi, chỉ có ký hiệu hai bọn họ lưu lại mấy ngày trước, nhưng không tìm được hai người. Hai người này sẽ xảy ra tình huống như vậy, một là làm phản, hai là bọn họ đã chết. Hiện giờ xem ra khả năng hai bọn họ đã chết cao hơn một chút, hẳn là bị Mạc Phàm phát hiện, chết trên tay Mạc Phàm. Chỉ có người như Mạc Phàm mới giết được hai bọn họ. Đúng vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói xong, trong mắt Pôn, Nguyệt Thần và Os xuất hiện dữ dằn, lộ ra hung quang. Mạc Phàm, tôi nhớ rõ Hoa Hạ có câu, lòng hữu nghịch lân, xúc chi tất tử, bây giờ cậu đã mạo phạm vảy ngược của chúng tôi rồi. Pôn nghiến răng nói, Mạc Phàm không giết người của Nguyệt Hạ chi dực bọn họ thì không sao, nếu giết người của Nguyệt Hạ chi dực bọn họ, vậy không còn gì để nói nữa. Vảy ngược của các người, ba người cùng lên đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn động vào vảy ngược của những người này đã sớm động vào nơi không nên động của hắn. Ba chúng tôi cùng tiến lên sao? Pôn cười lạnh lùng, thể ấp Mạc tiên sinh. Cậu vừa nói để Phượng Hoàng ngũ cấp chúng tôi tới đàm phán đúng không? Thì sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Nếu cậu muốn đàm phán với Phượng Hoàng ngũ cấp chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ khiến Phượng Hoàng ngũ cấp tới nói chuyện với cậu. Trong mắt Pôn lộ ra một chút điên cuồng, không sợ hãi nói. Anh ta vừa nói xong, vẻ mặt ba người nghiêm túc, trên người cùng sáng lên quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ này ngưng tụ thành hình dạng một con Phượng Hoàng. Khí tức hỏa diễm nồng đậm nở rộ trên người bọn họ. Bên trong miệng núi lửa vĩ đại ở Bắc Mỹ, nham thạch nóng chảy huyết sắc không ngừng khởi động, thỉnh thoảng có từng khối cự thạch rơi xuống, nhấc lên gợn sóng trong nham thạch nóng chảy. Tảng đá cứng giống như khối băng rơi vào trong nước sôi, tảng đá nhỏ đi rất nhiều trong nham thạch nóng chảy. Chỉ trong phút chốc, tảng đá đã biến mất bên trong nham thạch nóng chảy, một vùng bọt khí bốc lên. Một tảng đá to bị hòa tan hoàn toàn. Bất chợt, vị mỹ nữ này nhíu mày, một ấn ký Phượng Hoàng lóe lên trên mi tâm bà ta. Vị mỹ nữ này mở to mắt, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Ấn ký này là thần thông đạt được khi bà ta trở thành Phượng Hoàng ngũ cấp, có tên là Vạn Phượng Minh. Chỉ cần gieo hạt giống này lên người, một khi kích hoạt hạt giống này bà ta sẽ cảm nhận được. Bà ta có thể thông qua hạt giống này hàng lâm năng lực của bà ta, gần như tương đương với bà ta đích thân đến. Bà ta chỉ cho mấy cấp cao có quan hệ tốt hơn trong Nguyệt Hạ chi dực hạt giống Vạn Phượng Minh này. Hạt giống này chưa từng được kích hoạt, bởi vì những người bà ta cho hạt giống đều là người biến dị tứ cấp, lúc này lại có ba hạt giống cùng được kích hoạt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bà ta chỉ do dự một lát thì nhắm mắt lại. Đã có người triệu hoán bà ta phải xuất hiện. Đi xem xảy ra chuyện gì trước đã. Chiêm chiếp,
Tiếng phượng kêu vang lên, hào quang huyết sắc sáng lên trên người bà ta, nham thạch nóng chảy phóng lên trời, phun thẳng ra sơn khẩu phóng lên trời, ngưng tụ thành một hư ảnh phượng hoàng trong không trung. Hư ảnh phượng hoàng này mới xuất hiện, một khe hở vĩ đại trên bầu trời mở ra, hư ảnh phượng hoàng chớp lóe biến mất ở bên trong. Cùng lúc đó, hư ảnh phượng hoàng trên người đám bôn phát ra tiếng phượng kêu, ba hư ảnh hợp lại thành một, biến thành dáng vẻ vị mỹ nữ kia. Nhưng trên người có thêm lễ phục màu đỏ như lửa và áo khoác. Vị mỹ nữ này mới xuất hiện, hỏa diễm như nham thạch nóng chảy lập tức lan tỏa xung quanh. Đến chỗ nào, toàn bộ đều bị hóa thành cho tàn, sân thượng này cũng như hỏa lò. Nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt đám Trần Phàm không thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đám bôn vốn rất lợi hại, khí tức hiện giờ còn cường đại hơn trước nhiều. Mà hư ảnh này khủng bố hơn ba người cộng lại, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác bị đồng hóa. Đây là phượng hoàng ngũ cấp, tương đương với trên thần cảnh sao. Trần Phàm không nuốt nước bọt, nhíu mày nói. Thật cường đại. Tuy Mạc Phàm cường đại nhưng ông tiếp xúc với Mạc Phàm vài lần rồi, cũng không đến mức này. Nếu dùng từ gì đó để hình dung mỹ nữ tuyệt thế này, đó chính là mỹ nữ này như nữ vương trong hỏa diễm. Quyến rũ, xinh đẹp, lại tràn ngập nguy hiểm. Người như vậy tới đây, có khả năng Mạc Phàm không có biện pháp. Mạc Phàm cũng nhớn mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Trong mắt hắn lóe lên lam quang, nhìn thoáng qua đám bôn. Một lát sau lúc này lông mày hắn mới giãn ra, vẻ mặt không thay đổi mấy. Đôi mắt lạnh lùng của hư ảnh mỹ nữ kia không thèm nhìn Mạc Phàm, mà liếc mắt nhìn đám bôn một cái. Ba người triệu hoán tôi sao? Đúng vậy, Phượng Hoàng đại nhân. Bôn cúi người, vô cùng cung kính nói. Phượng Hoàng là người biến dị ngũ cấp duy nhất của Nguyệt Hạ Chi Dực, cho dù là thủ lĩnh và trưởng lão của Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ đều phải cung kính. Lúc trước có một trưởng lão ỷ vào thân phận của mình tới chèn ép Phượng Hoàng, bị Phượng Hoàng đốt không còn cả cặn. Anh ta thân là người biến dị tứ cấp, tất nhiên phải khách sáo với Phượng Hoàng một chút. Những người khác giết người của Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu người của Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ bị người nhà giết, vậy phải xem địa vị. Nếu Phượng Hoàng giết bọn họ, chắc chắn không có ai ở Nguyệt Hạ Chi Dực dám tìm Phượng Hoàng gây phiền phức. Tìm tôi có chuyện gì? Vị mỹ nữ này lạnh lùng nói, trên gương mặt tuyệt mỹ không có biểu cảm. Vị này chính là Mạc Tiên Sinh Hoa Hạ, hiện giờ cậu ta không chỉ là người cầm linh thụ kia, còn giết chết Charlison và Rudy, bây giờ cậu ta muốn giết chúng tôi, cho nên lúc này chúng tôi mới mời đại nhân xuất hiện, hy vọng đại nhân ra tay giải quyết Mạc Tiên Sinh. Ôn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ Mạc Phàm cười âm hiểm nói. Không phải Mạc Phàm rất hung hãn sao? Cho dù bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy thì mời Phượng Hoàng xuất hiện. Mạc Phàm chỉ là ở giữa tứ cấp và ngũ cấp, Phượng Hoàng thừa sức đối phó được Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, mỹ nữ kia nhìn theo ngón tay Pôn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên dị dạng, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Tuy bà ta là người biến dị ngũ cấp, bình thường vẫn luôn tu luyện trong núi, nhưng biết một số thông tin trên thế giới rất nhanh. Mạc Phàm là một trong số những người không nhiều mà bà ta chú ý. Chỉ trong chớp mắt bà ta thoải mái hơn, chỉ có người như Mạc Phàm mới đáng để cùng kích hoạt ba hạt giống. Cậu là Mạc Tiên Sinh Hoa Hạ sao? Ánh mắt vị mỹ nữ này lạnh lẽo, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, thản nhiên nói. Đưa linh thụ cho tôi, tự đánh gãy một tay, nể mặt cậu có chút danh tiếng trên thế giới, chuyện này sẽ bỏ qua như vậy, cậu làm Mạc Tiên Sinh Hoa Hạ của cậu. Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi vẫn là Nguyệt Hạ Chi Dực, không liên quan gì tới nhau, nhưng nếu cậu lại giết người của Nguyệt Hạ Chi Dực, tôi sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Vị mỹ nữ này lạnh lùng nói. Giọng điệu quyết tuyệt, khiến người ta có cảm giác không thể làm trái. Đại nhân, như vậy có phải lợi cho Mạc Tiên Sinh quá hay không? Ôn nhíu mày nói. Mạc Phàm giết Charlison và Rudy, dựa theo cách nói của Hoa Hạ là tội không thể tha thứ. Ngoài ra Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi đã có tu vi như vậy, không lâu sau, sớm muộn gì cũng trở nên đáng sợ hơn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhìn như 25, 26 tuổi, thực ra đã hơn 80 tuổi mới có tu vi như bây giờ. Đợi Mạc Phàm đến 80 tuổi, diệt tinh cầu này đều không thành vấn đề. Nhớ đâu đợi Mạc Phàm quật khởi, có khả năng Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ là đối tượng bị trả thù đầu tiên.
nhưng nếu bây giờ có thể diệt trừ được, vẫn nên diệt trừ thì hơn. Chuyện tôi làm cần cậu phải dạy sao, Paul? Vị mỹ nữ kia nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất mãn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Paul. Trong đôi mắt lạnh lùng, hỏa diễm nuốt nhả bất định. Không dám, không dám. Sắc mặt Paul thay đổi, vội vàng nói. Lần trước anh ta thấy Phượng Hoàng có biểu cảm này, đúng là lúc Phượng Hoàng giết chết vị trưởng lão kia. Nếu anh ta còn dám làm trái Phượng Hoàng, có khả năng sẽ có kết cục như trưởng lão kia. Vậy được rồi, nếu lại để tôi nghe thấy cậu nói nửa chữ, tôi sẽ giết cậu. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Dạ, dạ. Lúc này ánh mắt lạnh thấu xương của Phượng Hoàng mới nhìn về phía Mạc Phàm, sắc bén bắn ra bốn phía. Bây giờ cậu có 10 giây để lựa chọn, dựa theo lời tôi nói mà làm, hoặc chết. Giọng điệu hùng hổ dọa người, khiến hô hấp của không ít người ở xung quanh bị kiềm hãm. Phượng Hoàng vừa mới nói xong, trái tim đám Trần Phàm không bị treo cao. Vừa rồi Paul đã nói rồi, Phượng Hoàng là ngũ cấp, Mạc Phàm chỉ ở giữa tứ cấp và ngũ cấp, tuy hơn giữa nhưng tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách bình thường. Dù sao đó là một đại cảnh giới. Bọn họ vốn rất tin tưởng Mạc Phàm, tin tưởng này như con đê trước cơn hồng thủy siêu cấp, trong chớp mắt bị sói lở. Đám Paul lùi về phía sau Phượng Hoàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không phải vừa rồi tốc độ của Mạc Phàm nhanh hơn anh ta, lực tinh thần mạnh hơn Nguyệt Thần, lực lượng còn đáng sợ hơn cả Oz sao? Ở trước mặt Phượng Hoàng, những thứ này không chịu nổi một kích, Phượng Hoàng đã vượt qua phạm trù này rồi. Nếu Mạc Phàm là người nổi tiếng trong đám đứa bé học Taekwondo, vậy Phượng Hoàng là một võ đạo tông sư trưởng thành, một đứa bé ở trước mặt võ đạo tông sư, có thể làm được gì? Giao linh thụ, tự đánh gãy một tay sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Hỏi. Cậu có ý kiến à, vậy thì tự đánh gãy hai tay được rồi. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Phượng Hoàng không có chút sắc thái, giống như hai khối bảo thạch bất thông tình lý, không khách sáo nói. Bà có thể tới nơi này, là dùng bí pháp vạn Phượng Minh đúng không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vốn tưởng rằng Paul thông qua một số năng lực đặc biệt của người biến dị, mượn không gian chi môn gì đó kéo Phượng Hoàng tới đây. Nếu là như vậy. Vậy thực lực của Phượng Hoàng đáng sợ rồi. Bởi vì chuyện thuấn di không phải vẽ trận pháp là có thể giải quyết, cũng không phải nhân số có thể tích lũy được. Nhưng nhìn tình huống trong cơ thể đám Paul, hắn hiểu rõ là tình huống gì. Trong cơ thể ba người đều được gieo xuống hạt giống giấu Phượng Hoàng, chỉ cần kích hoạt hạt giống thì triệu hoán được một phần lực lượng của Phượng Hoàng. Có khả năng lực lượng này vẫn xa lạ với những người khác, nhưng đối với hắn là quá bình thường, thậm chí không đáng nhắc tới. Đây chỉ là phối trí của người biến dị ngũ cấp mà thôi, rất nhiều người biến dị ngũ cấp có thể sử dụng thuật pháp này. Pháp thuật này tương tự như hắn dùng huyết hồn thạch luyện chế phân thân, một khi được gọi thì sẽ xuất hiện. Chỉ là pháp thuật này cao cấp hơn huyết hồn thạch hắn dùng tạo phân thân một chút, trong cơ thể phân thân của hắn không có linh khí, nhưng phân thân của Phượng Hoàng có thực lực nhất định. Nhưng chỉ là phân thân của người biến dị ngũ cấp mà thôi. Đây là lựa chọn của cậu sao? Phượng Hoàng hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm cười khẽ không trả lời, hỏi ngược lại. Bà cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy thế nào sao? Phượng Hoàng nhớn mày, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Cậu giết người của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi mặc kệ, bọn họ chết trên tay cậu là vì bọn họ không đủ thực lực, lại đi lấy thứ không phải của bọn họ, chuyện này không thể trách cậu được, tôi sẽ không tìm cậu báo thù vì bọn họ, nhưng mà... Phượng Hoàng dừng một lát, nhiệt độ xung quanh lại lập tức tăng lên mấy độ. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu lựa chọn từ chối tôi chỉ có thể giết cậu, tự mình tới lấy linh thụ. Phượng Hoàng lắc vòng eo động lòng người, đi giày cao gót tới chỗ Mạc Phàm. Cộp cộp cộp, giết tôi. Mạc Phàm lắc đầu. Không thể không nói thực lực của Phượng Hoàng rất lợi hại, hẳn là bà ta có kỳ ngộ, chiếm được dị bảo gì đó, hơn nữa luyện hóa được một phần dị bảo này. Do đó khiến thực lực tăng lên như nguyên anh kỳ. Không phải ngũ cấp hoàn toàn, mà coi như là tu sĩ ngũ cấp. Nhưng mà, Phượng Hoàng, nếu bản thể của bà tới đây, trái lại có thể liều với tôi một lát, bà bây giờ chỉ có một phần lực lượng, không phải là đối thủ của tôi, bà đã cho tôi điều kiện, vậy tôi cũng nói điều kiện với bà, để lại một chút phượng hồn, tự mình biến mất trước mặt tôi sẽ suy xét không giết các người, nếu không các người biến mất ở đây cả đi. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt nói.
Trước đây hắn chỉ có thể dựa vào huyết hồn thạch để mình hàng lâm khi bản thể ở cách xa ngàn dặm, hiện giờ hắn cần phải vậy nữa sao? Nếu ở đây có tu sĩ Phượng Hoàng ngũ cấp, vậy không gì tốt hơn. Có Phượng Hồn ở đây, hắn có thể ngưng tụ một viên hỏa tinh, bổ sung nhất muội cuối cùng trong tam muội chân hỏa của hắn. Mạc Phàm vừa mới nói xong, không ít người ở xung quanh sửng sốt. Rõ ràng thực lực của Phượng Hoàng mạnh hơn Mạc Phàm nhiều, không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin, vậy mà bảo Phượng Hoàng giao Phượng Hồn sau đó rời đi. Mạc tiên sinh, cậu nói chuyện như vậy với Phượng Hoàng đại nhân của chúng tôi sẽ nguy hiểm lắm đó. Ôn cười nhắc nhở. Rõ ràng là anh ta xưng với Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười đùa. Chỉ cần Phượng Hoàng nguyện ý, có khả năng không cần nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, chỉ cần giết là được, Mạc Phàm không có biện pháp nào. Mạc Phàm lại nói chuyện với Phượng Hoàng như thế, đúng là không biết sống chết. Nguy hiểm. Mạc Phàm cười khinh thường. Kiếp trước hắn từng tới rất nhiều nơi nguy hiểm, thần điện trong hằng tinh siêu cấp, địa ngục không ranh giới ở cực hắc chi địa, cảnh giới tu la cực ma tộc, vân vân, nhiều không đếm xuể. Một khi đi vào nơi như vậy, hồn phi phách tán là chuyện bình thường, thậm chí có nhiều nơi có thể khiến nhiều tinh hệ biến mất toàn bộ. Chỉ là một Phượng Hoàng ngũ cấp, có thể khiến hắn gặp nguy hiểm sao? Nếu không phải các người không hiểu ý hai chữ nguy hiểm, thì đang vũ nhục hai chữ nguy hiểm này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Đám Pôn nhíu mày, không chọn cũng không tức giận, trái lại cười khẽ lùi về sau. Bọn họ không biết vì sao Phượng Hoàng không ra tay giết Mạc Phàm luôn. Nhưng Mạc Phàm càng chọc giận Phượng Hoàng, khả năng Mạc Phàm bị giết sẽ càng lớn hơn nhiều. Hiện giờ anh ta chỉ mong sao Mạc Phàm chọc tức Phượng Hoàng đến mức nộ khí đầy trời, như vậy Mạc Phàm sẽ chết càng khó coi. Mạc tiên sinh, cậu đây là đang vũ nhục Phượng Hoàng đại nhân của chúng tôi. Ôn mỉm cười nói. Phượng Hoàng đại nhân, miệng lưỡi người này quá trơn tru, tôi thấy nên cắt lưỡi cậu ta thì hơn. Nguyệt thần hơi nhếch miệng cười quyến rũ, nói. Một câu đơn giản nhưng giống như đang thêm dầu vào lửa. Trái lại Mạc Phàm không sao, Phượng Hoàng thì nhíu chặt mày, sắc bén trong mắt sáng hơn rất nhiều. Mạc Phàm, cậu đã lựa chọn không giao linh thụ kia ra. Vậy thì chỉ có thể trách vận khí của cậu không tốt, đắc tội Nguyệt Hạ chi dực chúng tôi, bây giờ cậu có thể đi chết đi. Ngón tay Phượng Hoàng vươn về phía Mạc Phàm. Từng đạo ánh lửa gắn với sợi nhỏ màu đỏ như tóc, có khoảng chừng hơn 1000 lập tức bay về phía Mạc Phàm. Tế thi này nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Mạc Phàm, muốn đâm xuyên qua cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ, không thèm nhìn những hỏa tia đó, bàn tay hắn vung lên. Đám Trần Phàm không ở bên trong vỏ trứng lập tức bay về phía xa. Nhìn xem cảnh giới cửu nguyên mạnh tới cỡ nào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ý niệm vừa động, tinh khí nguyên mỗi loại 9 cái trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, 27 viên cầu màu đen xuất hiện ở phía sau hắn. Theo viên cầu xuất hiện, hỏa tia tới trước người hắn dừng lại, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Đám cha con Trần Phàm không hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra vui mừng. Mắt đám Pôn mở to, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Chuyện này là sao vậy? Giữa người biến dị nhất cấp, nhị cấp, tam cấp có chênh lệch, nhưng chênh lệch này không được gọi là khoảng cách, không phải người biến dị nhất cấp không có khả năng giết người biến dị tam cấp. Dù sao không phải tất cả năng lực của người biến dị đều am hiểu giết chóc, nhưng người biến dị tới tứ cấp, trong người ngưng tụ ra một viên tương tự thần cách. Có thứ này, bọn họ có thể thoát khỏi lực hút trên địa cầu, các hạng mục năng lực của cơ thể đều tăng lên nhiều, đồng thời có đủ thần thông uy lực cường đại. Cho nên người biến dị tam cấp không thể giết được người biến dị tứ cấp. Nhưng một khi người biến dị tới ngũ cấp, thực lực không chỉ càng khủng bố hơn, khoảng cách giữa tứ cấp và ngũ cấp cũng càng rộng hơn. Người biến dị ngũ cấp ngoại trừ có thể thoát khỏi lực hút của địa cầu, còn có phạm vi bất định gì đó, gọi là lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, cả một vùng đất là của bọn họ, toàn bộ trong lĩnh vực này đều được chủ nhân nắm trong tay. Phượng Hoàng đã tới ngũ cấp, thế giới hỏa diễm ở xung quanh là lĩnh vực của bà ta. Ở bên trong nơi này, Phượng Hoàng có thể khiến tốc độ của anh ta suy yếu trên phạm vi lớn, muốn trốn cũng không thể trốn được. Tuy thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn anh ta, nhưng ở trong lĩnh vực này cũng không thể đỡ được một kích của Phượng Hoàng. Nhưng 27 viên cầu ở phía sau Mạc Phàm lại có thể chặn những hỏa tia của Phượng Hoàng.
Những hỏa tia này nhìn thì rất đơn giản, nhưng trên thế giới không có nhiều người chặn được. Bởi vì đến cảnh giới này của bà ta, mỗi kích đều bao gồm lực lượng lĩnh vực. Tất cả năng lượng trong phạm vi lĩnh vực sẽ mặc bà ta sử dụng. Chỉ trong phút chốc dị sắc trong mắt Phượng Hoàng mới tản đi. Hình như tôi xem thường thực lực của cậu rồi, cậu khác với những cao thủ thần cảnh hoa hạ mà tôi từng gặp, bọn họ không có nhiều kim đan như cậu. Bà ta từng giao thủ với không ít tu sĩ hoa hạ, trên cơ bản đều có một kim đan. Trừ phi là ngoại tộc có Phượng Mao Lân Giác mới có nhiều kim đan, cho dù là những người này nhiều nhất cũng chỉ có 9 viên. Phía sau Mạc Phàm có 27 quả cầu, tuy hơi khác với kim đan của những người khác, nhưng đều có được đan lực rất mạnh, nếu bà ta đoán không nhầm, đó chính là 27 kim đan. Một kim đan tương đương với thần cảnh, tu sĩ hoa hạ 27 kim đan, quả thật rất khác biệt. Kim đan. Cho dù là đám Trần Phàm không hay đám Bôn đều sửng sốt. Những thứ này đều là kim đan, chuyện này. Không có khả năng đâu. Nguyệt Thần nói với vẻ khó mà tin. Một người một kim đan, đây là lẽ thông thường, có khi nào bọn họ thấy một người nhiều kim đan như vậy đâu. Đừng nói là từng thấy, cũng chưa từng nghe nói tới. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lắc đầu. Trên thế giới không có gì là không có khả năng, cô cảm thấy không có khả năng, chỉ vì các cô không biết mà thôi. Hắn từng gặp một số tu sĩ vô vọng tăng tới Nguyên Anh, liền đi con đường này, không ngừng ngưng tụ kim đan trong người, cuối cùng ngưng tụ được khoảng 999 viên. Lúc gặp tu sĩ cường đại, trên trăm kim đan cùng bùng nổ ra, uy lực có thể so với tu sĩ cấp bậc hóa thần công kích toàn lực. Hắn chỉ ngưng tụ 27 kim đan mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên. Ý niệm của hắn vừa động, 27 hắc cầu dưới khiên dẫn của kim tuyến, đang khuếch tán vòng xung quanh Mạc Phàm. Trong phạm vi những hắc cầu này bao phủ, không chỉ hỏa tia của Phượng Hoàng không ngừng lùi về sau, hỏa hiễm ở bốn phía cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng cậu vẫn là người tứ cấp mà thôi, không phải ngũ cấp. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường. Giọng nói như hàn đông tam cửu thiên, khiến người ta không rét mà run. Bà ta xem thường thực lực của Mạc Phàm, nhưng cũng chỉ là nhìn người 1m7 thành người 1m6 mà thôi, không hơn, chuyện này không khác là bao. Chỉ cần Mạc Phàm không phải ngũ cấp, thì không thể vượt qua khoảng cách giữa tứ cấp và ngũ cấp. Tay bà ta khẽ vung lên, những hỏa tia hợp lại làm một, ngưng tụ thành một bó to bằng ngón tay. Một bó hỏa diễm vừa mới hình thành, ngoại trừ Phượng Hoàng ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Rõ ràng chỉ là một bó hỏa diễm, nhưng trong lòng bọn họ giống như đang có cây gậy sắt cháy đỏ bừng, nóng hừng hực khó mà chịu được. Đi! Phượng Hoàng quát khẽ, ngón tay chỉ một hắc cầu bên cạnh Mạc Phàm. Một bó hỏa diễm này tự nhiên biến mất, khi lại xuất hiện đã tới bên cạnh hắc cầu ở gần Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm có phản ứng, bó hỏa diễm xoay tròn, giống như mũi khoan gặp đồ sứ. Keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên, hắc cầu này gần như không có bất luận năng lực ngăn cản nào, đã bị bó hỏa diễm xuyên qua giữa. Bó hỏa diễm thế như trẻ tre, bay về phía hắc cầu tiếp theo. Tiếng nổ liên tục vang lên, bó hỏa diễm như xe chỉ luồn kim, để lại một đạo quang ảnh trong không trung, xuyên qua toàn bộ 27 hắc cầu tạo thành một chuỗi. Bạo. Môi son của Phượng Hoàng khẽ mở, một chữ truyền từ miệng bà ta ra. Bó hỏa diễm kia lập tức bành trướng, từ to bằng ngón tay biến thành cỡ thùng nước. Bùm bùm bùm, tiếng nổ tung vang lên, hỏa diễm như thủy triều lao về phía Mạc Phàm, không chỉ bao phủ những hắc cầu này, cả người Mạc Phàm cũng biến mất ở bên trong. Bây giờ cậu biết cái gì gọi là không biết chưa? Phượng Hoàng nói với Mạc Phàm ở bên trong hỏa diễm. Đến cảnh giới này của bà ta, cho dù là đao thuật hoa hạ hay ma pháp phương Tây, đều không cần trốn tránh. Kim đan xung quanh Mạc Phàm được sắp xếp theo trình tự, bố trí thành trận pháp mà hoa hạ hay nói, có thể phát huy ra lực lượng tương tự lĩnh vực. Nhưng trận pháp là trận pháp, không phải lĩnh vực. Bà ta chỉ cần làm như phá giải trận pháp, hủy diệt một đám hắc cầu ở phía sau Mạc Phàm, lĩnh vực của Mạc Phàm sẽ tự sụp đổ. Thấy một màn này, tâm tình đám Trần Phàm không lập tức chìm vào đáy cốc. Đám Pôn và lão giả tóc bạc thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Nhất là lão giả tóc bạc, giống như sống sót sau tai nạn, lại nhìn thấy người thiếu chút nữa giết chết ông ta bị giết. Một người 27 kim đan, ông ta còn tưởng Mạc Phàm khủng bố cỡ nào, không ngờ chỉ là chuyện hai kích của Phượng Hoàng.
Mạc tiên sinh Hoa Hạ cũng chỉ như vậy mà thôi, vậy mà người như vậy có thể đánh bại tông môn ẩn thế Hoa Hạ, nếu không phải tông môn ẩn thế Hoa Hạ phô trương thanh thế, thì thủ đoạn tiểu tử này giết đám Tần Vô Nhai không quang minh. Ôn cười nói, Phượng Hoàng tăng tới ngũ cấp đã không phải là ngày một ngày hai, sở dĩ vẫn chưa tới Hoa Hạ là vì kiêng kỵ tông môn ẩn thế. Mạc Phàm có thể gần như hủy diệt tông môn ẩn thế, nhưng khinh địch như vậy thua dưới tay Phượng Hoàng, chắc chắn bên trong có gì đó mở ám. Đúng là cậu ta không dùng thủ đoạn không quan minh, quả thật thực lực của cậu ta mạnh hơn đám Tần Vô Nhai một chút, nhưng cậu ta không phải đối thủ của tôi. Phượng Hoàng nói với vẻ thờ ơ. Nói xong bà ta lại nâng hai tay lên, hơi nắm chặt, hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một thanh đại kiếm như thực chất, vờn quanh Mạc Phàm thành hình tròn. Giao linh thụ kia ra, tôi có thể để cậu chết toàn thây. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hỏa diễm, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, lúc này trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mới có giọng nói truyền ra. Linh thụ, bà không lấy đi được, trừ mạng người Nguyệt Hạ chi dực bà ra, sẽ không có ai phải chết. Giọng nói này vừa vang lên, hỏa diễm như gặp được khắc tinh, nhao nhao lùi về sau, lộ ra bóng dáng Mạc Phàm ở bên trong. Xung quanh hắn, trường sinh linh thục vẫn ngồi trên bả vai hắn, 27 hắc cầu kia thì không thấy nữa, nhưng khí tức giống như không giảm đi bao nhiêu. Mạc Phàm, kim đan của cậu đã bị hủy, cho dù không bị hủy, cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi. Tôi rất tò mò hôm nay cậu có thể khiến người của Nguyệt Hạ chi dực chúng tôi chết thế nào, còn bảo vệ được những người bình thường kia thế nào. Pôn nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm lắc đầu cười, không thèm để ý tới Pôn. Bà cảm thấy hủy diệt được những hắc cầu này, thì có thể hủy diệt kim đan của tôi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Hoàng một cái, hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Hoàng nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bà ta dựa vào những viên cầu màu đen này cảm nhận được kim đan chi lực thường gặp trên người cao thủ thần cảnh Hoa Hạ, khả năng là kim đan rất cao. Vậy bà nhìn những thứ này đi. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động. 27 hắc cầu giống như tinh hệ loại nhỏ, lại xuất hiện xung quanh hắn. Mạc Phàm giống như thần linh của tinh hệ này, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Những hỏa diễm ở xung quanh hắn nứt vụn, biến mất, chuyện này. Sao lại có chuyện này được? Đám Pôn và lão giả tóc bạc chỉ mới nở nụ cười, trên mặt lập tức khó coi. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm bị hủy kim đan, ai biết không có chuyện này. Chẳng lẽ kim đan của Mạc Phàm bị hủy vẫn có thể lành lại? Hiện giờ bà cảm thấy tứ cấp và ngũ cấp khác nhau thế nào, Phượng Hoàng? Mạc Phàm không thèm nhìn đám Pôn, hỏi. Những hắc cầu này chỉ là giả thể khi hắn dùng toàn lực vận chuyển lực tam nguyên tinh khí thần, giống như pháp tướng võ đạo, giả thân thần linh. Phượng Hoàng có thể hủy diệt bao nhiêu lần, hắn có thể ngưng tụ bấy nhiêu lần, không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Còn khác biệt giữa tứ cấp và ngũ cấp, kim đan kỳ và nguyên anh kỳ đúng là chênh lệch không nhỏ. Kim đan kỳ chỉ có thể nắm giữ lĩnh vực quanh thân, không thể trở thành thần linh của mình. Nguyên anh thì có thể phóng thích ra lĩnh vực mình nắm giữ. Một khi phóng lĩnh vực, thập phương sẽ bị phá hủy. Nhưng ở tu chân giới có không ít áp chế tu vi không ngưng đan thành anh, mãi đến khi tu luyện kim đan tới cửu chuyển kim đan cực hạn nhất, lúc này mới kết anh, như vậy ngưng kết nguyên anh mới là cường đại nhất. Mà những người ngưng kết cửu chuyển kim đan, chưa tới cảnh giới nguyên anh vẫn có thể giết chết không chỉ một cao thủ nguyên anh. Có thể giết chết một cao thủ nguyên anh tên là nhất đoạn, hai người là lưỡng đoạn, trái lại không có cửu đoạn. Nhưng nghe nói có tu sĩ kim đan thập đoạn. Hiện giờ hắn chỉ ngưng kết tam nguyên mỗi cái ra chín, nói một cách chính xác còn chưa ngưng kết ra kim đan. Nhưng mà, Phượng Hoàng hơi híp mắt, con mắt màu đen lập tức biến thành màu đỏ, 27 viên cầu trong cơ thể Mạc Phàm cùng xuất hiện trong mắt bà ta. Lông mày bà ta hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, màu sắc con người cũng khôi phục lại màu bình thường. Mạc Phàm, cậu đúng là rất đặc biệt, nhưng mà cậu vẫn phải chết. Chắc là bà chỉ có thể dùng ba kích toàn lực mà thôi, còn nữa, nếu tôi giết ba bọn họ trước bà sẽ lập tức biến mất, có phải không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Hoàng chỉ là phân thân, dựa vào mấy hạt giống để tới đây. Phân thân này cao cấp hơn hắn dùng huyết hồn thạch luyện chế một chút, nhưng vẫn có hạn chế nhất định. Ví dụ như năng lượng có hạn, hơn nữa không thể rời khỏi ký chủ. Hạt giống trong cơ thể đám Pôn có thể khiến Phượng Hoàng phát huy ra một phần thực lực tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng không thể duy trì lâu lắm.
nếu hắn đoán không nhầm, sau khi dùng một kích toàn lực sẽ có một hạt giống chết đi. Ba kích đánh xong, Phượng Hoàng sẽ không làm được gì. Đương nhiên hắn không cần phải chống đỡ ba kích của Phượng Hoàng, chỉ cần giết đám Pôn là được. Hắn vừa nói những lời này xong, sắc mặt đám Pôn đều thay đổi. Tất nhiên bọn họ có biết khuyết điểm của bí pháp này, nhưng bọn họ không ngờ Mạc Phàm cũng biết rõ. Mạc Phàm đối phó với Phượng Hoàng rất phiền phức, nhưng giết bọn họ thì không khó. Đối thủ của Mạc Tiên Sinh là Phượng Hoàng Đại Nhân, hẳn là sẽ không bị ổi như vậy, ra tay với chúng tôi đấy chứ. Nguyệt Thần hơi nhíu mày, sau đó cười quyến rũ nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Ngoại trừ giết ba người ra, tôi có ít nhất 99 loại pháp thuật có thể giải trừ vạn phượng minh của bà ta. Người biến dị xem như là thế lực trung lập ở tu chân giới, nhưng cũng có không ít một phần ngoại tộc đứng về phía ma tộc. Cho nên có rất nhiều nghiên cứu về năng lực của người biến dị. Chỉ là vạn phượng minh mà thôi, cho dù hắn không có tu vi như hiện giờ, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn, càng không nói đến hắn đã có 9 tam nguyên, đến cảnh giới cửu nguyên rồi. Cái gì? Vẻ mặt đám Pôn và lão giả tóc bạc ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Phàm không giống nói đùa chút nào, nếu thật sự là như vậy, có khả năng bọn họ xong rồi. Tôi không quan tâm cậu có 100 loại hay không, nếu cậu có một loại có thể giải trừ vạn phượng minh của tôi sẽ đưa phong hồn cho cậu. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ như hóa sông băng vạn năm, không nhìn ra được chút biểu cảm. Tôi không cần dùng 100 loại pháp thuật, phóng thích lực lượng mạnh nhất của bà ra, nếu có thể thương tổn được tôi, có lẽ ba bọn họ sẽ có cơ hội rời đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Lỗ Châu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn muốn giết đám Pôn đã ra tay từ sớm rồi, vốn dĩ không cần đợi tới bây giờ. Hửm. Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Đám Pôn và lão giả tóc bạc khẽ nâng mí mắt, nhưng rất vui vẻ. Phượng Hoàng tu luyện trong núi lửa quanh năm, rất ít khi để ý chuyện ở bên ngoài. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ hiểu biết Mạc Phàm hơn Phượng Hoàng nhiều. Vừa rồi Mạc Phàm liếc mắt một cái là nhận ra bí pháp vạn phượng minh, nếu Mạc Phàm nói có thể giải trừ vạn phượng minh, với hiểu biết của bọn họ về Mạc Phàm, chắc chắn chuyện này là thật. Nhưng Mạc Phàm không lựa chọn dùng những bí pháp này đuổi Phượng Hoàng, mà muốn đỡ một kích của bà ta. Phải biết rằng cho dù Phượng Hoàng ở đây là phân thân dùng bí pháp vạn phượng minh đưa tới, một kích cũng tương đương với một kích toàn lực của Phượng Hoàng. Tuy vừa rồi Phượng Hoàng không thể đánh nát kim đan của Mạc Phàm, nhưng vì không dùng toàn lực, một kích toàn lực giết Mạc Phàm cũng không phải không có khả năng. Sư tử bắt thỏ đều phải dùng toàn lực, Mạc Phàm lựa chọn như vậy đúng là ngu ngốc, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mạc tiên sinh, chúng tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu muốn đỡ một kích của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi sao, làm như vậy có khả năng sẽ chết đó. Pôn hơi nhếch miệng, cười âm hiểm xác nhận lại. Có lẽ chúng ta không nghe nhầm đâu, quả thật Mạc tiên sinh nói vậy, chỉ là không biết Mạc tiên sinh có dám làm như vậy thật không. Nguyệt Thần cười nói tiếp. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Bà dám không? Đôi mắt Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một lát sau bốn chữ truyền từ miệng bà ta ra. Như cậu mong muốn. Bà ta không biết Mạc Phàm muốn làm gì, cũng không cần biết. Nếu Mạc Phàm muốn chết, bà ta sẽ tiễn Mạc Phàm một đoạn. Bà ta nheo mắt lại, vươn một tay ra. Cùng lúc đó, trong miệng núi lửa ở châu Mỹ, mỹ nữ toàn thân xích lõa hơi nhíu mày lại, cũng vươn một tay ra. Tay vừa duỗi ra, bùm một tiếng thật to, giống như sấm sét nổ tung trong không trung, một đường rãnh lập tức xuất hiện trên không bầu trời phía trên núi lửa. Nham thạch nóng chảy như máu phóng lên trời, liên tục không ngừng biến mất vào trong khe hở. Giống như bầu trời đang hút nham thạch nóng chảy. Đồng thời ba khe hở xuất hiện trên đỉnh đầu Pôn, Nguyệt Thần và Os, nham thạch nóng chảy từ bên trong ra, tụ tập về phía tay Phượng Hoàng, ngưng tụ thành một hình Phượng Hoàng. Không lâu sau, một hư ảnh Phượng Hoàng trông rất sống động trôi nổi trong không trung. Hư ảnh Phượng Hoàng này dài khoảng chừng 2-3 thước, hai cái cánh dang rộng ra che khuất một vùng trời, toàn thân ở trong hỏa diễm, không ngừng phát ra tiếng Phượng kêu. Lần này không chỉ đám Mạc Phàm ở trên sân thượng, trong vòng 10 dặm quanh đây, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng cao. Nhất là ở những nơi rất gần biệt thự, một số đồ khô ráo bốc cháy rầm rầm, bể bơi gần đó còn có hơi nước bốc lên. Cho dù là bờ cát ở phía xa,
một số du khách vốn đang du ngoạn cũng nhanh chóng trốn vào trong nước biển, một số người chạy chậm trên người đều là một vùng đỏ sậm, giống như bị hỏa diễm đốt. Một đám người nhìn chằm chằm trên không, tất cả đều trợn mắt há miệng. Đó là gì thế, thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Có người hoảng sợ hỏi. Phượng Hoàng, không có khả năng. Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân đều là yêu thú trong truyền thuyết, Long thì còn có thể tin được, từng có chuyện Long rơi xuống, Phượng Hoàng chỉ xuất hiện trong một số đồ án, khả năng tồn tại là rất nhỏ. Vậy đó là gì? Chỉ sợ là có cao thủ đấu pháp ở trên đó. T. Trên sân thượng, sắc mặt đám Trần Phàm không tái mét, cho dù bọn họ ở bên trong phòng hộ của Mạc Phàm, nhưng trong lòng vẫn như có một khối cự thạch nóng bỏng đè lên. Đám Pôn và lão già tóc bạc nhìn Phượng Hoàng vĩ đại trên bầu trời, khóe miệng bọn họ hơi nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm không có ý chuẩn bị cái gì. Lực lượng như vậy hủy diệt một vùng ven biển đều không có vấn đề gì, không cần phải nói tới giết Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm bị Phượng Hoàng giết chết, Nguyệt Hạ Chi Dực bọn họ không chỉ nổi tiếng, ai còn có thể cướp miếng thịt béo Hoa Hạ này với bọn họ. Mạc tiên sinh, nói không chừng bây giờ cậu hối hận còn kịp đó, nếu không chắc chắn sẽ chết. Ôn cười trêu chọc nói. Anh ta từng thấy Phượng Hoàng dùng bí pháp này, lúc trước có một quốc gia phái một hạm đội và rất nhiều đặc công thực lực siêu phàm tới đối phó bọn họ, còn ép bọn họ tới bước đường cùng. Lúc ấy là Phượng Hoàng đuổi tới, hai tay mỗi tay khống chế một Phượng Hoàng, không chỉ những đặc công bị thiêu thành cho tàn, mấy chục hạm đội và thuyền đều chìm trong biển lửa. Mạc Phàm chết cũng chẳng sao, nhưng nhớ đâu linh thụ trên bả vai Mạc Phàm bị một kích của Phượng Hoàng thiêu hủy cùng. Vậy thì không hay rồi. Mạc tiên sinh còn muốn thử nữa không? Hay là Mạc tiên sinh thu hồi những lời mình vừa mới nói, giao linh thụ cho chúng tôi? Ôn thăm dò nói. Ngươi đến bên cạnh cậu ấy một lát đi. Mạc Phàm cười nhạt, cười nói với trường sinh linh thụ vẫn ngồi trên bả vai hắn. Hai tay trường sinh linh thụ vòng quanh ngực, bĩu môi, nhưng nó vẫn đứng dậy, nhảy lên trên vai Trần Huyền Phong cách Mạc Phàm không xa. Linh thụ ở chỗ này. Nếu muốn thì cứ việc tới lấy, nếu anh cảm thấy anh còn mạng để lấy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả nhiên Mạc tiên sinh đúng là Mạc tiên sinh, khí độ này thật sự khiến người ta bội phục. Ôn khẽ nâng mí mắt, hơi cúi người giả mù sa mưa nói. Anh ta nói một câu, vậy mà Mạc Phàm giao linh thụ cho người khác, anh ta không biết nên dùng gan lớn hay ngu ngốc để hình dung Mạc Phàm nữa đây. Mạc Phàm không thèm để ý. Hắn nhìn về phía Phượng Hoàng lửa vĩ đại trên bầu trời, trong mắt lóe lên ánh lửa. Đến đây đi, để tôi xem một kích của người biến dị cấp 5 mạnh tới cỡ nào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Khi ở tu chân giới hắn gặp không ít người biến dị, nhìn xem người biến dị cấp 5 trên địa cầu khác ở tu chân giới bao nhiêu. Phượng Hoàng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Trời sinh bà ta đã là người biến dị tứ cấp, từ nhỏ đã không có ai dám khinh thường bà ta. Càng không có người nào dám chọc giận bà ta. Bởi vì một khi chọc giận bà ta, không ai có thể khống chế được nổi bà ta. Lần đầu tiên bà ta tức giận đã san một trường tiểu học thành bình địa, không một ai ở bên trong có thể sống sót, toàn bộ đều biến thành mảnh nhỏ, bây giờ Mạc Phàm khiến bà ta tức giận lắm rồi. Người Hoa Hạ, cậu có thể đi chết đi. Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Tay bà ta vươn ra đột nhiên hạ xuống, tiếng Phượng kêu vang lên. Trên bầu trời Phượng Hoàng to lớn khẽ vỗ cánh, bỗng nhiên một vùng mưa lửa như lông vũ rơi xuống, theo cơn gió bay về phía Mạc Phàm. Những mưa lửa mới rơi xung quanh Mạc Phàm, bỗng nhiên lực lượng khủng bố nổ tung ở bên trong. Bùm bùm bùm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, sóng khí cường đại như đạn bắn qua không khí lan ra xung quanh. Trong chớp mắt hào quang trên ngôi biệt thự xa hoa này sáng lên, nhưng chỉ ngăn được một lát liền vỡ nát. Dưới sóng khí trùng kích, không chỉ biệt thự biến thành đống hoang tàn, không gian xung quanh Mạc Phàm cũng đầy vết rạn. Đúng lúc này, Phượng Hoàng trên bầu trời thu cánh lại, giống như sao băng kéo cái đuôi thật dài từ trên trời giáng xuống, tốc độ rất nhanh, không đợi kình phong cuồn cuộn nổi lên và âm thanh vang lên, hư ảnh Phượng Hoàng đã tới trước người Mạc Phàm. Lực lượng cũng như trời sắp vỡ ra, trong chớp mắt không gian tràn đầy khe hở xung quanh Mạc Phàm vỡ nát, biến thành một vùng hư vô. Phượng Hoàng đẩy Mạc Phàm không phản kháng chút nào bay vào trong hư không. Thấy hư ảnh Phượng Hoàng sắp đánh vào người mình, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, một tay vươn ra muốn nắm lấy đầu hư ảnh Phượng Hoàng. Hửm! Ôn đứng trong không trung hơi nhếch miệng,
tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt anh ta. Lúc này Mạc Phàm không né tránh, lại dùng tay đón lấy, đúng là không biết sống chết. Một con thuyền to lớn đã không ngăn được lực đánh vào và nhiệt độ cao của Phượng Hoàng, một tay Mạc Phàm có thể làm gì? Dùng một câu Hoa Hạ để hình dung Mạc Phàm, đây là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mạc tiên sinh chết, thứ đó sẽ thuộc về Nguyệt Hạ chi dực chúng ta. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng, cái đầu vĩ đại của hư ảnh Phượng Hoàng bị Mạc Phàm nắm trong lòng bàn tay. So với Phượng Hoàng to lớn, Mạc Phàm nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng mà, một người một con Phượng Hoàng, Mạc Phàm không lùi lại nửa bước, hư ảnh Phượng Hoàng cũng không thể tiến lên chút nào, bị tay của Mạc Phàm ngăn lại, không ngừng phát ra tiếng kêu bi thương. Xung quanh cho dù là Phượng Hoàng, hay là đám pôn, Trần Phàm không đều sửng sốt, hoàn toàn không nói nên lời, xung quanh giống như chết lặng. Sao lại có chuyện này? Một tay pôn nắm chặt cây gậy, trong mắt đều là khó mà tin. Sao một tay Mạc Phàm có thể ngăn được một kích của Phượng Hoàng, cho dù không phải bản thể của Phượng Hoàng tới, nhưng đây là một kích có thể hủy diệt cả một hạm đội. Nguyệt Thần há miệng thành hình chữ O, đôi mắt màu lam đảo không ngừng. Lão già tóc bạc kia thì ngồi sửng sốt trên đất, trên mặt không có chút huyết sắc. Ngay cả Phượng Hoàng cũng nhíu mày, trên gương mặt như băng sơn hiện lên dị sắc. Một kích này của bà ta có chênh lệch với một kích mà bản thể thi triển. Nhưng không đến mức Mạc Phàm có thể đỡ được dễ dàng như vậy, tuy bà ta không muốn tin, nhưng đúng là lúc này hư ảnh Phượng Hoàng không nhúc nhích được trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Niết bàn. Ánh mắt Phượng Hoàng phát lạnh, năm ngón tay nắm chặt. Âm thanh ken két vang lên trong hư ảnh Phượng Hoàng, từng đạo khe hở xuất hiện trên hư ảnh Phượng Hoàng, hào quang nổ tung trong khe hở mà bắn ra, giống như có một mặt trời sắp phá bỏ mà ra ngoài. Lực lượng khiến tim người ta đập nhanh xuất hiện. Rõ ràng là không có gì, nhưng trong lòng mọi người ở xung quanh như có thứ gì đó đè nặng, giống như nguy hiểm sắp xảy ra. Muốn nổ tung, bây giờ quá muộn rồi. Mạc Phàm cười nhạt. Bỗng nhiên vị trí của 27 hắc cầu xung quanh hắn thay đổi, khí nguyên ở phía trước, tinh nguyên ở phía sau, thần nguyên cuối cùng, bao vây thành hình vòng xoáy. Vòng xoáy vừa xoay chuyển, lực lượng vô cùng cường đại và lực xé rách cùng xuất hiện. Lực lượng trên hư ảnh Phượng Hoàng còn chưa bùng nổ ra, đã bị hắc cầu tạo thành vòng xoáy cuốn vào. Không chỉ như vậy, hư ảnh Phượng Hoàng trong vòng xoáy bị vặn vỡ luôn, giống như máy xay xay thịt, biến thành năng lượng tinh thuần vỡ nát nhập vào trong vòng xoáy. Chỉ mấy hơi hư ảnh Phượng Hoàng không làm được gì, biến mất hoàn toàn vào trong vòng xoáy của Mạc Phàm, bị hấp thu sạch sẽ. Ừng ực, ôn nuốt nước bọt theo bản năng. Hấp thu công kích của đối phương không đơn giản như uống nước, chỉ cần miệng to là uống được nhiều. Nguyệt Hạ chi dực bọn họ có không ít người biến dị có thể hấp thu công kích của đối phương, nhưng chỉ có thể hấp thu một phần công kích, nếu quá nhiều sẽ không chịu được, bị nổ thành mảnh nhỏ. Công kích của Phượng Hoàng là một trong những lực lượng bọn họ không chịu được, một tay Mạc Phàm không chỉ ngăn cản công kích của Phượng Hoàng, còn hấp thu toàn bộ. Người Hoa Hạ này khủng bố cỡ nào? Anh ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghĩ thầm. Biểu cảm của Nguyệt Thần, Os và lão giả tóc bạc ở bên cạnh cũng không khác mấy. Phượng Hoàng cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, rất nhanh liền khôi phục như thường. Vừa rồi bà ta không biết vì sao Mạc Phàm lại muốn đỡ một kích của bà ta, bây giờ bà ta hiểu rõ rồi. Cậu đang thăm dò thực lực và hấp thu lực lượng của tôi sao? Cũng đánh bại bà nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Rõ ràng hắn có rất nhiều phương pháp đơn giản giải trừ Vạn Phượng Minh, nhưng lại lựa chọn loại nguy hiểm nhất, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Thứ nhất là hắn muốn thử thực lực của người biến dị ngũ cấp một lần, đồng thời cũng muốn thử uy lực của nhất nguyên cửu phân. Thứ hai, hiện giờ hắn rất cần năng lượng, mỗi lần thêm một phần năng lượng, hắn có thể mạnh hơn một chút. Trên phân thân của Phượng Hoàng có một phần lực lượng của Phượng Hoàng, nếu đến đây sao hắn có thể lãng phí? Đối với mọi người hấp thu lực lượng của người khác quá nguy hiểm, đối với hắn thì không thành vấn đề, dưới cửu chuyển hỗn nguyên công, cho dù là lực lượng gì đều bị nghiền làm linh khí cho hắn. Được lắm, tôi sẽ nhớ kỹ lần này, linh thụ để ở chỗ cậu trước, chúng ta đi. Sắc mặt Phượng Hoàng hơi khó coi, lạnh lùng nói. Bà ta chưa bao giờ biết chữ thất bại viết thế nào, Mạc Phàm khiến bà ta cảm nhận được tư vị thất bại, cũng chọc giận bà ta hoàn toàn. Bà ta hấp thu nhiều hỏa lực ở tâm địa cầu trong núi lửa nhiều như vậy, cũng đến lúc ra ngoài rồi.
Bà ta vừa mới nói xong, trong khe hở trên đỉnh đầu đám côn, một đạo quang trụ hạ xuống bao quanh ba người ở trong, lực hút hàng lâm. Cơ thể ba người được kéo lên, sắp bay về phía khe hở. Muốn chạy cũng được, nhưng phải để lại mấy thứ, nếu không các người không đi được. Như vậy đã muốn đi, hơi sốt ruột quá rồi. Anh, Paul, tôi nói muốn đầu của anh, hôm nay ai cũng không ngăn được. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, mấy hắc cầu hóa thành hắc kiếm không có tay cầm, lập tức chém về phía Paul. Phốc một tiếng, Paul còn chưa phản ứng kịp, đôi mắt mở to nhìn thấy một cơ thể không đầu vô cùng quen thuộc. Không đợi anh ta nghĩ kỹ cơ thể này là của ai, hắc kiếm chớp lóe vài hào quang, đầu Paul như dưa hấu bị cắt thành từng mảnh, óc trắng lẫn với huyết dịch bắn tung tóe. Bù, Phượng Hoàng dừng lại, trong mắt tràn đầy sát ý. Mạc Phàm, dừng tay, cậu muốn chết à? Mạc Phàm giết Charlison và Rudy còn chưa tính, còn dám giết người trước mặt bà ta. Cô, tôi muốn dị hạch của cô. Mạc Phàm vươn tay về phía Nguyệt Thần. Dị hạch là hạch tâm của người biến dị, chỉ có người biến dị tứ cấp trở lên mới có, huyết mạch của liệt không thú hắn cần đều ở trên dị hạch này. A, Nguyệt Thần kêu lên đau đớn, máu tươi chảy từ miệng cô ta ra. Một tảng đá màu xanh lơ cỡ quả đấm để lại một lỗ máu chỗ ngực cô ta, bay về phía Mạc Phàm. Dị hạch này vừa tách rời cơ thể, cả người Nguyệt Thần như cả nhiễm xương, không chỉ khí tức biến yếu, làn da cũng nhanh chóng già đi. Vừa rồi còn là mỹ nữ hỏa quốc ương dân, lập tức biến thành một lão thái bà tóc trắng xóa. Mạc Phàm, cậu còn dám giết một người của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi nữa, tôi không chỉ muốn giết cậu, còn diệt cả Mạc gia cậu nữa. Phượng Hoàng nheo mắt nói. Dị hạch của người biến dị tứ cấp trở lên là quan trọng nhất, không có dị hạch thì không khác gì người bình thường. Tuy Mạc Phàm không giết Nguyệt Thần, nhưng còn tàn nhẫn hơn giết cô ta. Mạc Phàm nheo mắt lại. Ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt hắn. Máu của anh và phượng hồn của bà đều ở lại cho tôi. Nếu hắn đã ra tay với Nguyệt Hạ Chi Dực, sao có thể sợ uy hiếp của Nguyệt Hạ Chi Dực? Hai tay hắn cùng vươn ra, một tay vươn về phía Oz, một tay khác vươn về phía Phượng Hoàng. Hai tay Mạc Phàm vừa mới vươn ra, cơ thể hai người kia hơi chấn động, lập tức bay lên. Một hạt châu huyết sắc và hỏa diễm hình Phượng Hoàng xuất hiện trước người Oz và Phượng Hoàng. Không ngừng hấp thu huyết dịch và phượng hồn trong cơ thể bọn họ. Không lâu sau, huyết châu to bằng nắm tay bay vào trong tay Mạc Phàm, trên mặt Oz không có chút huyết sắc quỳ trên đất, thở hổn hển từng hơi. Trong đôi mắt Phượng Hoàng tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, cho dù là ai đều cảm nhận được lửa giận hừng hực trên người bà ta. Bà ta cũng không phản kháng, mặc cho Mạc Phàm lấy phượng hồn của mình. Theo phượng hồn được lấy đi, cơ thể bà ta cũng càng ngày càng mờ nhạt. Lúc gần biến mất hoàn toàn, Phượng Hoàng mới mở miệng. Mạc Phàm, lá gan của cậu đúng là rất lớn, nói cho cậu biết, ít ngày nữa Phượng Hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực tôi sẽ xuất hiện ở phía đông Hoa Hạ, tiến vào Hoa Hạ, cậu đợi đó cho tôi. Giọng nói như nguyền rủa mang theo sát khí truyền đi rất xa, Phượng Hoàng biến mất hoàn toàn. Trên mặt biển cách biệt thự chỗ Mạc Phàm không xa có một chiếc du thuyền xa hoa. Một mỹ nữ mặc bikini ngồi trên đùi một người đàn ông châu Âu mặc quần đùi bãi biển, một tay vòng qua cổ người đàn ông này, động tác vô cùng ái muội. Một nam một nữ này đeo kính, vẫn luôn nhìn về phía biệt thự chỗ đám Mạc Phàm. Phượng Hoàng sắp tiến vào Hoa Hạ từ phía đông rồi, lần này có trò hay để coi rồi. Mỹ nữ mặc bikini bưng ly rượu vang, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Từ khi Mạc Phàm nhất chiến ở cửa địa ngục, không ít thế lực đang dạo quanh Hoa Hạ. Có người thăm dò, nhưng không ai dám tiến vào Hoa Hạ. Bởi vì tên bắn chim đầu đàn, người nào ló đầu trước, đều phải chịu một kích lôi đình của Hoa Hạ hoặc Mạc Phàm. Phượng Hoàng vừa nói những lời này, cục diện bế tắc lập tức bị phá. Người đàn ông hơi nhếch miệng cười mỉa, khẽ nhấp một ngụm rượu. Phượng Hoàng vào từ phía đông, chúng ta đang đợi ngày này mà. Cũng ly, chúng ta đợi được rồi. Mỹ nữ không quan tâm bàn tay người đàn ông đang dạo chơi trên người cô ta, ly rượu trong tay duỗi về phía người đàn ông. Đừng sốt ruột, chúng ta thêm một trận lửa vào đây trước, rồi cùng ly cũng không muộn. Người đàn ông cười quỷ dị nói. Dù sao lửa đã cháy rồi, hỏa diễm đốt càng mãnh liệt một chút mới tốt. Thêm lửa thế nào? Mỹ nữ mặc bikini hỏi với vẻ đầy hứng thú. Em sẽ biết nhanh thôi. Người đàn ông ra vẻ thần bí. Anh ta lấy một thứ tương tự điều khiển từ xa,
nhấn một cái về phía chỗ Mạc Phàm. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu lên phía tây biệt thự chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn định rời đi, lông mày nhướng lên, hắn nhìn đạo quang trụ này. Một màn hình điện tử xuất hiện trên quang trụ, âm thanh truyền từ trên màn hình ra. Gia tộc Wiki chúng tôi sẽ tiến vào Hoa Hạ từ phía tây. Cùng lúc đó, một đạo quang điểm xuất hiện ở phía bắc Mạc Phàm, quang điểm nhanh chóng rộng ra, biến thành một màn hình. Hải thần sẽ tiến vào Hoa Hạ từ phía bắc. Đối diện màn hình, một hư ảnh đầu chó thân người cầm quyền trượng trong tay, xuất hiện trong không trung. Pháp thần Horus sẽ tiến vào Hoa Hạ từ phía nam. Giọng nói trầm thấp A Minh theo uy nghiêm cường đại, khiến tâm thần người ta kinh hãi, truyền ra rất xa lúc này mới biến mất. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cơ thể những người khác không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm nhớn mày, trong đôi mắt lạnh nhạt lóe lên sắc bén. Những người này nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng ra tay rồi. Không đợi hắn mở miệng, hai bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện trước người Mạc Phàm. Hai bóng người này một người là lão giả cao lớn uy nghiêm, mặc trên người áo bành tô màu lục, khoảng 6-70 tuổi, khí tức giống như khói báo động khiến người ta không thở nổi. Một người khác là Âu Dương Nhược Tuyết Mạc Phàm mới gặp mấy hôm trước. Hai người đều lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, ước gì có thể bóp chết hắn. Tiểu tử cậu là Mạc Phàm sao? Lão giả trầm giọng hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão giả và Âu Dương Nhược Tuyết một cái, không quan tâm lắm. Hắn vung tay lên, đám Trần Phàm không đang ở trong không trung chậm rãi hạ xuống đất. Ông tìm tôi có chuyện gì? Lúc này Mạc Phàm mới nhìn lão giả kia, lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm, tên lưu manh nhà cậu còn không biết xấu hổ mở miệng nói, tự cậu gây ra họa còn hỏi chúng tôi có chuyện gì. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức giận hỏi. Đại họa, sao tôi không thấy vậy? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Một mình cậu ăn no không đói bụng, đương nhiên không cảm nhận được, tên lưu manh, cặn bã. Những người đó tiến vào Hoa Hạ từ bốn phía, Mạc Phàm đang ở Giang Nam chắc chắn không cảm nhận được. Nếu hội ngũ lão Hoa Hạ bọn họ mặc kệ, Mạc Phàm sẽ lập tức cảm nhận được cái gì gọi là thập diện mai phục. Cô muốn nói những giọng nói vừa rồi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Âu Dương Nhược Tuyết tức giận nói. Sau khi Mạc Phàm nhất chiến ở cửa địa ngục, trên cơ bản hội ngũ lão lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thuyên chuyển tất cả lực lượng tới, lúc này mới khiến những thế lực đó không dám tiến vào Hoa Hạ. Mạc Phàm chọc giận Phượng Hoàng. Đã phá vỡ cục diện này hoàn toàn. Ý của cô là tôi nên để Phượng Hoàng mang những người đó rời đi, hay là giao trường sinh linh thụ cho bọn họ sao? Mạc Phàm nhíu mày nói. Cho dù bây giờ cho hắn chọn lại trăm lần, hắn vẫn không do dự giết Bôn, lấy thứ hắn cần trên người đám Phượng Hoàng. Còn giọng bốn người kia, chỉ là đám người sắp chết muốn tìm đường chết mà thôi, hắn không cần phải để trong lòng. Đương nhiên không phải, nhưng mà cậu cũng không thể. Âu Dương Nhược Tuyết nói một nữa, giống như không biết nên nói gì, tức đến mức dậm chân. Ông nội, chúng ta cứ mặc kệ ra hỏa này đi, để cậu ta tự sinh tự diệt thì hơn. Âu Dương Nhược Tuyết thở hổn hển nói với Âu Dương Phi Long đứng bên cạnh cô ta. Âu Dương Phi Long nhíu mày, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Một lát sau ông ta mới mở miệng. Tiểu tử, bây giờ là tình huống gì, không phải cậu không biết, cậu có tính toán gì không? Không ngại nói cho lão phu chứ. Tuy hội ngũ lão rất cường đại, nhưng không có uy hiếp của tông môn ẩn thế, thì giống như con hổ già không có răng nanh. Nếu vừa rồi những người đó cùng tiến vào Hoa Hạ, chắc chắn hội ngũ lão cũng không ngăn được. Không chỉ Phượng Hoàng mới mở miệng, Hải Thần, gia tộc Wiki và Pháp Thần đều rất cường đại, ngoại trừ những người này ra, chắc chắn còn những cường giả khác tiến vào Hoa Hạ từ bốn phương tám hướng. Âu Dương Nhược Tuyết thấy ông nội cô ta mở miệng, thì trừng Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Đây là ông nội của tôi, bác lão trong ngũ lão, Âu Dương Phi Long. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Âu Dương Phi Long một cái. Không có kế hoạch, người nào tới trước thì giết người đó, người nào tới sau thì diệt quốc. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những người này muốn tới thì tới đi, nếu đến đây thì đừng nghĩ tới chuyện quay về. Quả thật thực lực hiện giờ của hắn vẫn không có biện pháp chiếu cố bát phương. Nhưng hắn sẽ giết một số người tới trước đã, chắc chắn người tới sau sẽ tạo thành tổn thương nhất định cho Hoa Hạ, vậy đám người này phải chết, quốc gia cũng sẽ bị hắn diệt. Một câu đơn giản,
cho dù là Âu Dương Phi Long cũng không tự chủ được run lên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Giết người, diệt quốc, tuy có một phần tổn thất, nhưng không thể không nói là một biện pháp đơn giản thô bạo nhưng có hiệu quả. Nhưng biện pháp như vậy, cho dù là ngũ lão trải qua sa trường như phu năm như bọn họ cũng không có quyết đoán này, vậy mà Mạc Phàm lại không do dự. Cậu chắc chắn mình là đối thủ của bọn họ. Âu Dương Phi Long hít sâu một hơi hỏi. Phượng Hoàng là người biến dị ngũ cấp, tương tự với cao thủ Nguyên Anh trong tu sĩ Hoa Hạ, cụ thể có tu vi gì thì không ai biết, cho dù là bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với Phượng Hoàng. Hiện giờ Hoa Hạ không có nhiều cao thủ kim đan thần cảnh, càng không nói tới cao thủ Nguyên Anh. Không chỉ Phượng Hoàng, Pháp thần Horus, gia tộc Wiki và Hải thần đều không kém Phượng Hoàng. Thật sự có thể giết được sao? Có lẽ bây giờ chưa đủ, nhưng sẽ đủ nhanh thôi, nếu hai người không còn chuyện gì, tôi đi trước. Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Đợi một chút, còn chuyện liên quan tới Mạc gia muốn nói với cậu. Âu Dương Nhược Tuyết thấy Mạc Phàm muốn đi thì bĩu môi, vội vàng nói. Mạc gia, chuyện gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Ngay một tiếng trước, một đám người phóng huyết độc ở xung quanh Mạc gia, có ý đồ xâm nhập vào bên trong Mạc gia, may mà không có nhiều chuyện xảy ra, chỉ có một tiểu đồ đệ của cậu bị thương. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm nói. Huyết độc. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn còn chưa tra ra là ai hạ huyết độc, vậy mà người hạ huyết độc tìm tới Mạc gia bọn họ, đúng là không biết sống chết. Người bị thương là Khương Nguyệt đúng không? Trong số mấy đồ đệ hắn từng truyền thụ y đạo cả rồi, Tần Kiệt và Chu Hiệt say mê võ đạo, không có hứng thú lắm với y đạo, có thể chữa trị một số bệnh nhưng tạo nghệ không cao. Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc còn nhỏ tuổi, bình thường hơi ham chơi, y thuật cao hơn Tần Kiệt và Chu Hiệt một chút, nhưng cũng bình thường. Trong năm người đồ đệ, chuyên tâm với y đạo nhất cũng có thiên phú nhất là Tiểu Khương Nguyệt, nếu là huyết độc, hiện giờ có thể chữa trị nó chỉ có Tiểu Khương Nguyệt, mà cô cũng là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Đúng vậy, cô bé chỉ bị thương nhẹ. Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, gật đầu. Vết thương nhẹ, người phóng huyết độc đâu rồi, vẫn ở trong tay cô sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đồ đệ của hắn, cho dù chịu một chút thương tổn cũng không được. Người phóng huyết độc không phải là ngọn nguồn, chỉ là một người bị nhiễm, sau khi người của chúng tôi ngăn cản tên đó tự bạo rồi. Âu Dương Nhược Tuyết cau mày nói. Tôi biết rồi, không còn việc gì thì tôi đi trước. Mạc Phàm nói, vậy mà có người dám ra tay với Mạc gia, hắn nên nhanh chóng quay về thì hơn. Đợi một chút, tiểu tử, đây là một số tài liệu thực lực của thế lực gần Hoa Hạ, hẳn là không có tài liệu nào tường tận hơn nữa đâu, cậu cầm lấy về xem đi, nếu không đối phó được, lão phu đề nghị cậu thả đám Tần Vô Nhai ra. Âu Dương Phi Long lấy một ngọc giản ra, ném về phía Mạc Phàm. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm. Nhưng tiểu tử có thể khiến cháu gái ông ta không biết phải làm gì, Mạc Phàm tuyệt đối là người đầu tiên. Lúc này khuyên Mạc Phàm cũng vô ích, để Mạc Phàm tự mình biết khó mà lui. Nếu thả đám Tần Vô Nhai trước khi những người kia tiến vào Hoa Hạ không chỉ không sao, nói không chừng còn có thể một lưới bắt hết những người mơ ước Hoa Hạ. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, cũng không thèm nhìn trả lại cho Âu Dương Phi Long. Cảm ơn ý tốt của Âu Dương lão gia tử, không gặp được Dạ Vô Nhai. Tôi sẽ không thả đám Tần Vô Nhai. Mặc kệ gia tộc Wiki có cao thủ gì, Pháp thần Horus là ai, Hải thần là nhân vật nào, đều không có ý nghĩa gì đối với y tiên bất tử hắn. Chỉ cần những người này dám đến, sinh do hắn, tử cũng do hắn. Âu Dương Phi Long nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta tốt bụng đưa thông tin những người này, vậy mà Mạc Phàm không thèm nhìn. Cho dù Mạc Phàm không muốn thả đám Tần Vô Nhai, ít nhiều gì cũng phải biết thông tin về những người kia, khi gặp cũng có thể lo trước khỏi họa. Lúc này không chỉ Âu Dương Nhược Tuyết muốn đánh Mạc Phàm, ông ta cũng muốn tiến lên giáo huấn Mạc Phàm nữa. Ông ta hít sâu một hơi, lúc này lông mày mới giãn ra. Tiểu tử, có khả năng cậu không gặp được Dạ Vô Nhai trên địa cầu đâu, nếu cậu có thể sống tới thiên ngoại thiên, có thể tới thánh môn tìm một người tên Cơ Như Long, nhưng mà tôi thấy cậu không tới được đó rồi. Cơ Như Long. Mạc Phàm nhớn mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Kiếp trước hắn thường xuyên ra vào thánh môn, xem như là hiểu biết về thánh môn. Trái lại thánh tử của thánh môn tên như vậy, chẳng qua sau khi tìm được thánh tử này, ông ta luôn bế quan,
hắn ở tu chân giới 500 năm đều không xuất quan, vậy mà Dạ Vô Nhai này là thánh tử cơ như long của thánh môn. Tôi sẽ đi tìm ông ta. Dạ Vô Nhai biến hóa nhanh chóng thành thánh tử của thánh môn thì thế nào, hắn muốn giết Dạ Vô Nhai, cho dù Dạ Vô Nhai thành thánh chủ cũng vô dụng, đều phải chết. Còn nữa, lần này cậu về Giang Nam nhất định phải cẩn thận, tông môn ẩn thế không chỉ đưa Dạ Vô Nhai tới thiên ngoại thiên, còn mời cao thủ thánh môn từ thiên ngoại thiên hàng lâm, chắc là cao thủ này đã xuất phát rồi. Âu Dương Phi Long tức giận dặn dò. Ông ta chỉ biết tông môn ẩn thế mở thăng thiên trận tiễn Dạ Vô Nhai, mời một cao thủ thiên ngoại thiên tới, cao thủ này có thực lực thế nào, ông ta cũng không biết. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lanh. Nhanh như vậy thiên ngoại thiên đã phái cao thủ tới, sớm hơn hắn nghĩ một chút. Nhưng nghĩ tới thân phận của Dạ Vô Nhai, hắn nhanh chóng thoải mái hơn. Dạ Vô Nhai có thể là thánh tử của thánh môn, người như vậy xảy ra chuyện, chắc chắn thánh môn sẽ giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Âu Dương Phi Long thấy sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, thì nhướng mày. Nếu cậu không muốn ra mặt, chỉ cần cậu thả đám Tần Vô Nhai, hội ngũ lão chúng tôi có thể giải quyết chuyện này giúp cậu. Âu Dương Phi Long nói. Mạc Phàm ở độ tuổi này là lúc sĩ diện nhất. Mạc Phàm bắt Tần Vô Nhai, bảo Mạc Phàm thả Tần Vô Nhai rồi xin lỗi, cho dù là ai đều không thể đồng ý. Hiện giờ Dạ Vô Nhai không có ở Nho Môn, Mạc Phàm không cần thiết vì một người không ở đây mà gây khó dễ cho Nho Môn. Hiện giờ không chỉ bốn phía là kẻ địch mạnh, cao thủ tông môn ẩn thế mời tới cũng đến, là lúc tốt nhất để giải quyết chuyện này. Mạc Phàm không chịu cúi đầu, vậy hội ngũ lão bọn họ sẽ làm người đứng ra hòa giải. Nếu Dạ Vô Nhai không ở Nho Môn, vậy đám Tần Vô Nhai đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đến bây giờ bọn họ không có lợi với cậu, cậu nhất định phải phong ấn bọn họ đến chết sao? Âu Dương Phi Long nhíu mày, hơi tức giận nói. Đợi bọn họ không tạo thành uy hiếp với Mạc gia tôi sẽ suy xét tới việc thả bọn họ ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đám Tần Vô Nhai không tạo ra uy hiếp lớn đối với hắn, nhưng đối với những người Mạc gia khác lại là cao thủ khó đối phó. Đợi lúc hắn rời khỏi địa cầu, chắc là đám Tần Vô Nhai không làm gì được đám Tần Kiệt rồi. Tiểu tử, cậu! Âu Dương Phi Long chỉ Mạc Phàm, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi đi trước, cáo từ. Mạc Phàm không đợi Âu Dương Phi Long nói xong, hắn đã xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. M. Cột quyền của Âu Dương Phi Long đập lên trên cột đá bên cạnh, cả cây cột không vỡ nát văng tung tóe, mà trực tiếp biến thành hạt cát. Tiểu tử này dám thúi giống hệt mình lúc trẻ. Chúng ta phải làm sao bây giờ, ông nội? Âu Dương Nhược Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm rời đi, bĩu môi hỏi. Còn có thể làm gì nữa, tiểu tử này cứng mềm không ăn, chỉ có thể giao trộn. Âu Dương Nhược Tuyết nói với vẻ bất đắc dĩ. Có thể nói đều nói rồi, có thể làm ông ta cũng làm rồi, vẫn không khuyên nhủ được Mạc Phàm, ông ta cũng không có biện pháp. Cứ nhìn tám mặt địch tới. Còn có tông môn ẩn thế và huyết độc đối phó cậu ta, chúng ta không làm gì, cậu ta có thể sống sao? Âu Dương Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Chúng ta có thể chắn được một cái trong tám mặt địch tới, còn lại chỉ có dựa vào cậu ta, nếu cậu ta không chắn được, hội ngũ lão chúng ta cũng không có biện pháp. Vẻ mặt Âu Dương Phi Long nghiêm trọng nói. Cậu ta sẽ làm được sao? Âu Dương Phi Long không nói gì, chỉ bầu trời rồi cũng rời đi. Hơn 2 tiếng sau, Mạc Phàm ngồi phi cơ trực thăng quay về trang viên Mạc gia. Bên ngoài trang viên Mạc gia, một ma văn huyết sắc vĩ đại đang quay xung quanh, giống như dùng máu tươi đúc ra, không nhìn ra là văn tự gì, nhưng xung quanh trang viên là huyết đồ to như vậy, khiến người ta cảm thấy áp lực và sợ hãi. Gần huyết đồ, cho dù là cây cỏ hay trùng chim đều chết hết, gần như xung quanh Mạc gia đều chết hết. Lúc này không ít người Mạc gia đang cầm bột thuốc màu vàng nhạt rắc lên trên huyết đồ. Bột thuốc vẩy lên bên trên, khói xanh nhạt tỏa ra, tuy xóa đi màu đỏ, nhưng vẫn để lại một số ấn ký màu đỏ sậm. Hắn mới xuống phi cơ, không ít người liền nhìn về phía hắn. Mọi người thấy là Mạc Phàm thì hơi do dự, trải qua Tần Kiệt và Chu Hiệt xác nhận, lúc này mới có không ít người tới đón. Tiểu Phàm quay về rồi à? Cha Mạc Phàm cười hiền hòa nói. Cha, đều là những người đó làm cha bị thương sao? Mạc Phàm hơi híp mắt. Nhìn về phía xương sườn bên trái cha mình. Tuy đã không có vết thương, nhưng trên quần áo vẫn còn cái động,
bên trên dính một mảng lớn vết máu. Tuy những người khác không bị đại thương, nhưng có rất nhiều vết thương nhỏ. Là cha không cẩn thận, Tiểu Vũ đã chữa trị giúp cha rồi. Cha Mạc Phàm nói, vẻ mặt Mạc Phàm không ôn hòa hơn, trái lại lạnh hơn vài phần. Trong số những vết thương của mọi người, bao gồm cả vết thương của cha hắn, cũng không phải là vết thương chí mạng, nhưng đều là vết thương ở gần vị trí chí mạng. Nếu hắn đoán không lầm, vốn là đánh vào vị trí chí mạng, bởi vì tránh thoát mới ở gần. Anh, không biết những người đó xuất hiện từ đâu ra, bỗng nhiên xuất hiện ở Mạc gia, còn biến thành dáng vẻ của anh, nếu không phải Tần Kiệt ca ca và Chu Hiệt tỷ tỷ phát hiện đúng lúc, phá huyễn tương của bọn họ, có khả năng chúng em bị thương nặng rồi. Tiểu Vũ bĩu môi, không vui lắm nói. Lúc ấy Mạc Phàm đâm về phía cô còn tưởng rằng Mạc Phàm thật sự muốn giết mình. Biến thành dáng vẻ của anh. Mạc Phàm hơi híp mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi rất nhiều. Người phóng huyết độc đúng là âm hiểm, vậy mà dám biến thành dáng vẻ của hắn. Cũng không có chuyện gì, chỉ có Tiểu Nguyệt bị trọng thương, hiện giờ đã không có gì đáng ngại, đúng rồi, chuyện Trần gia xử lý thế nào rồi. Lão mẹ Mạc Phàm thấy sắc mặt Mạc Phàm khó coi, vội vàng nói sang chuyện khác. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, liếc mắt nhìn Tiểu Khương Nguyệt một cái, lông mày hắn nhíu chặt hơn. Lúc này khí tức của Tiểu Khương Nguyệt coi như ổn định lại, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhu thuận đứng bên Chu Hiệt. Trên người có ít nhất 10 vết thương, trong đó có 2 vết thương ở đầu. Cho dù đã dùng pháp thuật khôi phục, trên mặt vẫn có 2 vết sẹo màu đỏ, đủ để thấy miệng vết thương sâu cỡ nào. Có đau không? Mạc Phàm sờ gương mặt như ngọc của Tiểu Khương Nguyệt, hỏi. Tiểu Khương Nguyệt là người cuối cùng tới Mạc gia, tính cách cũng tương đối hướng nội, bình thường rất ít khi chủ động tìm hắn. Cho nên hắn có ít thời gian chiếu cố tiểu nha đầu này, phần lớn đều do Chu Hiệt và Tần Kiệt chiếu cố, nha đầu này có y thuật cao nhất, cũng chính vì y thuật của cô cao, mới khiến người bị hạ huyết độc chú ý nhất. Mới đầu còn hơi đau đớn, bây giờ không đau nữa, may mà Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc đuổi những người đó chạy rồi. Tiểu Khương Nguyệt nhút nhát nói, đây là một bộ công pháp, nếu không luyện tới tầng thứ 6, tạm thời không được học y thuật, Chu Hiệt, còn giám sát và chỉ điểm Tiểu Nguyệt. Mạc Phàm vươn một tay ra, một thứ như bảo tháp lưu ly trôi nổi trên tay hắn, xoay tròn. Bảo tháp 9 tầng, lối vào tầng 1 viết 2 chữ Cửu Huyền. Bộ công pháp này có tên là Cửu Huyền Công, là công pháp chân phái của Huyền Nữ Cung ở tu chân giới. Hiện giờ Tiểu Khương Nguyệt chỉ tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết và y thuật rất cao minh, nhưng tu vi lại yếu nhất trong Mạc gia. Như vậy có lẽ Tiểu Khương Nguyệt sẽ đi con đường kiếp trước của hắn, y thuật cao, tu vi thấp, cuối cùng nếu không bị độc chiếm thì chết trên tay người khác. Hắn từng lĩnh hội loại cảm giác này, tất nhiên không thể để Tiểu Khương Nguyệt đi con đường này. Tu luyện công pháp, sư phụ, con không thích đánh giết, có thể không học công pháp này không? Tiểu Khương Nguyệt hơi sửng sốt, khó xử nói. Tiểu Nguyệt, không thể vô lễ với sư phụ. Chu Hiệt nhíu mày, vội vàng kéo Khương Nguyệt nói. Nhưng mà em... Khương Nguyệt nhìn thoáng qua Chu Hiệt, không biết phải làm thế nào. Sư phụ không bảo con giết người, sư phụ không để con bị người ta giết, có khả năng bây giờ con chưa hiểu, đợi sau này con sẽ rõ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ sư phụ, vậy huyết đồ kia làm sao bây giờ? Khương Nguyệt nhận lấy tiểu tháp 9 tầng kia, hỏi. Cô không biết huyết đồ này, nhưng cô cảm thấy huyết đồ này cứ ở đây chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng cô phối nhiều loại thuốc bột, chỉ có một loại có thể loại bỏ huyết sắc, để huyết khí nhạt đi một chút, nhưng vẫn không thể diệt trừ hoàn toàn. Thứ này có tên là phi mệnh, chỉ có huyết thần nhất mạch mới sử dụng được, có huyết đồ này ở đây, sẽ hấp thu khí huyết của mọi người bên trong huyết đồ, cuối cùng khiến mọi người chết oan chết uổng. Mạc Phàm nhìn lướt qua huyết đồ này nói. Huyết đồ này cho dù dùng nước cũng không trôi, một ngày sau sẽ tự động biến mất, nhưng như vậy cũng không có biện pháp giải trừ hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt Tiểu Khương Nguyệt mở to hỏi. Mạc Phàm cầm lấy thuốc bột Tiểu Khương Nguyệt phối, bốc lên một phần nhìn thoáng qua. Điều chỉnh dược mà con phối một chút là được, hoa long phấn thiếu 2 tiền, thất nguyệt quả thiếu 2 tiền, sau đó thêm 2 tiền phong phi thảo, 2 tiền long cốt phấn. 2 tiền chu sa là được. À, vậy bây giờ con đi phối. Tiểu Khương Nguyệt gật đầu, muốn quay về phối thuốc. Không cần, nhớ kỹ phương thuốc này là được, diệt trừ huyết đồ này thì để nó làm là được rồi.
Mạc Phàm gọi Tiểu Khương Nguyệt nói. Ý niệm của hắn vừa động, trên cổ tay chớp lóe thanh quang, trường sinh linh thụ bay từ trên tay hắn ra, đứng trên không trang viên Mạc gia. Trên cây nhỏ chớp lóe thanh quang, lục quang như hạt mưa rơi xuống dưới Mạc gia. Những lục quang này rơi lên trên cây cỏ, cho dù là chết vì huyết đồ hay còn nguyên vẹn đều ngẩng lên, lá cây to ra, tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc cỏ cây đã cao hơn một thước. Trừ chuyện đó ra, huyết đồ kia gặp được lục quang này, lập tức bốc lên khói xanh. Ngay sau đó huyết đồ như gặp phải khắc tinh, biến mất toàn bộ, một đám chồi non chui từ trong đất ra, nhanh chóng bao phủ đồ án huyết sắc. Không chỉ không còn khí tức huyết tinh kia, trái lại còn khiến người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Mạc Phàm vươn một tay ra, trường sinh linh thụ quay về tay hắn. Anh, đây là cây gì vậy, lợi hại như thế? Mắt Tiểu Vũ mở to hỏi. Đọc nhiều sách em sẽ biết. Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ lè lưỡi với Mạc Phàm, một đám người đang định đi vào trong trang viên, di động của Mạc Phàm vang lên. Hửm. Giọng nói trong điện thoại khiến Mạc Phàm cau mày. Đã lâu rồi di động của hắn không vang lên, thứ nhất là có ít người biết, thứ hai là có thêm hạn chế, người bình thường cho dù biết số của hắn cũng không thể gọi được, trừ phi được hắn cho phép. Người có thể gọi được cho hắn ngoại trừ người thân ra, cũng chỉ có một số ít người mới gọi được. Lúc này có người gọi điện tới, hẳn là không phải chuyện tốt. Hắn do dự một lát, ra hiệu cho những người khác rời đi. Mình thì đi tới một lương đình không người nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Nhược Tuyết vang lên. Tên mập nhà mở siêu thị ở Đông Hải là bạn cậu đúng không, cậu ta cũng xảy ra chuyện, là huyết ma làm. Mạc Phàm nhíu mày, phẫn nộ xuất hiện trong mắt hắn, bên trong giống như có hỏa diễm đang bùng cháy. Tên mập mở siêu thị ở Đông Hải, vậy chỉ có một, là bàn tử rồi. Huyết ma này ra tay ở trang viên Mạc gia hắn thì thôi. Vậy mà ngay cả bàn tử cũng không bỏ qua. Là bạn tôi, bây giờ cậu ấy thế nào? Hai chân bị xe đụng nát, cánh tay bị kéo xuống, trên người còn có huyết độc, thương tổn hơi nghiêm trọng, nhưng tu vi của cậu ta cũng không tệ, cho nên không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là có khả năng phải nằm trên giường một thời gian. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Cái gì? Mắt Mạc Phàm mở to, trong mắt như có điện quang sản sinh ra. Kiếp trước bàn tử bị người ta đâm chết. Đây là điểm yếu của hắn. Một đời này hắn giao cho bàn tử công pháp, còn nói với bàn tử không được biểu lộ trước mặt người khác, nhưng vẫn bị người ta dùng xe đâm trúng. Người ra tay ở đâu, đừng nói với tôi là tự bạo rồi nhé. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trầm giọng hỏi. Có lẽ người này là người đứng đầu, thực lực cao hơn những người bị nhiễm huyết độc rất nhiều, sau khi khiến bàn tử bị thương, người của chúng tôi không thể bắt được tên đó. Âu Dương Nhược Tuyết nhỏ giọng nói. Nhưng trước khi tay bạn cậu bị kéo xuống, cũng xé rách một miếng thịt trên người tên kia, cậu có thể tìm người đó qua miếng thịt này. Âu Dương Nhược Tuyết nói tiếp. Bạn gái của cậu ấy không sao chứ? Mạc Phàm hỏi. Với hiểu biết của hắn về bàn tử, ngoại trừ bàn tử đi toilet rất ít khi không mang theo bạn gái. Bạn gái của cậu ta được cậu ta đẩy ra, chỉ chịu chút hoảng sợ, người không sao. Mang hai bọn họ tới Giang Nam cho tôi. Mạc Phàm nắm chặt tay, trầm giọng nói. Đang trên đường rồi, ngoài ra. Âu Dương Nhược Tuyết muốn nói gì đó nhưng dừng lại. Cô còn biết gì nữa, nói đi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Giọng điệu của hắn rét lạnh hơn trước vài phần. Theo chúng tôi biết chị họ cậu mất tích rồi, người của chúng tôi vẫn đang tìm, có lẽ cũng do huyết ma làm. Âu Dương Nhược Tuyết do dự một lát, vẫn nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, quần áo không gió tự bay, kình phong như đao lan ra xung quanh. Đồng thời thần thức của hắn như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng, không chỉ bao phủ trang viên Mạc gia, hơn 10 dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn. Trong phạm vi một đám mị ảnh xuất hiện, giống như có rất nhiều người xì xào bàn tán trong không trung. Một lát sau, lúc này những mị ảnh đó mới biến mất, Mạc Phàm cũng thu hồi cảm ứng. Moria, đến đây. Mạc Phàm ra lệnh. Giọng nói của hắn vừa vang lên, bóng dáng yểu điệu của Moria xuất hiện trong hư không, quỳ một gối trước người Mạc Phàm. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Chắc là chị họ tôi rời khỏi trang viên với cô, lại quay về với cô, bây giờ chị họ tôi ở đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Moria hỏi. Biểu tiểu thư không ở trong phòng sao? Vẻ mặt Moria ngẩn ra,
hoảng hốt một lát liền khôi phục như thường, trên mặt lập tức hiện lên bối rối. Quả thật cô đưa Lý Thi Vũ chị họ của Mạc Phàm vào phòng, nhưng vừa rồi cô đến phòng Lý Thi Vũ vay tiền, Lý Thi Vũ không chỉ không ở trong phòng, cả trang viên cũng không có bóng dáng Lý Thi Vũ. Chuyện này, trên đường đi có gặp chuyện gì không? Mạc Phàm nhíu mày nói. Hắn đạt được tin tức từ chỗ quỷ mị, người cuối cùng ra khỏi trang viên với chị họ là Moria. Hồi bẩm chủ nhân, biểu tiểu thư vốn định về Đông Hải một chuyến, tôi liền dẫn biểu tiểu thư trở về, trên đường đi biểu tiểu thư nói muốn đi toilet, khi quay ra bỗng nhiên biểu tiểu thư nói không muốn quay về nữa, tôi liền mang biểu tiểu thư quay về, tôi không ngờ. Vẻ mặt Moria nghi ngờ, cắn môi son giải thích. Mắt Mạc Phàm đảo liên tục, suy nghĩ một lát nhỏ giọng quát. Quỷ Mị Nhi, ra đây gặp tôi. Dạ chủ nhân. Quỷ Mị Nhi mặc cung trang chế ngực lập tức xuất hiện, cúi người với Mạc Phàm. Trên đường từ Đông Hải tới đây có thấy chị họ tôi không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, nói. Hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ đi toilet. Chủ nhân có thể đợi một lát không, để tiểu nô xác nhận lại. QMN thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, cẩn thận nói. Nhanh lên! Mạc Phàm vẫy tay. Quỷ Mị Nhi không do dự, hai tay kết thành lan hoa chỉ, một đám quỷ ấn bay lên trên bầu trời. Ngưng! Một chữ truyền từ miệng Quỷ Mị Nhi ra, một thụ nhãn chỗ mi tâm Quỷ Mị Nhi mở ra, một đạo quang bắn lên giữa không trung, hình ảnh màu xám xuất hiện trước mặt ba người. Trên hình ảnh đúng là Moria dẫn Lý Thi Vũ tới toilet ở siêu thị bên cạnh, không lâu sau Lý Thi Vũ được Moria dẫn rời đi. 3 phút sau, trong một lối ra toilet khác, một Lý Thi Vũ vội vàng đi ra cùng một Moria khác ngồi lên xe, tiếp tục đi về phía Đông Hải. Hình ảnh đến đây thì nghe thấy tiếng quỷ kêu, hình ảnh biến mất một lát mới khôi phục như thường, Lý Thi Vũ và Moria này đang rời khỏi Giang Nam. Chủ nhân, chắc chắn đó không phải tôi. Mắt Moria mở to, trên mặt đều là khó mà tin, vội vàng nói. Cô đến toilet kia liền dẫn Lý Thi Vũ quay về. Tôi biết không phải cô, người cô đưa về không phải chị họ tôi. Mạc Phàm nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Trên người Moria có chú ấn hắn gieo xuống, Moria không thể phản bội hắn được, trừ phi Moria muốn chết. Sở dĩ chị họ sẽ biến mất, vậy chỉ có một khả năng, Moria dẫn chị họ giả trở về, Moria giả dẫn chị họ rời khỏi Giang Nam. Cả Giang Nam đều được hắn bảo Quỷ Mị Nhi giám sát. Huyết ma chỉ có thể dựa vào phương thức này mang chị họ đi thần không biết quỷ không hay. Chuyện này, xin chủ nhân trách phạt. Một quyền của Moria đánh lên đất, cúi đầu nói. Cô thân là sát thủ số một thế giới, ở Mạc gia thực lực đã tăng cao, vậy mà để xảy ra chuyện như vậy. Trách phạt là chắc chắn, nếu không phải cô sao Mạc gia lại bị tập kích như vậy. Mạc Phàm không chút lưu tình nói. Nếu hắn đoán không nhầm, chị họ giả là nguyên nhân Mạc gia bị tập kích. Nếu không những người này muốn vào trang viên Mạc gia cũng không đơn giản như vậy. Hắn vừa nói câu này xong, Moria và Quỷ Mị Nhi đứng ở đây cùng sửng sốt. Mạc gia bị tập kích có liên quan tới chuyện này, như vậy. Moria ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Cô cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Trận pháp trong trang viên Mạc gia do chính tay hắn dựng, cộng thêm Sơn Hải Khư bảo vệ. Muốn phá vỡ hai tầng bảo hộ này thần không biết quỷ không hay còn khó hơn lên trời. Những huyết ma tập kích người Mạc gia, chỉ có thể là người Moria dẫn vào. Hắn không biết huyết ma là ai, nhưng không thể không nói tâm cơ của huyết ma này rất sâu. Xin chủ nhân trách phạt, Moria cam nguyện chịu bất luận xử phạt nào. Moria suy nghĩ một lát, thân thể chấn động, cô quỳ rạp trên mặt đất. Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Huyết ma ở đâu ra còn có thể tiến vào Mạc gia? Nếu Mạc Phàm không nhắc tới, cho dù thế nào cô cũng không dám liên tưởng tới Lý Thi Vũ cô đưa về. Bây giờ xem ra thật sự là vậy, cô không chỉ đánh mất chị họ Mạc Phàm, thiếu chút nữa còn hủy trang viên Mạc gia. Lát nữa bàn tử sẽ được người ta đưa từ Đông Hải tới, bây giờ cô đi nhận bàn tử, nếu dám để trong trang viên ngoại trừ cô, tôi, Mị Nhi biết chuyện này ra, tự mình kết liễu đi thôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ một chút, cha mẹ hắn đã bị dọa sợ, bàn tử và chị họ gặp chuyện không may, nếu có thể hắn không muốn để người nhà biết chuyện, tránh để bọn họ lo lắng. Chủ nhân, chuyện này. Moria nhướng mày, giữa trán đều là do dự,
So với sai lầm của cô, Mạc Phàm chỉ bảo cô đi đón một người, làm như vậy vốn dĩ không phải xử phạt. Đi đi, Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết ma am hiểu che giấu và thay đổi nhất, người này không chỉ có thể biến ra ngoại hình giống Mạc Phàm, ngay cả khí tức và huyết dịch đều tương tự, trừ phi tu luyện một số công pháp đặc biệt, nếu không rất khó phát hiện. Quả thật Moria làm sai một số chuyện, nhưng không thể trách cô hết được. Minh Thương Dịch đoá ám tiễn nan phòng, ai cũng như vậy cả thôi. Moria nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vậy biểu tiểu thư làm sao bây giờ? Moria nguyện ý đi tìm biểu tiểu thư, không mang biểu tiểu thư về, Moria sẽ dùng cái chết để tạ tội. Moria nheo mắt, vô cùng khẩn thiết nói. Chuyện này vì cô mà ra, Mạc Phàm không trách phạt cô, trái lại cô rất không thoải mái. Mạc Phàm nheo mắt, trong chớp mắt đôi mắt sắc bén hơn nhiều. Đợi cô đưa bàn tử tới đây, tôi sẽ tự mình đi xem kẻ nào lớn gan tới vậy, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi theo. Mạc Phàm nhìn chằm chằm phía xa nói, giọng nói như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra. Người này vốn tập kích Mạc gia, lại phế đi bàn tử, còn bắt chị họ. Hiện giờ hắn vô cùng tò mò, đứng sau huyết ma này là dạng người gì? Dạ, chủ nhân, tôi sẽ đi làm chuyện này. Moria đứng dậy, muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, cái này cho cô, nếu lại có huyết ma ở xung quanh, hẳn là cô có thể nhận ra được. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một quang điểm bay từ đầu ngón tay hắn ra, bay về phía mi tâm Moria. Moria cũng không phản kháng, quang điểm biến mất vào trong mi tâm cô. Cô nhắm mắt cảm ngộ một lát, khi mở mắt ra trong con ngươi có thêm một ký hiệu kỳ lạ, ngay sau đó chìm vào chỗ sâu nhất trong đồng tử. Đa tạ chủ nhân, Moria. Cô mắc sai lầm lớn như vậy, Mạc Phàm không trách phạt trái lại đưa bí pháp cho cô. Đi đi. Mạc Phàm vẫy tay với Moria. Moria nuốt những lời muốn nói xuống, bóng dáng nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Chủ nhân còn gì phân phó, không còn gì Mị Nhi cũng xin cáo lui trước. Quỷ Mị Nhi thấy Moria rời đi, cúi người hỏi. Cửu U Nhãn của cô có mấy tầng? Mạc Phàm nhìn Quỷ Mị Nhi hỏi. Cửu U Nhãn là một loại đồng tử thuật của quỷ tộc, có thể nhìn thấu mê huyễn, nhìn đến nguồn gốc. Trái lại khám phá nguồn gốc cũng không có gì, mắt hắn cũng có thể làm được, nhưng cửu U Nhãn tu đến thâm sâu có phạm vi thị giác rất rộng. Hắn từng thấy một cao thủ quỷ tộc mở cửu U Nhãn, liếc mắt một cái nhìn xuyên cửu U không thấy đáy. Thần thức của hắn vẫn chưa đủ mạnh để bao trùm cả Giang Nam, nếu cửu U Nhãn của Quỷ Mị Nhi đủ năng lực, hắn có thể tìm được huyết ma ở trong phạm vi Giang Nam. Quỷ Mị Nhi chậm rãi ngẩng đầu, một thụ nhãn ở chỗ mi tâm mở ra, lộ ra con mắt có ba đường vân. Khởi bẩm đại nhân, Mị Nhi ngu dốt, bây giờ cửu U Nhãn chỉ có ba tầng. Ba tầng sao? Mạc Phàm nhìn thụ nhãn của Quỷ Mị Nhi, hơi nhíu mày. Tôi có thể giúp cô tăng tới tầng 4, nhưng tôi cần cô dùng cửu U vạn giới một lần. Cửu U Nhãn ba tầng thì hơi kém một chút, chỉ có thể sử dụng một số tiểu thần thông. Ví dụ như nhìn thấy một số thứ linh mị nhìn thấy giống lúc trước. Nếu là bốn tầng mà nói, có thể thông qua cửu U Nhãn tra xét huyết ma ẩn nấp trong cả Giang Nam. Mị Nhi thân là quỷ vương, cửu U Nhãn ba tầng vẫn có thể sử dụng cửu U vạn giới, chẳng qua là thời gian lâu hơn một chút, nếu chủ nhân cần, bây giờ Mị Nhi có thể sử dụng. Quỷ Mị Nhi nói, không cần, cô có tâm là được rồi. Mạc Phàm lắc đầu nói, tuy quỷ Mị Nhi thân là quỷ vương, cộng thêm có lực lượng của quỷ tỷ, quả thật có thể dùng cửu U vạn giới, nhưng sau khi dùng xong cửu U vạn giới Quỷ Mị Nhi sẽ hồn phi phách tán. Không có Quỷ Mị Nhi, linh quỷ thiên hỏa đại trận trên không Giang Nam cũng như thùng rỗng kêu to, không cần thiết phải làm vậy. Nếu có cửu U nhãn 4 tầng, sẽ chỉ khiến Quỷ Mị Nhi không sử dụng được cửu U nhãn trong một thời gian ngắn mà thôi. Nói xong hắn lấy một bình ngọc để trên bàn đá, một tay còn lại khẽ cứa lòng bàn tay. Một vết thương chảy máu xuất hiện, từng đạo huyết châu màu đỏ chảy từ bên trong ra, rơi vào trong bình ngọc. Có tổng cộng 9 giọt, mỗi giọt đều to như pha ly châu. Đây là 9 giọt hồng liên huyết, có quỷ tỷ giúp đỡ, mới có thể khiến cửu U Nhãn của cô tăng tới tầng 4. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, quỷ tỷ xuất hiện trong tay hắn, hắn ném bình ngọc và quỷ tỷ cho Quỷ Mị Nhi. Trước mắt Quỷ Mị Nhi sáng lên, trong đôi mắt đảo liên tục đều là kích động. Người khác không biết huyết mạch hồng liên, nhưng quỷ tộc bọn họ biết rất rõ. Hồng liên là đóa hoa rất ít sinh trưởng ở nơi cao quý nhất sâu trong cửu U,
chỉ người có đại cơ duyên mới nhìn thấy được. Có Hồng Liên, mới có Hồng Liên nhất tộc. Huyết mạch của Hồng Liên nhất tộc tương đương với thần huyết đối với quỷ tộc bọn họ. Cho dù là quỷ đế cũng khó mà có thần huyết, cô chỉ là một quỷ vương nho nhỏ, vậy mà đạt được 9 giọt. Nếu đặt những Hồng Liên huyết này trước mặt đám quỷ, sẽ dẫn tới hỗn chiến. Chủ nhân, ngài cho tôi những thứ này thật sao? QMN nói với vẻ khó mà tin. Nếu cô muốn trở thành quỷ tiên của Mạc gia tôi, vậy thì lấy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. 9 giọt Hồng Liên huyết mà thôi, đối với quỷ Mỹ Nhi thì như bảo vật từ trên trời rơi xuống, đối với hắn thì không đáng giá nhắc tới. Đa tạ chủ nhân, tiểu nô sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không làm chủ nhân thất vọng. Quỷ Mỹ Nhi quỳ trên đất, vô cùng cung kính nói. Đi đi, cô không còn nhiều thời gian, tôi sẽ cần dùng cửu u nhãn của cô nhanh thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ. Quỷ Mị đứng dậy, hai tay run rẩy cầm bình ngọc và quỷ tỷ biến mất. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, đang chuẩn bị rời đi thì trong di động lại truyền ra giọng Âu Dương Nhược Tuyết. Tên Lưu Manh, cậu còn ở đó hay không? Bây giờ có. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu đúng là không có một chút lễ phép. Rõ ràng là bổn đại tiểu thư đang gọi điện cho cậu, cậu lại bận rộn chuyện khác, không biết mục đích của những huyết ma này là gì, nhưng rất có khả năng liên quan tới những thế lực ngoại quốc và tông môn ẩn thế, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Ở bên kia điện thoại Âu Dương Nhược Tuyết nghiến chặt răng, đôi tay nắm chặt lại, kìm nén lửa giận nói. Cho nên, vẻ mặt Mạc Phàm không vui không buồn, hỏi. Cho nên bản cô nương hỏi cậu một lần nữa. Bây giờ cậu nguyện ý hòa giải với tông môn ẩn thế hay không? Nếu nguyện ý hội ngũ lão chúng tôi còn xử lý giúp cậu từ trong. Cậu nghe đây, đây là một lần cuối cùng. Nếu lần sau bản cô nương còn nhắc lại, bản cô nương sẽ biến thành con chó nhỏ. Âu Dương Nhược Tuyết thở hổn hển quát. Cô ta chưa từng gặp người nào như Mạc Phàm, đổi lại là người khác cô ta đã lập tức tắt điện thoại, không thèm để ý ra hỏa không biết lý lẽ rồi. Chưa có một người đàn ông nào khiến Âu Dương Nhược Tuyết này phải thấp kém đi cầu xin như vậy, chắc chắn Mạc Phàm là người đầu tiên. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Chỉ có chuyện này sao? Cái gì? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức đến mức dậm chân, phi cơ trực thăng mà cô ta ngồi hơi bay xuống, trên phi cơ cũng xuất hiện dấu chân rất sâu. Xung quanh vẻ mặt mấy người mặc trang phục chiến đấu thay đổi, vội vàng nhìn về phía Âu Dương Nhược Tuyết. Âu Dương tiểu thư, có chuyện gì vậy? Người điều khiển ngồi ở đằng đầu nhỏ giọng hỏi. Giống như sợ chọc giận Âu Dương Nhược Tuyết, sẽ có hậu quả đáng sợ như vậy. Âu Dương Nhược Tuyết ý thức được mình hơi quá khích, khuôn mặt như hàn ngọc đỏ lên, lập tức khôi phục như thường. Không có gì, gặp phải tên đại ngốc khiến người ta căm tức. Âu Dương Nhược Tuyết che di động nói, lửa giận trong mắt không giảm trái lại còn tăng lên không ít. Chỉ mới bây giờ mà đã có ba thế lực đối phó Mạc Phàm. Bất kỳ một thế lực nào trong ba thế lực, đều có khả năng hủy diệt một đại quốc đương thời. Tình cảnh như thế, vậy mà Mạc Phàm vẫn còn tùy hứng. Bạn của Mạc Phàm đã bị phế một người, bây giờ chị họ của cậu ta cũng không rõ tung tích. Cho dù Mạc Phàm không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ tới những người khác. Nếu đợi tông môn ẩn thế tới trang viên Mạc gia, hội ngũ lão bọn họ muốn nhúng tay ngăn cản đều khó mà làm được. Bởi vì không ai có thể tách hai con hổ đang đấu nhau ra, trừ phi hai con hổ bị đánh cho hai bên đều tổn hại. Nhưng gia hỏa kia vẫn không ngừng, cô ta có cảm giác như cuộc đời này mình nợ Mạc Phàm thứ gì đó. Âu Dương Nhược Tuyết hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn như vậy à, nói cho cậu biết, nếu cậu quyết liệt hoàn toàn với tông môn ẩn thế. Đến lúc đó hội ngũ lão chúng tôi sẽ không đứng về phía cậu, lần sau gặp mặt có khả năng chúng ta kẻ địch. Âu Dương Nhược Tuyết trầm giọng hỏi. Hội ngũ lão đều suy nghĩ tới an nguy của Hoa Hạ, nếu thật sự phải chọn giữa Mạc Phàm và tông môn ẩn thế, từ giọng điệu của ông nội cô ta có thể nhìn ra được, rất có khả năng hội ngũ lão bọn họ sẽ lựa chọn tông môn ẩn thế, mà không lựa chọn Mạc Phàm. Dù sao tông môn ẩn thế ẩn nấp ở Hoa Hạ lâu như vậy, còn khiến thế lực ở nước ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ, Mạc Phàm chỉ là một đứa bé, cho dù thực lực kinh thiên, có thể khiến thế lực ở nước ngoài e sợ ba phần hay không còn chưa biết được. Để đảm bảo, vậy chỉ có thể lựa chọn tông môn ẩn thế. Đến lúc đó đối phó Mạc Phàm không chỉ ba thế lực, có thể là bốn thế lực. Vậy nếu cô nhìn thấy tôi, tốt nhất là cô nên chạy nhanh một chút.
Mạc Phàm thản nhiên nói. Biểu cảm lạnh nhạt, giống như không bị ảnh hưởng bởi những lời Âu Dương Nhược Tuyết nói. Chỉ là một đám thế lực ngoại quốc, tông môn ẩn thế, huyết ma mà thôi, nếu những người đó đều tới cả đây, vậy hắn sẽ để bọn họ biết người nào bọn họ không thể trêu chọc, người nào bọn họ cũng không thể trêu chọc cả đời. Bọn họ cùng tới, tránh để hắn phải tốn thời gian đi tìm. Nếu hội ngũ lão cũng phái người chen chân vào, vậy hắn sẽ thu thập cả hội ngũ lão. Nể mặt hội ngũ lão bảo vệ Mạc gia, hắn không giết người của hội ngũ lão là được. Mạc Phàm, cậu không chỉ ích kỷ, còn là một tên khốn nạn, nếu thật sự thành kẻ địch, người giết cậu nhất định là bản cô nương. Âu Dương Nhược Tuyết thở hổn hển kêu lên. Cô ta tốt bụng khuyên Mạc Phàm, Mạc Phàm lại bảo cô ta gặp thì chạy thật nhanh, đúng là buồn cười. Cô còn chuyện gì không, nếu không nói gì nữa thì tôi còn một số việc phải làm. Mạc Phàm cũng không tức giận, hỏi. Trái lại hắn không sợ những người này, nhưng phải chuẩn bị trước một phen, lo trước khỏi họa. Tên khốn nạn cậu, đợi đã, tôi còn chuyện muốn nói với cậu. Âu Dương Nhược Tuyết thấy Mạc Phàm muốn tắt máy, vội vàng nói. Chuyện gì? Nếu cậu thật sự không phải đối thủ của bọn họ, có thể thông qua Sơn Hải Khư hội ngũ lão chúng tôi đưa cho cậu chuyển Mạc gia đến trong một bí cảnh ở Giang Nam, đến lúc đó tôi sẽ chắn lại giúp cậu, cho dù có người biết cũng không thể tìm được. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, nói. Mạc Phàm khiến cô ta vô cùng tức giận, nhưng người này khác với những người mà cô ta từng gặp, lúc cô ta đi theo Mạc Phàm luôn tức chết đi được, gần đây không gặp Mạc Phàm không biết vì sao luôn muốn nói chuyện với Mạc Phàm. Đây là cảm giác gì cô ta cũng không biết, dù sao cô ta không muốn Mạc Phàm gặp phải nguy hiểm. Mạc Phàm nhướng mày, đầu ngón tay sáng lên, Sơn Hải Khư tỉnh Giang Nam mà Long Bác đưa cho hắn lúc trước xuất hiện trước người hắn. Trang viên Mạc gia trải qua hắn tu sửa. Dịch chuyển thông qua Sơn Hải Khư cũng không thành vấn đề. Hắn vốn định nếu Mạc gia xuất hiện vấn đề, thì dịch chuyển Mạc gia tới U Châu Hải Ngoại Hải, để Ngao Thiên và Ngao Sương bảo hộ bọn họ. Nhưng nơi đó rất gần Sơn Ngoại Sơn của Tông Môn Ẩn Thế, một khi để Tông Môn Ẩn Thế biết, Ngao Thiên sẽ bảo hộ Mạc gia, nhưng các yêu tộc khác ở Hải Ngoại Hải thì chưa chắc. Nếu có một nơi bí mật như vậy thì tốt quá rồi. Ngay phía dưới Huyền Vũ Nhai, thông qua chỗ nào có thể thông hướng Thiên Ngoại Thiên, cậu có thể nhìn thấy nơi đó trên Sơn Hải Khư. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Huyền Vũ Nhai. Mạc Phàm lên tiếng. Huyền Vũ Nhai là nơi kiếp trước hắn tiến vào tu chân giới sau đó trọng sinh, trước khi quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt hắn có vào một lần, tất nhiên biết. Nếu Âu Dương Nhược Tuyết có thể che nơi này từ bên ngoài, quả thật là nơi tốt để di chuyển, tốt hơn Sơn Cốc ở thành phố Nam Sơn một chút, dù sao linh khí bên trong sung túc. Còn thông tới Thiên Ngoại Thiên. Tôi đã biết, tôi sẽ suy xét, cảm ơn cô. Giọng nói của Mạc Phàm nhu hòa hơn. Tự cậu bảo trọng, bản cô nương mang theo bàn tử đã tiến vào giáp danh giữa Giang Nam và Đông Hải, cậu phái người tới đón đi, tôi tắt máy đây. Âu Dương Nhược Tuyết đỏ mặt, giống như cô gái vừa mới tỏ tình xong, vội vàng tắt điện thoại. Trong trang viên Mạc gia, Mạc Phàm cười với vẻ bất đắc dĩ. Tuy bí cảnh dưới Huyền Vũ Nhai nằm trong phạm vi suy xét của hắn, nhưng hắn vẫn nợ nha đầu Âu Dương Nhược Tuyết này một ân tình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ân tình sau này trả là được. Hắn để di động xuống, lấy một hộp ngọc trong nhẫn chữ vật ra. Mở hộp ngọc ra, tiếng phượng kêu vang lên, hư ảnh Phượng Hoàng lấy từ trong cơ thể phân thân của Phượng Hoàng bay ra. Hư ảnh Phượng Hoàng huyền ảo này vừa xuất hiện, lập tức nổi giận đùng đùng đánh về phía hắn. Hắn nheo mắt lại, hồng liên nghiệp hỏa trong một con mắt phun ra, hư ảnh Phượng Hoàng huyền ảo bị hồng liên nghiệp hỏa định trong không trung. Hắn lạnh nhạt nhìn hư ảnh Phượng Hoàng, một tay điểm lên chỗ mi tâm hắn, 9 viên thần nguyên bay từ trong ra, trôi nổi trước người hắn. Vù một tiếng, lưỡng nguội chân hỏa màu vàng giấy lên trên thần nguyên. Chân hỏa này của hắn dừng ở lưỡng nguội lâu rồi, tuy lưỡng nguội chân hỏa có thể phát huy ra uy lực phần lớn của chân hỏa, nhưng so với tam muội chân hỏa, lưỡng muội chân hỏa chỉ có thể nói là gặp sư phụ. Nếu lưỡng muội chân hỏa có thể nấu sôi một tiểu hồ, vậy tam muội chân hỏa có thể đốt trụi một vùng đại sơn, trừ phi có Càn Khôn Ngọc Lộ và Tứ Hải Hải Thủy, nếu không không thể tắt, uy lực không thể sánh nổi. Tam muội chân hỏa có tổng cộng tham hỏa, sân hỏa, si hỏa, lưỡng muội chân hỏa của hắn chỉ có tham hỏa và si hỏa. Hiện giờ tìm được sân hỏa cuối cùng rồi, thừa dịp còn chút thời gian,
cũng đến lúc ngưng tụ thành tam muội chân hỏa, trở thành chân hỏa chân chính thuộc về tu chân giới. Có tam muội chân hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng. Hắn vung tay lên, ý niệm vừa động, cơ thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa giã tới bên trong động thiên mạc ra, ở bên trong phòng luyện công gần với phòng luyện khí. Tất cả phòng luyện công đều được xây trên một cái ao đầy nham thạch nóng chảy, nhiệt độ nơi này thấp nhất cũng phải 200, 300 độ, ngoại trừ luyện công bình thường có ít người ra vào. Hắn giống như không cảm nhận được hơi nóng trong phòng luyện công, trực tiếp ngồi ở giữa phòng luyện công đóng cửa phòng lại. Trong huyết dịch của hắn có hồng liên nghiệp hỏa, cơ thể đã thành thần thể, trong thần nguyên có lưỡng muội chân hỏa, nếu vẫn sợ những hỏa diễm này thì kỳ lạ rồi. Cho dù bây giờ hắn nhảy vào trong nham thạch nóng chảy, cũng không có chuyện gì. Đi! Hắn khẽ quát một câu. Hỏa diễm màu vàng trên 9 viên thần nguyên bắn nhanh mà ra, mỗi cái hóa thành hình rồng cắn phượng hồn. Những hỏa diễm hình rồng này còn chưa cắn được phượng hồn, bỗng nhiên trên phượng hồn màu hỏa hồng sáng lên tử quang. Tử quang này vừa sáng lên, trực tiếp tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa của hắn. Chiêm chiếp, tiếng phượng kêu kích phá trường không vang lên. Phượng Hoàng như mũi tên nhọn bay về phía Mạc Phàm đang ngồi trên nham thạch nóng chảy. Mạc Phàm nhướng mày, bất nộ phản hỉ. Trên phượng hồn này mang theo nộ hỏa không giả được, nhưng xem ra không phải lửa giận bình thường. Nếu không sao có thể tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa của hắn. Như vậy càng tốt, phượng hồn này càng mạnh, tam muội chân hỏa hắn dung hợp ra cũng càng mạnh. Hắn nheo mắt lại, con người lập tức biến thành màu bạc, điện quang bắn từ trong con người hắn ra. Tí tách, điện quang bắn lên trên hư ảnh Phượng Hoàng. Tiếng rên rỉ vang lên, thân thể Phượng Hoàng run lên, liền rơi xuống mặt đất. Không đợi Phượng Hồn rơi vào trong nham thạch nóng chảy, 9 đạo lưỡng muội chân hỏa hình rồng đã đuổi tới. Chân hỏa hình rồng vừa tới liền bao vây Phượng Hồn như bánh chưng, Phượng Hồn được 9 viên thần nguyên vây ở giữa. Hợp, một chữ vang lên, bạch quang trên 9 thần nguyên tăng mạnh, chôn vùi 9 thần nguyên và cả Phượng Hoàng. Hào quang thu lại, 9 tiểu thần nguyên ngưng tụ thành một thần nguyên cỡ quả đấm, không chỉ không thấy lưỡng muội chân hỏa màu vàng, phượng hồn cũng biến mất không thấy. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, chữ liên tục truyền từ miệng hắn ra. Mộc trung tham, thạch trung sân, không trung si, thượng vi quân, trung vi thần, hạ vi dân, tham sân si, quân thần dân, đều thành tam muội chân hỏa cho tôi, ngưng. Đến chữ ngưng, giọng nói của Mạc Phàm cao hơn, bỗng nhiên thần nguyên chuyển động. Bùm, hỏa diễm màu vàng lập tức giấy lên trên thần nguyên, xông thẳng lên đỉnh phòng luyện công, khí tức hỏa diễm vô cùng cường đại lan ra khắp phòng luyện công. Nhiệt độ trong phòng luyện công vốn đã rất cao, hỏa diễm này vừa xuất hiện lại tăng cao đâu chỉ gấp 10 lần, trận pháp trên vách tường cũng lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, trong ao nham thạch nóng chảy ở phòng luyện công, hỏa chi linh khí huyết sắc như nắng hè chói chang lao ra, ngưng tụ thành ba bay vào trong thần nguyên. Rõ ràng là hỏa chi linh khí chói chang trong nham thạch nóng chảy, nhưng như thanh tuyền trước mặt thần nguyên, toàn bộ đều bị hút vào bên trong. Không phải núi lửa Giang Nam phun trào, những nham thạch nóng chảy này vốn là Mạc Phàm dùng trận pháp dẫn từ dưới nền đất lên, số lượng cũng không nhiều. Không lâu sau, trong ao nham thạch nóng chảy chỉ còn lại một hòn đá màu đen làm lạnh, thần nguyên vẫn đang chuyển động như cũ, không có ý dừng lại. Vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi. Phượng hồn này dung hợp tam muội chân hỏa lợi hại hơn hắn nghĩ nhiều, vậy mà hỏa linh khí trong phòng luyện công cũng không đủ. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt hắn khôi phục như thường, điên cuồng xuất hiện trong con ngươi của hắn. Nếu nơi này không đủ, vậy thì dùng cái này, cần bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc giấy lên trên người hắn, tụ tập về phía thần nguyên. Tu sĩ am hiểu khống hỏa. Trong cơ thể thường không chỉ có một loại hỏa diễm. Đợi tu vi đến trình độ nhất định, sẽ bắt đầu dung hợp nhiều loại hỏa diễm thành hỏa diễm rất cao cấp. Sớm muộn gì tam muội chân hỏa của hắn cũng dung hợp với hồng liên nghiệp hỏa, nếu hỏa linh khí bình thường không thể thỏa mãn được tam muội chân hỏa, vậy dùng hồng liên nghiệp hỏa tới thỏa mãn tam muội chân hỏa trước vậy. Nếu hồng liên nghiệp hỏa được tam muội chân hỏa hấp thu, đợi hắn dung hợp tam hỏa tinh khí thần sẽ đơn giản hơn nhiều. Hồng liên nghiệp hỏa đến trước tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa do dự một lát, giống như mãnh thú đói khát đang phán đoán đồ ăn trước mặt có ăn được không. Ngay sau đó tam muội chân hỏa di chuyển, nuốt luôn hồng liên nghiệp hỏa. Trong tam muội chân hỏa màu vàng,
lập tức có thêm một chút đường vân màu tím. Tuy chỉ là một chút, nhưng Mạc Phàm cảm nhận được rõ cường đại của tam muội chân hỏa dị chủng này. Kiếp trước hắn cũng có được tam muội chân hỏa, nhưng tuyệt đối không đáng sợ như tam muội chân hỏa hiện giờ. Xem tam muội chân hỏa này có thể hấp thu được bao nhiêu hồng liên nghiệp hỏa. Ý niệm của hắn vừa động, 9 viên tinh nguyên trong cơ thể cố gắng chuyển động, hồng liên nghiệp hỏa lập tức tăng cao, lập tức bao tam muội chân hỏa màu vàng ở trong. Tam muội chân hỏa như mãnh thú đói bụng mấy ngày, đói bụng ăn quàng hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Mỗi lần hấp thu nhiều thêm một chút, trên hỏa diễm màu vàng xuất hiện một hoa văn màu tím, những hoa văn màu tím này dần dần hình thành liên hoa. Khi hình thành ra đồ án một đóa liên hoa, lúc này thần nguyên mới dừng chuyển động. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, thu thần nguyên và hồng liên nghiệp hỏa vào trong cơ thể. Ngón tay hắn vân vê, hỏa diễm màu vàng có đường vân tử liên hoa xuất hiện giữa ngón tay hắn. Hắn muốn thử uy lực của hỏa diễm này một lần, một người đàn ông dáng vẻ tiểu sinh, trận linh của trang viên Mạc gia nhoáng lên một cái xuất hiện trước người hắn. Chủ nhân, Moria quay về rồi à? Mạc Phàm vê tắt hỏa diễm, hỏi. Moria tiểu thư còn chưa quay về, nhưng ngoài cửa có một đám người tự xưng là người của tông môn ẩn thế, trong đó hình như có một người có tu vi rất cao, muốn gặp Mạc tiên sinh. Trận linh cúi người hỏi. Tông môn ẩn thế. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn vốn tưởng rằng Moria đưa bàn tử quay về, không ngờ lại là tông môn ẩn thế tới trước, tốc độ nhanh thật. Dẫn bọn họ tới Lạc Tiên Đình đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bàn tử đang trên đường tới, chị họ bị bắt đi, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu người của tông môn ẩn thế tới trước, vậy giải quyết chuyện tông môn ẩn thế trước, lát nữa sẽ khiến những huyết ma nếm thử sự lợi hại của tam muội chân hỏa dị chủng của hắn. Dạ, chủ nhân. Bóng dáng trận linh nhoáng lên một cái, biến mất lặng yên không tiếng động, giống như chưa từng xuất hiện. Mạc Phàm cũng không vội vàng tới lương đình, hắn nâng một chân lên. Khi hạ xuống đã ra khỏi phòng luyện công, đến giữa động thiên bên cạnh linh tuyền. Đi đi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một đạo tử khí rơi lên trên một vùng đất khác trên linh tuyền, nói với trường sinh linh thụ trên tay. Trường sinh linh thụ chấp lóe thanh quang, hóa thành linh thụ đâm gốc vào trong thổ nhưỡng có tử khí. Không ngừng nuốt nhả linh khí, cải thiện thổ nhưỡng dưới chân. Mạc Phàm vươn một tay ra nắm trong không trung, một hỏa hoa cỡ đầu người xuất hiện trong tay hắn. Đây là trung tâm của thiên hỏa đại trận, do lưỡng muội chân hỏa của hắn biến thành. Thiên hỏa đại trận có thể khiến không ít người tới Giang Nam thay đổi sắc mặt, nhưng thực lực cao hơn một chút vẫn có thể đối kháng được thiên hỏa đại trận, ví dụ như đám người của tông môn ẩn thế. Hiện giờ chân hỏa đã thành tam muội, cũng đến lúc tăng thiên hỏa đại trận rồi. Bùm, bỗng nhiên trong tay còn lại của hắn xuất hiện hỏa diễm màu vàng có đường vân tử liên hoa. Hai tay hắn hợp thành một. Đốm lửa đỏ như máu kia chậm rãi biến thành màu vàng, từng đạo đường vân tử sắc xuất hiện ở giữa hỏa diễm. Đốm lửa này thay đổi, một vòng gợn sóng lấy trang viên Mạc gia làm trung tâm, như nước gợn sóng dập dờn ra xung quanh. Gợn sóng thổi tới đâu, tất cả đốm lửa trên bầu trời biến thành kim sắc tử văn, hình dạng cũng từ bồ công anh biến thành liên hoa, trôi nổi trong không trung. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới biến mất trong động thiên. Lạc Tiên Đình, ở trên một trong hai ngọn núi trang viên Mạc gia dựa vào, nhìn thì như ở trong trang viên Mạc gia, thực ra sau khi được trận pháp cải tạo, lương đình này ở trong một khu đất hoang cách trang viên Mạc gia mười mấy cây em. Cho dù trong Lạc Tiên Đình xảy ra chuyện gì, đều không ảnh hưởng tới trang viên Mạc gia. Cho dù ném một quả bom nguyên tử ở Lạc Tiên Đình, cũng không ảnh hưởng tới Mạc gia. Nơi này được Mạc Phàm bố trí không ít trận pháp, chuyên dùng để nghênh đón những khách không mời mà tới. Lúc này trong Lạc Tiên Đình, mấy nam nữ mặc cổ trang ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp đứng ở hai bên, xếp thành hai hàng. Một người thanh niên mặc trường bào màu hỏa hồng ngồi nghiêm túc trong lương đình, trong mắt hiện lên chút khinh thường, không thèm nhìn linh trà trận linh bưng tới, trên mặt đều là kiêu ngạo. Đứng sau người thanh niên này là một lão nô đeo kiếm. Lão nô này nhìn thoáng qua bầu trời ở phía xa, trận pháp ở xung quanh và linh trà đặt trên bàn đá, lông mày tuyết trắng hơi nhíu lại. Trong mắt hiện lên chút dị dạng. Thiếu gia, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, có khả năng chủ nhân nơi này không đơn giản. Lão nô tiến đến bên tai người thanh niên, nói với vẻ nghiêm túc. Cho dù là hỏa hoa trên bầu trời, trận pháp ở đây,
hay là linh trà, cho dù là ở trong tông môn ẩn thế cũng không có, nếu những thứ này đều trên trăm năm thì không có gì, nhưng những thứ này đều là mới còn chưa được bao lâu. Mạc gia là một gia tộc mới quật khởi trong thế tục lại có thể làm được, hẳn là không đơn giản. Bút tích này chỉ có ở tu chân giới. Không đơn giản, vậy chúng ta đơn giản sao? Người đàn ông hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Một phàm nhân mà thôi, luôn luôn đều là phàm nhân, kém hơn những người ở trong tông môn ẩn thế một cấp bậc. Mà bọn họ lại đến từ tu chân giới, phàm nhân lợi hại tới mấy, cho dù là đế vương trên thế gian cũng không cùng một cấp bậc với bọn họ, có gì phải cẩn thận? Nếu thật sự phải cẩn thận, vậy Cự Long phải cẩn thận con kiến rồi. Chủ nhân nhà các cậu đâu, không biết chúng tôi tới rồi à, có phải cần bản công tử đốt nơi này thành cho tàn, cậu ta mới xuất hiện hay không? Vị thiếu gia này bất giận, tôi đã thông báo cho chủ nhân của tôi, lát nữa chủ nhân tôi sẽ tới thôi. Trận Linh vội vàng nói. Thôi, vẫn nên để tôi tự khiến cậu ta xuất hiện vậy. Người thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, một tay vươn ra, một đốm lửa lập tức xuất hiện trong tay anh ta. Kình phong quay xung quanh hỏa diễm nổi lên bốn phía. Lúc này giọng nói lạnh như băng của Mạc Phàm vang lên trong Lạc Tiên Đình. Anh còn chưa đủ tư cách để tôi hiện thân. Giọng nói này mới vang lên, một quang môn xuất hiện trong Lạc Tiên Đình, Mạc Phàm đi từ trong ra. Nhìn thấy Mạc Phàm, trong hai hàng người bên ngoài đình có mấy người thay đổi sắc mặt, lộ ra chút kiêng kỵ. Thần sứ đại nhân, chính cậu ta phong ấn trưởng môn của chúng tôi, còn muốn giết Cơ Như Long đại nhân. Một người đàn ông trong đó chỉ vào Mạc Phàm nói. Người đàn ông mặc hồng bào nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm vừa nói, trong mắt lóe lên khinh thường. Tôi tưởng là ai khiến địa cầu gà chó không yên, muốn tôi đi xuống xử lý, hóa ra là tiểu tử cậu. Phía sau anh ta, lão nô đeo kiếm nhíu lông mày lại, một tay để trên trường kiếm huyết sắc ở sau lưng, nhắc nhở. Thiếu gia cẩn thận người này. Thực lực của Mạc Phàm không cao, không bằng ông ta. Nhưng khí tức toàn thân Mạc Phàm cho dù là ông ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Ở tu chân giới có vô số người có thể khiến ông ta có cảm nhận này, nhưng lẽ ra trên địa cầu không có. Huyết thúc, một người địa cầu mà thôi, chú có cần phải kích động như vậy không, chú ở thành Long Dương cũng không vậy mà. Người thanh niên mặc hồng bào nói với vẻ khinh thường. Huyết thúc này của anh ta là sát thần nổi tiếng ở thành Long Dương, thực lực kim đan đỉnh phong, vì báo thù cho cha mẹ. Trong một đêm diệt 18 gia tộc tu tiên trong thành, trong đó bao gồm mấy lão quái vật nguyên anh. Một tu sĩ kim đan có thể làm những chuyện này, đủ để thấy thực lực. Chính vì như vậy, Trúc gia bọn họ mới nhận huyết thúc làm nô. Người không sợ trời không sợ đất, đến một tinh cầu nhỏ bé như địa cầu lại có đức hạnh này, không thể không nói khiến anh ta vô cùng thất vọng. Lão nô nhíu mày nhưng không phản bác, tay vẫn không buông ra khỏi huyết kiếm ở sau lưng. Hai mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, Mạc Phàm không thèm nhìn người thanh niên mặc hồng bào, trái lại nhìn lướt qua lão nô kia. Người của Kỳ Lân huyết gia sao? Kỳ Lân huyết gia là bán nhân, những người này có một nửa huyết mạch người, một nửa huyết mạch Kỳ Lân, bởi vì linh trí không cao, lại vì huyết mạch mà không thể khống chế được mình, cho nên thường phải làm nô lệ. Sau lưng người này là huyết kiếm, toàn thân có mùi huyết Kỳ Lân, lại là người của thành Long Dương. Phần lớn là người của Kỳ Lân huyết gia. Vẻ mặt lão giả đeo kiếm khẽ đổi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Quả thật ông ta là người của Kỳ Lân huyết gia, nhưng sao một người trên địa cầu lại biết chuyện này? Lần này ngay cả thanh niên mặc hồng bào cũng nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tiểu tử, tuy cậu là phàm nhân trên địa cầu, nhưng trái lại có vài phần nhãn lực đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.